Biện pháp của cháu rất bình thường, không bằng chú ở trong huyện tìm giúp anh ta một đoạn đường tốt nào đó, mở lại cho anh ta nhà hàng. Ông ta nghe thấy chủ ý của Hạ Tưởng cũng bình thường, cũng không khỏi ít nhiều hơi thất vọng. Hạ Tưởng nhìn Mễ Huyên, hỏi. Còn nhớ cái đường núi lần trước chúng ta đi qua không? Chị nói xem, nếu cái đường núi kia nối thẳng tới Bắc Kinh, đột nhiên một ngày nào đó số người tới tham quan du lịch nhiều, thì sẽ xuất hiện cái tình huống gì? Ánh mắt Mễ Huyên đột nhiên sáng lên. Có thể nối thẳng tới Bắc Kinh, cậu không được gạt người khác. Nếu thật sự có thể nối thẳng tới Bắc Kinh thì Thảo Nguyên huyện bá có thể hấp dẫn rất nhiều du khách của Bắc Kinh tới du ngoạn, khi du khách tới nhiều thì du lịch của huyện bá sẽ phát triển lên, đến lúc đó thì... Cô kích động đứng phát dậy. Không trách được Phùng Húc Quang lại xây dựng nhà máy thành phố tại xã Cổ Trại, nơi đó đúng là đoạn đường núi gần cửa khẩu nhất, nếu sau này có thể mở một nhà hàng ở đây, về sau du khách Bắc Kinh đến nhiều, công việc kinh doanh sẽ rất náo nhiệt. Hạ Tưởng giơ tay kéo xuống. Ngồi xuống, đừng kích động, sự tình chưa chắc đã là hoàn toàn đúng, việc này tốt nhất không tiết lộ ra bên ngoài, nếu không thì sẽ không chiếm được tiên cơ đâu. Vương Toàn Hữu nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, có vẻ rất kinh ngạc, dùng chiếc đũa đập xuống cái mâm một cái. Thằng nhãi này rất có lòng dạ, nói chuyện rất thích giấu giếm, may mắn người thích cậu chính là cô bé Lê, không phải là Mễ Huyên, nếu không chú có một con rể như vậy, thế nào cũng bị cậu chọc tức cho đến chết. Tào Thù Lê không phục nói. Bác nói thế không đúng, Hạ Tưởng rất tốt, cách nói chuyện của anh ấy cháu vừa nghe là đã hiểu, sao cậu lại giận? Cậu cũng đừng có thành kiến quá. Vương Toàn Hữu cười ha hả. Con gái thì hướng ngoại, cháu và mẹ cháu giống nhau như đúc. Cái này là có trò hay đây, nhìn ba cháu bảo thủ thế kia, sau này thế nào cũng bị cháu làm cho tức giận đến long trời cho xem. Ba cháu không tức giận, cậu đừng nghĩ có thể chế giễu. Tào Thù Lê một bước cũng không nhường. Ba cháu và Hạ Tưởng vô cùng thân thiết với nhau, toàn bộ người nhà cháu đều thích anh ấy, bác mà muốn thấy cảnh tượng như bác nghĩ, xin lỗi, lại làm cho bác thất vọng. Cái con bé xấu xa này, sao lại nói chuyện đâu đâu với cậu? Vương Toàn Hữu tươi cười mắng, trên vẻ mặt không giấu được sự đắc ý. Tiểu Hạ, nhìn cô bé Lê bảo vệ cậu như vậy, về sau phải chu đáo cẩn thận nghe chưa? Mà tôi cũng nói trước. Cô bé Lê này không chỉ là hòn ngọc quý của Tào Vĩnh Quốc mà còn là báu vật của ông bà ngoại nó, nếu cậu khinh rẻ nó, người đến gây phiền toái cho cậu không chỉ là một người, mà là một đoàn, phải cẩn thận đó. Nghe Vương Toàn Hữu nói như vậy, Hạ Tưởng cũng không khờ, làm sao hắn không nghe ra sự đe dọa trong lời nói. Ông ta không phản bác, không phát biểu ý kiến ủng hộ là tốt rồi, dù sao vẻ mặt tươi cười chân thành cũng đủ để nói lên sự quan tâm đến việc của bọn họ. Ăn cơm xong, mấy người lại kéo nhau đến bóng mát giàn nho để uống trà. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua giàn nho rừng ở trên bàn, gió thổi qua, bóng cây lay động, bên tai lại nghe được tiếng gà gáy, chó sủa, vào lúc này Hạ Tưởng cảm giác như quay trở về thời kỳ thơ ấu. Vương Toàn Hữu nói cái này một chút, cái kia một chút, nói tào lao, kể về sự tình đánh giặc trước kia của y, nghe mấy điều này Mễ Huyên liền ngáp một cái, Tào Thù Lê cũng có vẻ vô tình làm việc khác. Cũng không trách. Các cô gái đều không thấy hứng thú đối với các chuyện về chiến tranh. Tào Thù Lê cũng vậy, cô vẽ một loạt các hình trên mặt đất, sau đó rốt cuộc không chịu nổi, bĩu cái môi nhỏ nhắn nói. Bác đừng có con cà con kê nữa, có việc gì thì nói đi, nếu không thì để Hạ Tưởng trở về. Vương Toàn Hữu phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Tào Thù Lê một cái, lại nén giận liếc mắt nhìn Mễ Huyên một cái, ý tứ là dù như thế nào cũng phải giúp y nói chuyện. Tào Thù Lê làm cái mặt quỷ. Mễ Huyên giả bộ không phát hiện, tiếp tục ngáp, bất đắc dĩ hắn phải thở dài một tiếng. Một đứa con gái, một đứa cháu gái, không ai giúp tôi đối phó với Tiểu Hạ. Về sau mà có con nhỏ, ngàn vạn lần đừng đẻ ra con gái, rất hướng ngoại, nuôi lớn thì cũng trở thành người của nhà khác. Hạ Tưởng biết Vương Toàn Hữu sẽ nói ra suy nghĩ của ông ta, cảm giác thời cơ cũng đến rồi, hắn nói. Chú Vương, bí thư Lý đến huyện bá không phải là đến để làm dáng. Ông ta có khát vọng, muốn vì nhân dân huyện bá làm được một việc tốt. Nếu đoạn đường núi nối thông với Bắc Kinh có thể thực hiện đúng hạn thì huyện bá sẽ có kỳ ngộ mà trước giờ chưa có, khẳng định sẽ có nhiều hoạt động lớn bước ra sân khấu. Vương Toàn Hữu chính là muốn biết suy nghĩ chân thật của Lý Đinh Sơn, ông ta liền gật gật đầu. Tôi cũng có ý kiến này, bí thư Lý có thể tín nhiệm tôi và Dương Phàm. Trước kia, ở bề ngoài,
hai người chúng tôi quan hệ với Lưu Thế Hiên cũng tạm được, thật ra cũng bình thường. Bây giờ lại có thêm một tầng quan hệ giữa cậu và Thù Lê, tôi không giúp cậu thì cũng không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, tôi còn nghe nói cậu giúp Mễ Huyên không ít, dù như thế nào, về sau trong các sự việc trọng đại của huyện bá, tôi và Dương Phàm cam đoan sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, tôi và Dương Phàm tuổi cũng đã lớn, mặt mũi cũng phải có nên không thể lộ diện được. Ý tứ của Vương Toàn Hữu thì Hạ Tưởng hiểu được, bọn họ có thể trên hội nghị thường vụ ủng hộ Lý Đinh Sơn, nhưng cũng sẽ không theo sát thân cận quá với Lý Đinh Sơn, cũng không kết thành đồng minh mà duy trì một loại quan hệ hợp tác. Về phần Vương Toàn Hữu vì sao không muốn đi lại quá thân cận với Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng đoán rằng có lẽ ông ta cho rằng Lý Đinh Sơn sẽ không ở lâu ở huyện bá, có lẽ có ý tứ khác trong việc này. Tuy nhiên, hắn cũng không cần nghĩ nhiều tới các việc này, chỉ cần có được sự ủng hộ của Vương Toàn Hữu và Dương Phàm là có thể tiến thêm một bước trong việc cô lập Lưu Thế Hiên, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động trong hội nghị thường vụ. Trước khi rời đi, Vương Toàn Hữu dường như mới nghĩ ra, thể hiện vẻ thần bí, đứng lên nói với Hạ Tưởng. Lão Dương nói, hắn nhận được tin báo của quần chúng ưu tú, nói rằng thư ký của bí thư huyện ủy Hạ Tưởng dựa vào quyền lực, lấy một căn phòng của cán bộ cấp cao để ở. Nói xong ông ta đi thẳng, cũng không liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng cũng dường như không nghe thấy việc này, cũng không nói gì, theo sát Tào Thù Lê và Mễ Huyên bước ra khỏi căn nhà. Vương Toàn Hữu rất vừa lòng đối với biểu hiện của Hạ Tưởng, vừa rồi là ông ta muốn Hạ Tưởng hiểu được rằng lời nói vừa rồi là ông ta chưa nói. Hạ Tưởng xoay người bước đi, cũng chẳng khác nào nói cho ông ta rằng lời nói vừa rồi hắn cũng chưa nghe thấy. Lần trước Ngô Anh Kiệt đưa hắn chìa khóa tới một nơi ở mới, hắn đi vào nhìn thoáng qua, cơ bản là chưa ở đó một ngày nào. Bây giờ có người nhắc lại chuyện xưa, xem ra là muốn gây sự phiền toái đối với hắn. Quần chúng ưu tú, Hạ Tưởng không khỏi âm thầm cười khẩy, việc này chỉ có Ngô Anh Kiệt và hắn biết, bây giờ có người lấy chuyện này ra, mặc kệ có phải Ngô Anh Kiệt ra mặt hay không thì cũng không thoát khỏi có liên quan đến việc này. Ngô Anh Kiệt dựa vào Lý Đinh Sơn không được. Bây giờ lại muốn quay đầu về phía Lưu Thế Hiên. Lưu Thế Hiên và Hồ Tăng Chu làm sao lại coi trọng một người có đầu óc thiển cận như y chứ? Nhớ tới Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, trong thời gian tới, cũng nên cùng với Lý Đinh Sơn lên thành phố chương trình để báo cáo một chút công tác với thị trưởng Hồ. Về phần Ngô Anh Kiệt, nên tìm cơ hội, có thời điểm là phải gõ hắn. Muốn làm ngọn cỏ đầu tường à, nếu không có thủ đoạn cao tay thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt khi bị người ta đáp trả. Đầu buổi sáng thứ hai, Phó trưởng Ban Kỷ luật Chu Đại Phúc liền tìm tới Lý Đinh Sơn, hàm xúc đề xuất với ông ta việc có người phản ứng việc Hạ Tưởng sử dụng tiêu chuẩn cán bộ cao cấp, bởi vì việc phản ánh này có điều mẫn cảm, đề cập tới người bên cạnh của Bí Thư Lý, cho nên hắn muốn đến xin ý kiến chỉ thị của Bí Thư Lý trước. Vẻ mặt của Lý Đinh Sơn giận dữ, rút từ ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa. Phó trưởng Ban Chu phản ánh tình hình rất đúng lúc, trong khoảng thời gian này do công việc nhiều. Tôi cũng đã quên chuyện lần trước tránh văn phòng Ngô cấp cho Hạ Tưởng một cái chìa khóa của phòng ở. Thư ký Hạ ban đầu tưởng là nhà tập thể của người độc thân, anh ta tới thoáng nhìn qua, lúc ấy sợ lạnh cả người, lập tức trở về giao chìa khóa lại cho tôi. Phó trưởng Ban Chu có thể tới phòng này kiểm tra một chút, có người ở hay không, liếc mắt một cái là thấy ngay mà. Ông ta đưa chìa khóa đặt ở trên bàn, lại còn nói thêm. Tránh văn phòng Ngô cũng thật là... Công tác như thế nào mà lại sơ sẩy như vậy, tiểu hạ lúc mới tới thì đã có cấp bậc gì, như thế nào lại có thể giao cho một phòng cao cấp như vậy? Chương 134, một trận phản kích hấp dẫn. Sự bất mãn của Lý Đinh Sơn phát tiết ngay trước mặt của Chu Đại Phúc cảm thấy trên mặt mình không còn chút ánh sáng nào, vô cùng xấu hổ. Vốn hắn chịu sự ủy thác của Lưu Thế Hiên, báo cho Dương Phàm vấn đề của Hạ Tưởng, nhưng làm thế nào thì Dương Phàm cũng không nói. Làm hắn phải gặp thẳng Bí Thư Lý. Hắn nghĩ tới thái độ của Dương Phàm, cho rằng đây là không thể hiện ra mặt nhưng cũng là một loại ngấm ngầm đồng ý, vì thế hắn to gan tìm đến Lý Đinh Sơn. Sở dĩ Chu Đại Phúc mạo hiểm tố tội với Lý Đinh Sơn cũng là để gây khó khăn cho Hạ Tưởng, và để thể hiện với Lưu Thế Hiên. Hơn nữa, hắn nghĩ rằng sự việc của Hạ Tưởng thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Đinh Sơn có muốn bao che cũng phải có cách nói khác mới được. Không nghĩ tới. Sự tình lại như thế này. Hắn ngượng ngùng đứng lên, lấy chìa khóa ở trên bàn. Tình hình cụ thể thì tôi cũng không hiểu biết lắm, vì thế cho nên mới tới để báo cáo với Bí Thư Lý. Nếu sự thật rõ ràng là sự hiểu lầm,
tôi sẽ báo lại cho trưởng ban Dương về tình hình này. Lý Ninh Sơn nặng nề, hừ, lên một tiếng. Công tác của Ủy ban kỷ luật của các anh như thế là chuyện tốt, nhưng cũng phải xác minh lại tránh tạo những phiền toái không cần thiết cho các đồng chí khác. Đây chỉ là một việc nhỏ, các anh chỉ cần điều tra một chút là biết ngay chân tướng đen trắng của sự việc. Từ trước đến nay, Tiểu Hạ và lái xe của tôi ở nhà thuê bên ngoài, tiền thuê nhà do bọn họ lấy lương mà trả. Có việc này là do Tiểu Hạ cảm thấy Chánh văn phòng Ngô sắp xếp quá xa xỉ, anh ta không dám ở, lại cũng không dám tìm Chánh văn phòng Ngô để trình bày bố trí phòng khác, chính vì vậy bọn họ tự bỏ tiền ra để thuê nhà bên ngoài ở. Một đồng chí tốt như vậy mà anh còn muốn điều tra phòng ở của anh ta, có phải là trong công tác không làm tròn bổn phận một cách nghiêm trọng không? Chu Đại Phúc đầu vã hết mồ hôi đi ra ngoài, Lý Đình Sơn đập bàn một cái, giận dữ nói. Ngô Anh Kiệt này đúng là một tên tiểu nhân bẩn thỉu, sống hai mặt, xem ra về sau phải nhắc nhở hắn một chút. Hạ Tưởng biết cơn thịnh nộ của Lý Đình Sơn hơn phân nửa chính là việc mình bị người khác ám toán, trong lòng cũng rất cảm kích việc Lý Đình Sơn đã giữ gìn hình tượng của mình, hắn nói. Việc mà bí thư Lý bảo phó trưởng ban an âm thầm đi điều tra thế nào rồi ạ? Lý lịch của Chánh văn phòng Ngô sẽ không có vấn đề gì chứ? Lý Ninh Sơn đã yêu cầu phó trưởng ban tổ chức cán bộ An Đào ngấm ngầm điều tra lý lịch của các cán bộ trọng điểm, để xem ra có lý lịch của bao nhiêu người có vấn đề trong việc tạo giả hoặc ngụy tạo hồ sơ. Hiện tại trên cơ bản đã điều tra xong, ít nhất có 6, 7 tên cấp bậc phó phòng trở lên đã tồn tại vấn đề trong lý lịch cán bộ. Tuy nhiên, Lý Ninh Sơn không nghe thấy lý lịch của Ngô Anh Kiệt là giả bộ, ông ta khó hiểu hỏi. Tiểu Hạ, ý tưởng của cậu là gì? Nếu bí thư Lý đang muốn bắt xử lý tất cả các cán bộ có vấn đề về lý lịch, chuyện này có lẽ nên báo cáo trước với thị trưởng Hồ một chút đã. Mà cũng phải nói, Chánh văn phòng Ngô và thị trưởng Hồ quan hệ cũng rất tốt, cũng chưa nắm rõ lắm thị trưởng Hồ có coi trọng Chánh văn phòng Ngô hay không. Hạ Tưởng lo lắng chính là động tác của Lý Ninh Sơn quá lớn, sẽ khiến cho sức phản kích rất mạnh. Nếu lý lịch của Ngô Anh Kiệt không có vấn đề, không may trong việc bắt xử lý các cán bộ khác có vấn đề về lý lịch lại cũng đồng thời tạo tình cảnh nan giải cho Ngô Anh Kiệt, gây sự thù hằn với hắn, nếu chẳng may vì vấn đề của Ngô Anh Kiệt mà chọc giận đến Hồ Tăng Chu thì mất nhiều hơn được. Đến gặp Hồ Tăng Chu để báo cáo tình huống điều tra lý lịch cán bộ, cũng là tham khảo cái nhìn nhận của hắn, để xem sự ủng hộ của ông ta với Ngô Anh Kiệt mạnh hay yếu, đến mức độ nào. Lý Đình Sơn ngẫm nghĩ một lúc, thấy ý tưởng của Hạ Tưởng hợp lý, ông ta nói. Tôi nghĩ sẽ chờ điều tra của bước đầu có kết quả rồi sẽ tìm thị trưởng Hồ báo cáo cũng không muộn, tuy nhiên nếu chỉ báo cáo riêng với thị trưởng mà không báo cáo với bí thư thì bí thư Thẩm sẽ có ý kiến với chúng ta. Vốn Ngô Anh Kiệt cũng là sau khi rượu vào trong lúc vô ý cấp thông tin cho Lưu Thế Hiên là đã sắp xếp cho Hạ Tưởng một căn hộ có tiêu chuẩn của cán bộ cấp huyện, sau khi rượu tỉnh hắn liền hối hận. Hắn vốn là người của Hồ Tăng Chu. Vào lúc Lưu Thế Hiên hứa hẹn cam đoan với hắn sẽ giới thiệu hắn cho bí thư Thẩm biết thì lúc đó tâm tình hắn cũng sao động, không ngờ mượn men rượu, bị ma quỷ ám ảnh mà chủ động nói ra việc Hạ Tưởng đang cầm chìa khóa của một căn phòng của cán bộ cấp huyện. Sau khi đưa cho Hạ Tưởng thì hắn cũng không chú ý tới việc Hạ Tưởng có ở trong căn phòng này hay không, mà hắn cũng không để ý đến tiểu tiết này. Không nghĩ tới lời này vừa ra khỏi miệng, Lưu Thế Hiên liền cảm thấy cực kỳ hứng thú. Toát ra ý tứ muốn để cho các đồng chí ở ủy ban kỷ luật tới hỏi thăm một chút. Ngô Anh Kiệt phải nhẫn nhịn, cũng không đề tỉnh Lưu Thế Hiên. Thật ra, hắn cũng không vừa lòng lắm đối với Lưu Thế Hiên, dựa vào người này cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Tuy rằng có thể Lưu Thế Hiên được bí thư Thẩm cực kỳ sủng ái, nhưng y cũng rất minh bạch việc trong chốn quan trường, chưa chắc mình có khả năng được bí thư Thẩm tín nhiệm, mà làm không tốt, nếu thị trưởng Hồ biết được thì ông ta sẽ ghét bỏ. Kết cục sẽ rất xấu. Nhưng có cơ hội tiếp cận với bí thư Thẩm cũng không thể bỏ qua, tâm lý của Ngô Anh Kiệt cũng không tránh được việc lo nghĩ được mất. Hắn ta vừa không muốn mất đi sự tín nhiệm của thị trưởng Hồ, lại muốn tiến gần thêm một bước để được bí thư Thẩm ưu ái, hiện tại lại không dám đắc tội quá mức với Lý Đinh Sơn, lại cũng muốn hợp tác với Lưu Thế Hiên, đạt được món lợi tốt nhất. Chỉ là hội nghị thường vụ vừa qua đã sinh ra một cảnh tượng làm trong lòng hắn cảm thấy bất ổn. Ngoại trừ thán phục các kỹ xảo của Lý Đinh Sơn ra, trong lòng mơ hồ có một tia sợ hãi, tuy rằng trong tâm tư còn nhiều ý hận đối với việc Lý Đinh Sơn không tiếp nhận y, nhưng đối với việc Lưu Thế Hiên không thể đuổi Lý Đinh Sơn đi thì trong lòng đã có một chút lo lắng. Vốn ban đầu hắn cho rằng, quan hệ giữa Lưu Thế Hiên và Thẩm Phục Minh không giống như bình thường,
chỉ cần Thẩm Phục Minh còn một ngày ở thành phố Trương Trình thì Lưu Thế Hiên sẽ không có việc gì. Hiện tại xem ra, Lý Đình Sơn như kim ở trong bông, cũng khó đối phó, phá đám cũng không tốt và lúc cuối ông ta còn chiếm được thế thượng phong. Lý Đình Sơn ở thành phố có thị trường hộ ủng hộ, ở tỉnh cũng có hậu trường, tuy rằng không rõ lắm nhưng nhất định sẽ có bối cảnh. Tranh đấu trong quan trường, ngoại trừ việc có trí tuệ chính trị ra, quá trình đấu là so xem hậu trường của ai mạnh hơn. Trước mắt xem ra trí tuệ chính trị của Lưu Thế Hiên chỉ sợ là kém hơn Lý Đình Sơn, nếu chẳng may hậu trường của Lý Đình Sơn mạnh mẽ, chẳng phải nói. Ngô Anh Kiệt vô tình trên đầu đổ đầy mồ hôi, không lưu ý thiếu chút nữa đụng vào người khác đang đi ngược đường. Tâm tình không tốt, hắn đang muốn mở miệng mắng mấy câu. Ngẩng đầu lên cũng vừa thấy người đối diện là phó trưởng ban kỷ luật Chu Đại Phúc. Sắc mặt của Chu Đại Phúc cũng rất kém, trên đầu cũng toát hết mồ hôi, xem ra cũng bị áp lực gì đấy. Phó trưởng ban Chu, làm gì mà gấp gáp như vậy? Vừa rồi Chu Đại Phúc cũng không nhìn rõ Ngô Anh Kiệt, trong lòng y đã sớm mắng người đụng phải y là đồ mắt chó, khi ngẩng đầu lên thì thấy rõ là Ngô Anh Kiệt, lúc này thiếu chút nữa hắn lấy lời nói thô tục trong lòng ra. Sự tình hạ tưởng là do chính Ngô Anh Kiệt đề xuất, kết quả bây giờ thì tốt rồi, mình lại trở thành tay súng cho người khác. Sau khi bị bí thư Lý mắng cho một hồi, Chu Đại Phúc liền cầm chìa khóa đi tra xét lại phòng ở, kết quả là không có người ở, riêng gián thì có mấy con, hắn tức giận đến mức chửi đồng lên tại chỗ. Không ngáng chân được hạ tưởng, lại bị bí thư Lý bôi đen vào mặt, về sau làm sao hắn có thể sống khá giả được. Hơn nữa, bỗng nhiên hắn nghĩ thông ra, Dương Phàm không nói gì, thật ra trong lòng ông ta đã biết rõ. Phải nói rằng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng để trong bụng, chỉ riêng hắn không nhìn thấy, lại bị người khác đùa bỡn. Đối mặt với người khởi xướng là Ngô Anh Kiệt, Chu Đại Phúc không tức giận mới là chuyện lạ. Sắc mặt của Chu Đại Phúc không có chút nào tốt, cầm cái chìa khóa trong tay ném tới cho Ngô Anh Kiệt, hắn nói. Tránh văn phòng Ngô, xin mời thu hồi lại chìa khóa của anh, không cần phải làm loạn người khác. Anh cấp phòng cho Hạ Tưởng, người ta căn bản không ở trong phòng này. Xem như trước mặt bí thư Lý tôi phải làm người xấu, về sau nếu ai lại nói xấu như vậy, tôi sẽ đầu tiên bắt người đó lại, bắt hắn khai cho bằng hết. Chu Đại Phúc thở phì phì bỏ đi, Ngô Anh Kiệt ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cảm giác giống như trên người từ đầu đến chân bị người khác đổ một chậu nước lạnh. Hắn cũng không ngờ động tác của Lưu Thế Hiên lại nhanh như vậy, không ngờ lại sai người của Ủy ban Kỷ luật đi gặp trực tiếp Lý Đình Sơn để phản ánh lại. Chiêu thức này của Lưu Thế Hiên rất ác độc, quả thực là đã đẩy hắn đến trên ngọn lửa. Bước chân của Ngô Anh Kiệt trở nên do dự, suy nghĩ cả nửa ngày mới quyết định sẽ đi tìm Lý Đình Sơn, tham khảo ý tứ của ông ta một chút, tranh thủ giải thích một chút về việc này. Hắn lên tầng 3, nhìn thấy Hạ Tưởng đang đứng ở đầu hồi gọi điện thoại. Hạ Tưởng nhìn thấy hắn liền cười nói. Vừa lúc khéo tránh văn phòng Ngô đến đây, vừa lúc bí thư Lý tìm ngài có việc. Tâm tư của Ngô Anh Kiệt lập tức trầm xuống, cố gắng lộ vẻ tươi cười. Thư ký Hạ, bí thư Lý tìm tôi có việc gì? Hỏi thăm thư ký một chút về mục đích của lãnh đạo là một việc hết sức thông thường, ai cũng đều muốn biểu hiện thật tốt trước mặt lãnh đạo. Đầu tiên là biết việc mà lãnh đạo muốn hỏi, trong lòng cân nhắc, tự nhiên càng dễ dàng lưu lại ấn tượng tốt. Tầm quan trọng của thư ký là biểu hiện ở phương diện này. Hạ Tưởng không biểu hiện ra chút nào dị thường, lại giống như vẻ trước đây, cười tủm tỉm nói. Tránh văn phòng Ngô không cần lo lắng, không có việc gì xấu. Ngô Anh Kiệt không dám thiếu cảnh giác, đang cân nhắc có nên giải thích một chút với Hạ Tưởng hay không, Hạ Tưởng đã khoát tay, đi dẫn đường phía trước, nhằm hướng văn phòng của Lý Đình Sơn. Ngô Anh Kiệt bất an, ngồi không yên trên ghế. Lý Đình Sơn đã gọi đi hơn 10 cuộc điện thoại, hơn nữa xem ra trong lúc này còn muốn gọi thêm mấy cuộc nữa. Tinh thần hắn hoảng hốt, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Lý Đình Sơn, thấy thần sắc ông ta vẫn như thường, vì thế hắn có chút yên lòng. Lại trôi đi hơn 10 phút, rốt cuộc Lý Đình Sơn đã gọi xong điện thoại, vẻ tươi cười trên mặt ông ta biết mất, thay bằng vẻ nghiêm túc. Tránh văn phòng Ngô, công tác của anh cực kỳ nghiêm trọng, không làm tròn chức trách. Ngô Anh Kiệt sợ tới mức giật cả mình lên, vội nói không ngừng. Bí thư Lý, là lỗi của tôi. Tuy nhiên ngài nghe tôi giải thích một chút. Vào lúc đó, tôi để cho thư ký Hạ lấy phòng đó vốn là muốn an bài để ngài ở đó, sao lại không nghĩ ngài lại ở tại chỗ khác, cái chìa khóa tôi cũng quên không lấy lại từ thư ký Hạ. Tuy nhiên, thư ký Hạ không ở tại đó, trong lòng tôi cũng rõ ràng,
về phần ai đó vu cáo thư ký Hạ thì cái này không quan hệ tới tôi. Lý Đình Sơn lẳng lặng chờ Ngô Anh Kiệt nói xong, bỗng nhiên mỉm cười nói. Tránh văn phòng Ngô, tôi nói công tác của anh không làm tròn bổn phận là không phải nói chuyện này. Mà tôi nói việc phó tránh văn phòng Vu Trường Vân, đồng chí này cũng không tồi, có bằng cấp, lại nhiều năm kinh nghiệm. Tôi cảm thấy anh nên giao thêm nhiều trọng trách cho đồng chí này, nếu không vậy, sự tình gì cũng đè trên người anh thì anh cũng rất mệt mỏi. Tôi đề nghị, về sau các sự tình trong huyện ủy đều do đồng chí Vu Trường Vân xử lý, tránh văn phòng Ngô về sau làm một tí các công tác kết nối. Việc này trong công tác của huyện ủy rất quan trọng, trọng trách trên người anh rất nặng. Mồ hôi lạnh đổ ra trên người Ngô Anh Kiệt, tâm tư như xuống đáy vực. Lý Đình Sơn rõ ràng đã bày tỏ muốn làm hắn mất quyền lực, bảo hắn làm công tác kết nối, ý tứ là để hắn làm chân chạy, làm chân tuyên truyền cho người khác. Hắn không thể cam tâm, bỗng nhiên nhớ tới Hồ Tăng Chu, đang định đem quan hệ Hồ Tăng Chu ra, không ngờ Lý Đình Sơn phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Chuyện này tôi và Phó Bí Thư Trịnh đã thương lượng qua, trên nguyên tắc là đã nhất trí. Nếu những người khác có ý kiến phản đối, cũng có thể thảo luận trên hội nghị thường vụ, tuy nhiên tôi thấy cũng không cần thiết, cần gì phải chuyện bé xé ra to, đúng không? Ngô Anh Kiệt hồn bay phách lạc đi ra ngoài văn phòng của Lý Đình Sơn, vô tình không ngờ lại đi tới văn phòng của Lưu Thế Hiên, đang muốn gõ cửa đi vào, lại nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của Lưu Thế Hiên đang mắng chửi người khác. Lão Vương, anh muốn làm gì thì làm, sao lại ngu như vậy? Sao lại để các chứng cớ nặng như vậy ở trong tay Hạ Tường? Uổng công anh là một công an kỳ cựu, ngay cả một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch mà cũng không đấu lại. Mà không chọc ai, lại chọc đến cái con bé Liên Nhược Hám kia, bây giờ anh chịu khó kiềm chế một chút, còn nữa, phải quản tốt đứa cháu trai của anh, đừng để nó gây chuyện sinh sự. Thật không biết ăn cái gì, chọc người nào không chọc, lại chọc đến nhân vật như vậy, chết lúc nào cũng không biết. Lúc này tâm tình của Ngô Anh Kiệt không còn muốn tìm Lưu Thế Hiên để thương lượng các đối sách. Hiện tại, ngay cả Trịnh Khiêm và Lý Đình Sơn đã hình thành nên mặt trận liên minh thống nhất, sự phản kích của Lý Đình Sơn chẳng những sắc bén mà còn làm cho người ta không thể thở nổi. Vài ngày sau, ban tổ chức cán bộ huyện ủy ra văn kiện của đảng, chính thức công nhận Hạ Tường, Trương Tín Dĩnh và Tiết Á Kiệt là cấp bậc phó phòng. Ngày hôm sau, Lý Đình Sơn triệu tập khẩn cấp hội nghị bí thư. Đề xuất sẽ kiểm tra lại lý lịch cán bộ trên toàn huyện, ông ta đích thân làm tổ trưởng, trưởng ban kỷ luật Dương Phàm, trưởng ban tuyên giáo Đỗ Song Lâm và phó trưởng ban tổ chức cán bộ An Đào làm phó tổ trưởng, đem lý lịch của toàn bộ cán bộ trong huyện có cấp bậc phó phòng trở lên kiểm tra lại toàn bộ bằng cấp, kiểm tra đối chiếu lại lý lịch. Văn kiện cũng nêu ra các cán bộ cơ sở nếu lý lịch có điều gì không đúng, phải đề xuất lên tổ chức sửa chữa, nếu không khi đã tra xét ra, sẽ hủy bỏ các chức danh hiện có và cơ hội được đề bạt. Tin tức vừa đưa ra, toàn bộ huyện như vỡ ổ lên, nhất là Hoàng Bằng Phi, chẳng những có được khắc sâu cảm nhận tư vị của người bị bỏ sang một bên, mà hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn đã trúng kế của Lý Đình Sơn. Sự việc lý lịch Tiết Á Kiệt bị giả mạo thì trong lòng hắn đã biết rõ, đột nhiên Lý Đình Sơn gióng trống khua chiêng tuyên bố phải đối chiếu lại lý lịch thực sự, không phải nhằm vào Tiết Á Kiệt thì còn nhằm vào ai nữa. Ngay sau đó, Thạch Bảo Lũy lại chủ trì cuộc họp ở Ủy ban Nhân dân huyện để lĩnh hội tinh thần văn kiện đưa ra, yêu cầu mọi người ra sức học tập. Kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên Ủy ban Nhân dân huyện phải tự kiểm tra và cáo giác, đối với việc này nhất định không chịu nương tay. Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô là người tốt nghiệp đại học chính quy, tự nhiên đối với những việc như giả mạo bằng cấp và lý lịch thì cam thù đến tận xương tủy, cũng khẳng khái khẳng định việc này. Một vài tên Phó Chủ tịch huyện khác, ngoại trừ Lưu Thế Hiên ra, tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ, e sợ tai vạ này sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Trong quá trình dự họp, Lưu Thế Hiên không nói một lời nào, mặt mày xanh lét, hiển nhiên là thống hận đến cực điểm. Tiếp theo Lý Đình Sơn đưa sự tình này báo cáo với Thẩm Phục Minh và Hồ Tăng Chu. Ý tứ của Thẩm Phục Minh là điều kiện tiên quyết chính là phải giữ gìn yên ổn sự đoàn kết, đem những người như con sâu làm dầu nồi canh trong đội ngũ cán bộ loại bỏ ra ngoài. Hồ Tăng Chu khen ngợi mấy câu đối với tinh thần kiên quyết đầy ý chí tiến thủ của Lý Đình Sơn, sau đó chuyển đề tài sang nói thế cục của huyện bá bây giờ sáng rực cả lên, công của bí thư Lý cũng rất lớn. Tuy nhiên ông ta cũng nói là phải lấy sự phát triển kinh tế là phương hướng chính, huyện bá là huyện nghèo nhất, chỉ có từ kinh tế là ra chút điểm sáng thì mới dễ dàng để thành phố coi trọng. Nói tóm lại, khuyên Lý Đình Sơn sau khi đấu tranh chính trị chấm dứt, mau chóng quay trở lại việc phát triển kinh tế huyện bá để thoát khỏi sự nghèo đói.
Tất nhiên Lý Đình Sơn hoàn toàn đồng ý đối với sự chỉ đạo của Hồ Tăng Chu, đồng thời lại biểu đạt một cách hàm xúc sự ngưỡng mộ của Hạ Tưởng đối với thị trưởng Hồ, còn uyển chuyển nói Hạ Tưởng có một yêu cầu hơi mạo muội, muốn làm phiền thị trưởng Hồ nhờ người bạn của mình để viết cho hắn mấy chữ. Hồ Tăng Chu nghe xong, mỉm cười mấy tiếng, chỉ nói là có thời gian thì hắn sẽ hỏi mấy câu, lại còn mời Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng có rảnh thì tới thành phố chương trình. Đồng thời vào lúc này nhà máy thực phẩm của Phùng Húc Quang cũng chính thức được khởi công xây dựng, đem rào chắn cả khu Cổn Long Câu, không cho người ngoài được ra vào tùy ý, bởi vậy mà đã chung kết được trong lịch sử vụ Lưu Hà cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên một cách miễn phí. Vì Phùng Húc Quang còn có công việc của hắn, nên đã quay trở về thành phố Yến, Mễ Huyên thì muốn cùng đi, nhưng bởi vì Tào Thù Lê còn muốn ở thêm mấy ngày, cuối cùng cô quyết định sẽ quay trở về thành phố Yến cùng với Tào Thù Lê. Hạ Tưởng gần đây công việc túi bụi không có nhiều thời gian để tiếp đón Tào Thù Lê. Vì vậy, mỗi ngày Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều cùng ở với nhau, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước càng sâu sắc. Tuy rằng Tào Thù Lê rất thông minh không hỏi đến lai lịch của Liên Nhược Hạm, mà Liên Nhược Hạm cũng chưa bao giờ nói ra thân phận của cô ta, mọi người đều có vẻ ăn ý với nhau, duy trì mối quan hệ hữu nghị thuần khiết. Nếu lãnh đạo của thành phố không tỏ rõ thái độ phản đối mà tỏ vẻ ủng hộ thì Lý Đình Sơn sẽ quyết định không thể buông tay. Vài ngày sau, An Đào đệ trình việc Tiết Á Kiệt giả tạo lý lịch cán bộ để lên chức phó phòng, trong đó đề cập thêm tới 6 cán bộ khác, trong đó bao gồm có 5 người có cấp bậc phó phòng, trong 5 người này thì có 3 người là phó phòng thực sự, cấp trưởng phòng 1 người, trong đó lý lịch nghiêm trọng nhất chính là lấy tốt nghiệp trung học tạo giả thành tốt nghiệp đại học, lại còn giả tạo cả bằng đại học. Chương 135, thừa thắng xông lên. Lý Đình Sơn giận tím mặt, khẩn cấp triệu tập hội nghị thường vụ, đầu mâu chỉ thẳng vào trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi, chỉ trích công tác của hắn cực kỳ không làm tròn bổn phận, không thẩm tra kỹ lý lịch của các cán bộ, không xứng chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Trong lúc mọi người công khai lên án việc này, Lưu Thế Hiên, Quách Lượng đều không dám thay mặt Hoàng Bằng Phi để nói một lời. Hoàng Bằng Phi tự biết đối lý. Huống hồ Tiết Á Kiệt còn là thân thích của hắn ta, căn bản là không thể giải thích, chỉ cúi đầu thừa nhận sai lầm, nói rằng tùy theo sự xử lý của tổ chức. Lúc sau, Lý Đình Sơn cùng Hạ Tưởng ở trong phòng thương nghị với nhau, ý tứ của Hạ Tưởng là thừa cơ hội này, thay Hoàng Bằng Phi, đưa An Đào lên nắm giữ. Lý Đình Sơn cũng hiểu được thời cơ quý báu, cũng muốn bắt lấy vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ mấu chốt này. Hai người đang chủ tính các bước kế hoạch tiếp theo thì chuông điện thoại vang lên. Lý Đình Sơn vừa cầm lấy ống nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, không ngờ là Thẩm Phục Minh đích thân gọi điện thoại tới. Bí thư Lý, tôi là bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh. Sự tình huyện bá bước đầu tôi cũng nắm rõ, đồng chí Hoàng Bằng Phi là cán bộ kỳ cựu, mặc dù không làm tròn hết trách nhiệm, có sai lầm, tuy nhiên cũng là cán bộ mà đảng đã bồi dưỡng nhiều năm, có người có ý kiến với tôi là cứ tạm thời để đảng theo dõi, tôi nói vậy để huyện ủy huyện bá tham khảo. Bí thư thành ủy mà thế nào lại có người dám có ý kiến? Đây chính là ý kiến của bí thư thành ủy, muốn Lý Đình Sơn buông tha cho Hoàng Bằng Phi. Không cần nghĩ cũng biết đây là Lưu Thế Hiên đã ra mặt cầu xin. Sự tình đã đến nước này, nếu thật sự buông tha Hoàng Bằng Phi thì Lý Đình Sơn sao có thể cam tâm? Nhưng mặt mũi của bí thư thành ủy thì không thể không cấp, tại thời điểm này Lý Đình Sơn có chút do dự. Hạ Tưởng cười cười, viết mấy chữ trên quyển sổ. Sau đó đưa đến trước mặt Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn chỉ nhìn thoáng qua, lập tức vẻ mặt lộ sự vui mừng, lấy một giọng nói bất đắc dĩ có vẻ rất không cam lòng nói. Bí thư Thẩm, tôi cũng muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn để hình tượng huyện bá bị bôi đen. Nhưng thật không ngờ, chuyện này còn đã kinh động lên truyền thông của tỉnh. Các phương tiện truyền thông đã muốn đăng báo sự kiện này, nếu tôi không có chút quan hệ ở trong truyền thông. Trước đó đã biết một ít tin tức thì bây giờ báo chí đã đăng lên rồi. Hơn nữa, không riêng gì các phương tiện truyền thông, còn có một người tên là Liên Nhược Hạm, cô ta đối với việc này hết sức chú ý, thông qua thư ký Hạ Tưởng của tôi cũng thăm hỏi nhiều tin tức, cũng không biết có mục đích gì, dường như cô ta căm thù tới tận xương tận tủy đối với những người tạo giả lý lịch. Điện thoại đầu dây bên kia trầm mặc trong một phút, sau đó thanh âm nghiêm túc của Thẩm Phục Minh truyền đến. Đối với cán bộ tạo giả lý lịch để trà trộn vào đội ngũ thì nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đối với các cán bộ nhân viên không làm tròn bổn phận của mình, cũng phải răn ngừa bọn họ để ổn định tinh thần, sau đó cũng là có một lời giải thích cho quần chúng nhân dân. Không biết là Thẩm Phục Minh bị tin tức truyền thông đưa tin hay là bởi vì lai lịch của Liên Nhược Hãm rất dọa người,
sau khi dập điện thoại liền triệu tập mở cuộc họp thường vụ thành ủy. Thông qua sự đề nghị của Bí thư Thẩm, hội nghị thường vụ đã nhất trí thông báo bãi miễn chức vụ ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Bá của Hoàng Bằng Phi. Quá trình lựa chọn người thay thế được tranh luận kịch liệt, các ý kiến không được thống nhất, tạm thời không lựa chọn được người. Theo sự đề nghị của thị trưởng Hồ, tốt nhất là từ huyện ủy huyện Bá đề xuất ra chọn người, dùng người ngay trong địa phương. Vốn Thẩm Phục Minh muốn sắp xếp thư ký Trương Kiện của hắn tới nhậm chức trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Bá, nhưng vì Hồ Tăng Chu kiên quyết phản đối mà phải bỏ ý định. Sau đó huyện ủy huyện Bá đề cử phó trưởng ban tổ chức cán bộ An Đào tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ, ngoài dự đoán của mọi người chính là không ngờ Vương Tiếu Mẫn cũng tỏ vẻ đồng ý. Cuối cùng tất cả các ủy viên thường vụ đều đạt tới sự nhất trí, thông qua sự bổ nhiệm này. Để thể hiện sự nhượng bộ, Hồ Tăng Chu đối với đề xuất của Thẩm Phục Minh để cho Trương Kiện tới huyện Bá đảm nhiệm chức vụ phó bí thư cũng đã bỏ phiếu đồng ý. Chính trị, lại một lần nữa thể hiện bằng nghệ thuật thỏa hiệp và cân bằng. Đối với việc Trương Kiện tới huyện Bá đảm nhiệm chức vụ phó bí thư huyện ủy thì không ảnh hưởng tới tâm tình đang rất vui của Lý Đinh Sơn chút nào. Hoàng Bằng Phi bị đổ, Lưu Thế Hiên mất đi một đồng minh trọng yếu, từ nay về sau không còn hô mưa gọi gió ở hội nghị thường vụ nữa, ngoại trừ còn trưởng ban chỉ huy quân sự Quách Lượng ra, Lưu Thế Hiên gần như bị cô độc. Ngô Anh Kiệt từ khi bị mất quyền lực, không biết là trong tâm tư muốn kiềm chế, hay là cố ý biểu hiện, vừa không biểu hiện thiện ý quá rõ ràng với Lý Đinh Sơn, cũng không biểu lộ sự bất mãn với ông ta, mà cẩn thận chặt chẽ làm tốt các công việc, hạ tưởng rất có ấn tượng tốt về việc này. Công trình xây dựng nhà máy thực phẩm triển khai hừng hực khí thế, tường vây đã xây xong, các nhà xưởng bên trong đã bước đầu được hình thành. Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích cũng rất chú tâm công việc, mỗi ngày đều chăm chú vào công trường, tất cả mọi việc đều thuận lợi. Hạ Tưởng cũng mấy lần đi qua hiện trường, dân chúng địa phương cũng cực kỳ phối hợp, hơn nữa nhà hàng của Vạn Chí Trạch cũng được mở ra bên cạnh nhà máy thực phẩm. Vạn Chí Trạch ở huyện Bá này cũng xem như là một người có tiếng tăm, có uy vọng, nên cũng không có người nào dám tiến đến phá rối. Vì thế sự tình còn thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Lưu Hà vẫn không có động tĩnh gì, hắn là cam tâm chịu thất bại hay là đang âm thầm bày ra các phản kích. Điều này thì Hạ Tưởng cũng không lo lắng, hắn đã nghĩ các biện pháp chu đáo để đối phó với Lưu Hà. Bố con nhà họ Lưu này giống như cái đinh nhọn đang chĩa thẳng ở sau lưng, nếu còn muốn khai triển tốt công tác, hơn nữa bố con nhà họ Lưu này đã làm ác nhiều năm, không trừ đi thì Hạ Tưởng không yên tâm được. Chỉ là nếu làm vậy thì sẽ liên lụy đến Dương Bối, Hạ Tưởng còn có một chút cảm giác bất đắc dĩ. Tuy nhiên, cũng không có cách nào, đường là do mình chọn, Dương Bối nếu đã lựa chọn Lưu Hà thì phải có dũng khí để đối mặt với cuộc sống tàn khốc. Không phải là hắn cố ý châm chọc cô ta, mà chính là do cô ta lựa chọn, không còn đường quay lại. Lúc này, huyện Bá tạm thời tiến vào bước ổn định, trong thời gian ngắn ngủi trở nên rất bình tĩnh. Lý Đinh Sơn đã đứng vững vàng trên đôi chân, củng cố được quyền thế. Lưu Thế Hiên thì đại bại, bắt đầu ẩn núp. Từ lúc nhà máy thực phẩm của Phùng Húc Quang được xây dựng, Hạ Tưởng cũng không gặp qua Lưu Hà và Dương Bối lần nào, có lẽ bọn họ đang lẩn tránh ở nơi nào đó chửi mắng hắn. Còn phần Trương Tín Dĩnh, sau khi được thăng cấp lên phó phòng một cách may mắn, cũng không lộ mặt, có lẽ đang đắc ý vênh váo đi khoe với bạn bè. Tới gần cuối tháng 8, chuẩn bị khai giảng năm học, Tào Thù Lê không thể không quay về thành phố Yến để tới trường. Mễ Huyên cũng muốn hộ tống cô trở về. Đang lúc lưu luyến, thì vừa lúc Lý Đinh Sơn nhận được điện thoại của Cao Hải, nói có chuyện muốn gặp mặt ông ta. Bởi vì hiện tại thì Lý Đinh Sơn công việc quấn xung quanh người, cơ bản là không thoát ra được, nên để Hạ Tưởng đi đến thành phố Yến gặp mặt với Cao Hải. Khi biết Hạ Tưởng cũng quay trở về thành phố Yến, Tào Thù Lê cao hứng nhảy dựng lên. Thật là tốt quá, trên đường đi có bả vai để gối đầu, có cánh tay để ôm, lại có món đồ chơi là da thịt, điều này mang lại cho em nhiều cảm xúc. Đúng là khi Tào Thù Lê huy động bàn tay móng vuốt của mình đánh úp lại phía Hạ Tưởng, thì hắn chỉ có thể làm người gỗ để người khác thỏa sức đùa nghịch. Thật ra, có thể được bàn tay xinh xắn của Tào Thù Lê chạm tới thì cũng là phúc khí mà rất nhiều người nằm mơ mà không được. Càng làm cho Hạ Tưởng ngạc nhiên chính là Liên Nhược Hạp, nghe nói Tào Thù Lê phải quay về thành phố, không ngờ cũng đề xuất đi đến thành phố Yến, khiến Hạ Tưởng cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn không kìm nổi phải tò mò hỏi một câu. Cô ở huyện Bá dường như không làm chuyện gì, đi tới thành phố Yến cũng là để du ngoạn, chẳng lẽ cô không cần làm việc?
Đối với Hạ Tưởng thì thái độ của Liên Nhược Hạm vẫn không chút thay đổi, nói chuyện cứ giống như đang nói với không khí. Ai cần anh lo, tôi muốn đi vòng quanh thế giới cũng được, chỉ cần tôi có hứng thôi. Nếu cô nhàn nhã như vậy thì trên đường đi cảm phiền cô mệt nhọc một chút, làm lái xe nhé. Không nghĩ tới là khi mới ra cửa của nhà khách, thiếu chút nữa đụng vào một người đang cúi đầu đi xuống. Hạ Tưởng xuống xe thì nhận ra, người đi mà chỉ nhìn đường không cần nhìn người đúng là Trương Tín Dĩnh. Trương Tín Dĩnh vừa trông thấy Hạ Tưởng, há mồm định nói, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì ngay sau đó bị ba người mới xuống xe là Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Mễ Huyên làm cho chết lặng. Cô ta trợn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc tỏ vẻ như đang gặp chuyện gì mà bình sinh khó tin nhất, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trên gương mặt của ba cô gái xinh đẹp, cuối cùng nhìn lại trên mặt Hạ Tưởng, rốt cuộc cũng khép được miệng lại, lắp bắp nói. Hạ, thư ký Hạ, anh thật là lợi hại, có tới ba mỹ nữ thích anh. Chương 136, trắng trợn và hàm xúc hai loại phong tình. Hạ Tưởng không muốn để Trương Tín Dĩnh ăn nói linh tinh trước mặt ba cô gái. Tào Thù Lê thì không sao, Liên Nhược Hạm có lẽ không chấp, nhưng chỉ sợ Mễ Huyên sẽ ầm ĩ không yên. Hắn vội vàng chuyển hướng đề tài. Trương Tín Dĩnh, gần đây phó trưởng ban Trương có quay về không? Quả nhiên khi nhắc tới Trương Thục Anh, Trương Tín Dĩnh dường như thay đổi hẳn, thái độ rất dịu dàng. Bác tôi nói, muốn tôi cảm ơn bí thư Lý và anh. Về sau có chuyện cần bác tôi hỗ trợ, chỉ cần nói một câu là được. Bộ dáng cô dường như có chút xấu hổ, khiến Hạ Tưởng không thể tin được vào hai mắt của mình, hai cái tai của Trương Tín Dĩnh nổi lên một màu hồng nhuận, chứng minh cô ta quả thực thẹn thùng. Cô ta khẽ hung hăng cổ họng. Tôi cũng muốn cảm tạ sự trợ giúp của anh. Trước kia tôi nhìn thấy anh không vừa mắt, bây giờ mới biết được, thật ra anh cũng có mặt đáng yêu, so với cái đổ rác rưởi Lưu Hà và ba của hắn ta, quả thật là hơn rất nhiều. Thật ra Trương Tín Dĩnh khá có ý tứ. Đột nhiên không chỉ trích gì hắn mà lại đem bố con nhà Lưu Hà mắng. Xem ra trong sự tình đề bạt cô, Lưu Thế Hiên cũng tạo không ít phiền toái làm cho Trương Thục Anh rất là bất mãn. Hạ Tưởng lại nghĩ tới tính cách của Trương Tín Dĩnh chẳng khác gì trẻ con, không khỏi cười thầm. Về sau nếu để Trương Tín Dĩnh đại náo Ủy ban Nhân dân huyện, công khai cãi lộn với Lưu Thế Hiên, nếu có chuyện này cũng là một sự kiện cực kỳ khoái trá. Xem ra kế sách của hắn và Lý Đinh Sơn đã có hiệu lực. Vết rách giữa Trương Thục Anh và Lưu Thế Hiên đã tiến thêm một bước lớn hơn. Trương Tín Dĩnh. Đột nhiên Liên Nhược Hạm nói. Anh cần phải tránh xa cô gái này ra một chút. Hạ Tưởng ngạc nhiên sửng sốt. Tại sao lại như vậy? Điêu ngoa, ngốc nghếch. Liên Nhược Hạm không chút khách khí đưa ra một đánh giá về Trương Tín Dĩnh. Mễ Huyên mừng rỡ cười ha hả, lấy tay chỉ vào Liên Nhược Hạm nói. Không nghĩ tới cô còn có lúc thú vị đến như vậy. Liên Nhược Hạm cũng không thèm liếc mắt nhìn Mễ Huyên một cái, lại càng không để ý đến cô, làm cho Mễ Huyên cảm thấy không thú vị, hai mắt cứ đảo liên tục, không nói thêm gì nữa. Mặc dù Mễ Huyên không tình nguyện, nhưng khi xe đi qua thành phố Trương Trình, phải đem gửi xe của cô đi, ngồi cùng lên xe của Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng bất đắc dĩ trở thành lái xe, bởi vì Liên Nhược Hạm không muốn ngồi cùng chỗ với Mễ Huyên, mà ngay cả Mễ Huyên lại càng không muốn ngồi cạnh Liên Nhược Hạm. Cho nên đành phải là hai người Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm ngồi ở ghế sau, Mễ Huyên ngồi ở ghế phụ lái. Đường đường là một bà chị họ, thế mà Mễ Huyên không có chút tự giác nào cả. Cô mặc một váy ngắn, trên người mang theo hai quả đồi cao ngất cứ lắc đi lắc lại. Cái này cũng còn chưa tính, trên xe vốn cũng không nóng, thừa lúc Tào Thù Lê không chú ý, cô cố tình lấy cây váy làm cây quạt, cứ quạt lấy quạt để, lộ ra bắp đùi sáng bóng, cô còn cố ý lấy mắt nhìn Hạ Tưởng. Ý tứ là muốn hấp dẫn cái nhìn của cậu đấy, xem cậu có chịu đựng được không. Ban đầu thì Hạ Tưởng giả bộ như không nhìn thấy, tuy nhiên lúc sau Mễ Huyên lại càng lúc càng kéo váy lên cao, thậm chí lộ ra cả quần lót màu đỏ, rốt cuộc hắn chịu không nổi, nói với Mễ Huyên. Rất nóng à, nếu mà rất nóng thì tôi có đề nghị, chỉ mở cửa sổ ra, thè lưỡi ra ngoài. Cam đoan là không tới một phút, toàn thân chị sẽ lạnh cóng. Mễ Huyên nghe ra ý châm chọc của Hạ Tưởng, cô mắng. Xem ra cậu cũng thành thật, không phong lưu như tôi tưởng tượng, coi như không làm cô bé Lê thất vọng. Tuy nhiên, cậu cũng không thể mắng chị họ cậu là chó chứ, đúng không? Sau lời nhắc nhở của Hạ Tưởng, Tào Thù Lê cuối cùng cũng phát hiện ra, yêu cầu Mễ Huyên ngồi ra ghế sau. Lúc này Liên Nhược Hạm cũng dựng thẳng thân mình,
dường như cũng cố ý thể hiện bộ ngực cao vút của mình lên, lại xoay xoay thắt lưng. Để tôi lái xe cho, ngồi lâu quá, nhàn cư vì bất thiện. Liên Nhược Hạm lên lái xe, lại trải qua sự sắp xếp tỉ mỉ của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng ngồi ở ghế sau, cô ngồi ở giữa, Mễ Huyên ngồi bên phải. Sau đó cô tựa đầu lên vai Hạ Tưởng, giọng nói nhỏ nhẹ. Cái con búp bê này không được nhúc nhích, tôi phải ngủ một lúc, không được làm tôi thức giấc, biết không? Dáng vẻ cô có vẻ nhu thuận như một em bé. Hạ Tưởng biết hắn không có sự lựa chọn, đành phải khoái trá tiếp nhận nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này. Cánh tay xinh xắn mềm mại có cảm giác mát rượi nắm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng, đầu cô lại tựa nhẹ lên bờ vai hắn, mấy sợi tóc của cô nghịch ngợm, bay chạm vào mặt và cái tai của hắn, một mùi thơm đặc biệt từ cơ thể cô truyền ra, khiến Hạ Tưởng rơi vào cõi trầm mê, vùng vẫy mà không thoát ra được. So sánh với vẻ trắng trợn đầy vẻ mê hoặc của Mễ Huyên thì tâm tư trong sáng của Tào Thù Lê lại làm cho người ta phải say mê. Không phải tất cả đàn ông đều thích một cặp đùi trắng bóng, rất nhiều người đàn ông đều thích vẻ đẹp có hương vị kín đáo. Trong lòng Hạ Tưởng cảm khái, Tào Thù Lê là một cô gái như một thiên thần. Đối với cô, hắn dần dần thích, dần dần có hương vị tình yêu. Hắn có thể cầu được điều gì hơn, cô vừa xinh đẹp, đầy trí tuệ, lại cởi mở, hào phóng, không kiêu căng. Cô xuất thân là từ một gia đình lãnh đạo cao cấp, thế mà trước mặt hắn chưa từng biểu lộ ra vẻ của một thiên kim tiểu thư, cũng không ngần ngại xuất thân không bối cảnh như hắn. Với một cô gái như vậy, thì liệu hắn còn yêu cầu gì hơn? Vào lúc giữa trưa, xe đi đến Bắc Kinh, Tào Thù Lê sau một giấc ngủ ngắn đã tỉnh lại, khẽ duỗi duỗi người, còn làm bộ day day bả vai của Hạ Tưởng. Cái này, so với con gấu bông thì hơi lớn một chút. Tuy nhiên lại hơi thiếu thịt, làm người ta hơi đau. Hạ Tưởng ngây ngô cười. Một chút thành ý cũng không có. Em dựa vào vai trái, bây giờ lại bóp bóp vai phải. Không phải cố ý chọc giận người khác thì là cái gì? Tào Thù Lê không để ý tới Hạ Tưởng, nhổm người dậy về phía Liên Nhược Hạm hỏi. Chị Liên, đi ngang Bắc Kinh, chị có qua nhà chút không? Không. Liên Nhược Hạm dường như tức giận với người nào đó, nhìn về hướng xa xa. Tôi đưa mọi người đi ăn món vịt nướng, ăn xong thì chúng ta đi. Hạ Tưởng đoán Liên Nhược Hạm chắc chắn lúc ở nhà là một thiên kim tiểu thư, được nuông chiều quá đâm hư tính. Ở trong nhà nhàn rỗi nên cứ thích chạy loạn ra bên ngoài. Đối với thân thế của Liên Nhược Hạm thì hắn cũng cảm thấy tò mò, tuy nhiên hắn cũng hiểu được không nên hỏi Liên Nhược Hạm. Có khi mình càng biểu hiện tiến gần người ta quá thì người ta lại sẽ đẩy mình ra, vì thế Hạ Tưởng không vội để biết rốt cuộc cô ta là người như thế nào. Ở Bắc Kinh này có một quán ăn về các món của vịt nướng rất nổi tiếng, vào giờ cao điểm là buổi ăn trưa thì việc không có chỗ ngồi là rất bình thường. Lúc bốn người đi đến quán ăn đã bị đứa bé giữ cửa lễ phép ngăn lại chờ ở cửa, báo cho bọn họ biết hiện tại không còn chỗ để ngồi. Liên Nhược Hạm không nói gì, chỉ lấy ra một cái thẻ, đứa bé vừa nhìn thấy lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng khom lưng mời mấy người đi vào, cậu bé còn sốt sắng đi mời giám đốc, Liên Nhược Hạm khoát tay lại nói. Không cần phải phiền toái vậy, thêm người đến còn phiền hơn, lập tức sắp xếp một căn phòng, cho đồ ăn ngon nhất là được rồi. Mấy người được sắp xếp vào một căn phòng tốt nhất, vừa ngồi xong, vị giám đốc vẻ mặt tươi cười gõ cửa bước vào, đang muốn nói chuyện thì Liên Nhược Hạm không kiên nhẫn phất tay. Mời anh đi ra ngoài, tôi không cần anh tới bợ đỡ, chỉ muốn cùng mấy người bạn ăn bữa cơm trong yên bình là được. Vị giám đốc vẻ mặt xấu hổ, tuy vậy thái độ vẫn cực kỳ kính cẩn nói. Xin theo lời dạy bảo của ngài. Liên Nhược Hạm, rốt cuộc lai lịch của cô như thế nào, nghe như vừa rồi thì rất quý phái. Nghe nói ở thủ đô nhiều người muốn tạo mặt mũi, thường thuê một ít diễn viên quần chúng tới phối hợp để diễn kịch, bổ sung bộ mặt của nhà hàng. Vừa rồi tôi nhìn thấy vị giám đốc kia khá quen mặt, có phải người nào ở bên điện ảnh tới không? Mễ Huyên mở miệng nói chuyện là đầy vẻ châm chọc khiêu khích. Cô bất mãn đến cực độ đối với Liên Nhược Hạm, thấy không vừa mắt, cho nên lúc nào cô cũng châm chọc. Liên Nhược Hạm luôn luôn giữ một bộ dáng hờ hững, giống như không biết tức giận. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tưởng. Tôi có chút kỳ lạ là cô bé Lê có thể chịu đựng được cô ta, có lẽ do cô ta là chị họ. Còn anh không họ hàng thân thích gì với cô ta, như thế nào mà anh luôn dễ dàng tha thứ cho thái độ tiểu nhân luôn xúc xiểm người quân tử như vậy? Hạ Tưởng cười cười, vẻ mặt giống như không có việc gì cả. Trong không khí, hàm lượng dưỡng khí có khoảng 20%,
còn các loại khí thải khác chiếm gần 80%. Nhưng để hít được dưỡng khí, tất nhiên người ta cũng phải chịu đựng đựng cả 80% các loại khí thải không mong muốn này. Liên Nhược Hạm rốt cuộc cũng bật ra tiếng cười. Không nghĩ tới anh lại có một ví dụ khá thú vị, cái so sánh này rất thỏa đáng. Nụ cười của Liên Nhược Hạm như tuyết được ánh mặt trời dọi xuống, vẻ diễm lệ lạnh lẽo sáng dọi tỏa ra bốn phía. Chương 137, bí mật của Liên Nhược Hạm và tiền đồ của Hạ Tưởng. Tào Thù Lê cũng bị Hạ Tưởng chọc cười, làm mặt quỷ với Mễ Huyên. Đồ khí thải. Mễ Huyên tức giận đến đứng cả người dậy, muốn nói điều gì nhưng không nói ra được, cuối cùng phẫn nộ ngồi xuống. Tôi tạm thời ngưng chiến, nhưng mặt khác cũng trịnh trọng cảnh cáo Hạ Tưởng. Nếu cậu còn muốn tôi nói lời hay ý đẹp ở trước mặt Dượng thì cậu phải thỏa hiệp với tôi. Tào Thù Lê không cho là đúng liền, hừ, lên một tiếng. Hiện tại thì ba em rất tốt với Hạ Tưởng, ông ấy cũng không phải là không có ý kiến của mình, không cần phải chị thêm mắm thêm muối, lại càng không muốn chị lại nói bậy về anh ấy. Sau khi ăn xong, cũng không thấy Liên Nhược Hạm gọi tính tiền mà cả giám đốc lẫn nhân viên đều đứng thành một đoàn tiễn đưa mọi người. Liên Nhược Hạm cũng không để ý đến bọn họ, cũng không chịu nói đến một câu, bước thẳng ra xe. Đi được một đoạn, cô dừng xe lại, mở cửa bước xuống giao tay lái cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thì đang muốn nghỉ ngơi một lúc. Liên Nhược Hạm nhận thấy trình độ lái xe của Hạ Tưởng rất được, đường dài nên người cũng khá mệt mỏi, vì thế không chịu nhượng bộ. Không có quan hệ gì cả, trên đường không ai hỏi bằng lái xe cả, mà tới thành phố Yến rồi, nếu có ai muốn hỏi anh, có cô bé Lê ở đây, anh còn lo lắng gì nữa? Thôi, được rồi. Hạ Tưởng gặp tình cảnh Tào Thù Lê không ra mặt nói chuyện cho hắn, đành phải ngồi lên ghế lái, mặc dù lái xe là miễn cưỡng, nhưng mà lái xe phục vụ ba vị mỹ nữ như thế này cũng là điều vinh hạnh. Mấy giờ sau, xe tới thành phố Yến, sắc trời lúc này đã bắt đầu vào tối, Hạ Tưởng muốn đưa Tào Thù Lê về nhà trước, tuy nhiên Tào Thù Lê lại khăng khăng cùng ăn cơm chiều với hắn, nên hắn đành phải chạy xe tới Sở Phong Lâu. Làm Hạ Tưởng không ngờ chính là chuyến viếng thăm này đã làm Sở Tử Cao mừng rỡ như phát điên, tự mình ra tiếp khách, sự sốt sắng, sự ân cần của ông ta có khi còn nhiều hơn so với nhân viên phục vụ, khiến tất cả các nhân viên đều được mở rộng tầm mắt, không rõ ông chủ lớn của Sở Phong Lâu đang làm ăn phát đạt này không hiểu sao lại có thái độ như vậy với một người trẻ tuổi không rõ lai lịch. Nếu chỉ có Hạ Tưởng ở đây, chắc chắn là hắn sẽ tán gẫu với Sở Tử Cao. Đáng tiếc, Liên Nhược Hạm lại cực kỳ không thích cái vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của Sở Tử Cao, lạnh lùng nói với Hạ Tưởng. Chúng ta ăn cơm, không phải phô trương để nói chuyện. Anh và ông ta có giao tình thì để sau, bây giờ mời ông ta ra ngoài, để chúng ta im lặng ăn cơm có được không? Sở Tử Cao không phải là người không có ánh mắt, nhưng bị một người đẹp vừa giáp mặt đã đuổi đi, ít nhiều mặt mũi cũng khó coi, hắn cười gượng nói. Tiểu thư Liên thông cảm. Tôi và thư ký Hạ là bạn bè của nhau. Bạn bè lâu ngày gặp mặt, nhiệt tình với nhau một chút cũng là chuyện bình thường. Mời anh ra cho. Giọng điệu của Liên Nhược Hạm thản nhiên, có một vẻ thản nhiên, kiên quyết. Nếu anh không ra, chúng tôi sẽ đổi nhà hàng. Đột nhiên Hạ Tưởng nổi giận. Liên Nhược Hạm, xin cô tôn trọng người khác. Nếu cô cảm thấy cô có thực lực để tự cao tự đại, không để người khác vào mắt, có lẽ cũng không nhất thiết ngồi cùng một chỗ với chúng tôi đâu. Hạ Tưởng tức giận không phải bởi vì Sở Tử Cao khó xử. Sở Tử Cao kinh doanh nhà hàng nhiều năm, gặp các chuyện xấu hổ và nan giải nhiều lắm rồi, da mặt dày đã luyện tới mức súng dao không thể xâm phạm. Hắn đột nhiên bốc lửa là bởi hắn muốn thử phản ứng của Liên Nhược Hạm một chút, xem cô có biết sự không thích hợp của mình mà kiềm chế một chút không. Ánh mắt Liên Nhược Hạm trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết, kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng một lát, sau đó trên mặt nhìn không ra là đang giận hay đang vui nói. Tôi mệt rồi, không muốn đổi chỗ nữa. Anh ta muốn ở lại thì ở lại đi, chào hỏi nhau một chút là được rồi. Liên Nhược Hạm không ngờ lại nhượng bộ. Chẳng những Tào Thù Lê không thể tin vào mắt mình, cô mở to hai mắt ra mà Mễ Huyên cũng nhìn Hạ Tưởng, sau lại nhìn Liên Nhược Hạm, dường như muốn phát hiện điều bí mật gì đó, kết quả đương nhiên khiến cô thất vọng. Trên mặt Hạ Tưởng mang theo nụ cười yếu ớt, vẻ mặt không thay đổi, Liên Nhược Hạm cũng bình thản, giống như không có việc gì xảy ra cả. Cuối cùng Sở Tử Cao cũng cáo từ đi ra ngoài, tuy nhiên hắn bảo Hạ Tưởng nếu rảnh phải tới chỗ hắn. Hạ Tưởng cũng muốn từ nơi hắn mà tìm hiểu một số tin tức, liền thuận miệng đáp ứng. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lưu luyến đưa Tào Thù Lê về nhà,
Mễ Huyên cũng ở lại nhà Tào gia. Sau khi ước hẹn thời ra sẽ tới nhà cô ăn cơm, Hạ Tưởng liền cùng với Liên Nhược Hạm đi đến tòa nhà cao ốc quốc tế chuẩn bị thuê phòng. Hạ Tưởng đưa chứng minh thư cho nhân viên tiếp tân, cô nhân viên này thấy một thanh niên cùng với một cô gái vào thuê phòng để ở, đương nhiên là cho rằng hai người này có quan hệ, nên không hỏi thêm mà bố trí hai người vào một phòng. Sau khi Liên Nhược Hạm cất xe xong, thấy Hạ Tưởng chỉ lấy một phòng, liền cười cười vẻ khinh thường. Nghĩ là tôi có thể dễ dàng thu phục nhỉ? Hạ Tưởng giơ tay lên. Theo chứng minh thư mà, muốn đăng ký hai phòng thì phải trình ra hai chứng minh thư. Cô không nên nghĩ bậy bạ, đừng tưởng bở, tôi cũng còn không muốn. Liên Nhược Hạm mặc dù lạnh lùng nhưng dù sao cũng là một cô gái, bị Hạ Tưởng nói như vậy sắc mặt không khỏi ửng đỏ, xoay người lên lầu. Lấy thêm cho tôi một phòng. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm ở hai phòng có cửa đối diện nhau. Sau khi trao chìa khóa phòng cho cô, hắn đang định quay về phòng, lại nghe Liên Nhược Hạm chần chừ nói. À, chờ một chút, anh chờ tôi một chút. Hạ Tưởng muốn đùa cô, Ly ề nhỏi. Làm sao vậy, đã nghĩ thông rồi sao? Liên Nhược Hạm thẹn quá phát giận. Nghĩ thông cái đầu của anh. Tuy nhiên, cô thấy Hạ Tưởng đang muốn đi, trong lòng gấp rút quá đến độ trở thành rụt rè, cố gắng để giọng nói trở nên dịu dàng một chút. Có chuyện muốn làm phiền anh một lát, anh có thể giúp tôi kiểm tra lại phòng một chút không? Con gái dù sao cũng là con gái, mặc dù Liên Nhược Hạm có thể một mình đánh được ba tên lưu manh, nhưng đối với các loại côn trùng như con gián thì rất là sợ. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải cùng với cô kiểm tra lại nệm, mở buồng vệ sinh, cẩn thận kiểm tra mọi chốn mọi nơi, khoảng chừng một giờ sau, Liên Nhược Hạm mới nghĩ đến việc để cho Hạ Tưởng đi. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra này, thỉnh thoảng Liên Nhược Hạm lại xoay người hay cúi người, làm lộ ra thịt bóng mượt vùng thắt lưng và các đường cong hoàn mỹ. Hơn nữa, trong quá trình này thỉnh thoảng hai người lại có sự va chạm, cự ly thì gần, Hạ Tưởng có thể ngửi thấy được mùi thơm ngát từ trên người cô tỏa ra. Mùi hương này hoàn toàn khác biệt so với Tào Thù Lê, có vẻ đậm hơn một chút so với Tào Thù Lê nhưng lại kém phần nồng đậm của Tiếu Giai. Nếu nói mùi thơm trên cơ thể Tào Thù Lê có mùi thơm ngát của hoa sen, của Tiếu Giai là hương của loài hoa bách hợp, thì Liên Nhược Hạm tỏa ra mùi hương giống như mùi của hoa đinh hương làm cho người ta thấy an thần, tĩnh khí. Phải lái xe hơn một nửa quãng đường, làm Hạ Tưởng rất mệt mỏi, vừa nằm xuống giường liền nhắm mắt ngủ luôn. Ngày hôm sau, hắn đưa Liên Nhược Hạm đi ăn sáng. Ở thành phố Yến này, hắn được tính như là chủ nhà, Liên Nhược Hạm trở thành khách, tất nhiên hắn phải cố sức để thể hiện vai trò chủ nhà của mình. Bữa sáng cũng được ăn rất đơn giản. Đối với việc ăn uống này thì dường như Liên Nhược Hạm cũng không cầu kỳ, ăn đơn giản mấy cái quẩy và bát cháo. Tới giờ phải đi làm, Hạ Tưởng đầu tiên gọi điện thoại cho Lý Đình Sơn, thông báo một chút tình hình. Lý Đình Sơn nghe thấy vậy, tinh thần rất thoải mái, ông ta cười nói. Ngày hôm qua tôi và Cao Hải trao đổi điện thoại với nhau, hôm nay cậu có thể lên gặp trực tiếp ông ta. Mặt khác, đừng quên củng cố thêm quan hệ với giám đốc Sở Tào. Nhất định phải tới làm khách gia đình nhà người ta. Lý Đình Sơn giống như người mẹ, không ngại dặn dò Hạ Tưởng phải chú ý một số công tác làm việc. Liên Nhược Hạm ở bên cạnh, nghe vậy đôi lông mày hơi nhíu lại. Thật dài dòng, giống như đang còn trẻ con lắm đấy, ông ta thật quá coi thường anh. Dập máy điện thoại, Hạ Tưởng cười ha hả. Từ trước tới nay dường như người coi tôi là trẻ con chính là cô mới đúng. Không phải cô cứ mở miệng là bảo tôi miệng đầy hơi sữa. Cô so với tôi còn ít tuổi hơn, bày đặt bộ mặt lạnh lùng, giả vờ như thành thục lắm đấy, cho ai nhìn vậy. Trên mặt Liên Nhược Hạm không có nụ cười, tuy nhiên thái độ tốt hơn rất nhiều. Nói chuyện nghiêm túc đi, muốn đi đâu, tôi đưa anh đến đó. Thật ra Hạ Tưởng cũng không muốn đi cùng với Liên Nhược Hạm, nhưng cô ta không đợi trả lời liền lên xe nổ máy. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ, thấy rằng có một cô gái xinh đẹp lái xe cho mình cũng rất tốt, cứ thế an vị ở ghế phụ lái. Vung tay một cách hoành tráng. Đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ cao ốc quốc tế đến Ủy ban Nhân dân thành phố cũng gần, cách không đầy hai dãy phố. Nửa giờ sau, Liên Nhược Hạm đã dừng chiếc xe Land Rover mang biển số Bắc Kinh ở cửa Ủy ban Nhân dân. Tuy nhiên, tại thành phố này, biển số của Bắc Kinh không có uy lực như giấy phép của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cảnh vệ không chút khách khí ngăn xe lại, yêu cầu cô trước hết đăng ký muốn gặp ai, ở phòng chức năng nào. Trình chứng minh thư ra, quá trình này giống như đang thẩm tra tội phạm vậy. Hạ Tưởng vốn đang định thực hiện theo trình tự,
Điền Mẫu đăng ký thì Liên Nhược Hạm từ trong xe lấy ra một đống giấy chứng nhận, thuận tay đưa tất cả cho cảnh vệ. Cảnh vệ vừa mở đống chứng nhận ra, lập tức vẻ mặt khẩn trương, tư thế trở nên cung kính, mở cổng cho đi qua. Dừng xe xong, Liên Nhược Hạm ngửa người có vẻ đắc ý. Anh chắc cảm thấy tự hào vì đã quyết định anh Minh, có tôi lái xe miễn phí cho anh, thành phố Yến này chỗ nào cũng đi thông suốt được. Hạ Tưởng lắc lắc đầu, ra vẻ thở dài nói. Một chút việc nhỏ mà đã đắc ý rồi, rốt cuộc vẫn chưa trưởng thành được, chưa đủ độ chín chắn. Được, cô ở trong xe chờ tôi, nếu làm lái xe, phải làm tròn chức trách của mình. Lập tức Liên Nhược Hạm sửng sốt, vẻ mặt của cô khiến Hạ Tưởng không kìm nổi muốn cười, tuy nhiên lại sợ chọc giận đến tiểu ma nữ này, hắn cố gắng nín cười nói. Nói vậy chứ nếu cô có việc thì đi trước đi, cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây. Liên Nhược Hạm phụng phịu, hiển nhiên tức giận, không để ý đến Hạ Tưởng. So với tòa nhà thành ủy có vẻ đơn giản, cũ nát kia thì trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố có vẻ quý phái và xa hoa hơn, được kiến tạo như một tòa cao ốc, tường là các kính màu, đại sảnh lớn và đầy ánh sáng, làm cho người ta nghĩ mình đang ở khách sạn 5 sao. Tân Trang lại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố là kiệt tác của cựu thị trưởng, đáng tiếc là hắn còn chưa kịp hưởng thụ liền được thăng quan điều đến một vùng đất khác. Người trước trồng cây, người sau hái quả, hưởng thụ các thiết bị hiện đại, Trần Phong rất bất mãn đối với sự xa hoa của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng ông ta không thể di rời lại Ủy ban Nhân dân thành phố được, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn phải mắng một vài câu, nói làm công cho quần chúng mà như vậy thì sẽ bị dân chúng chửi cả mả tổ ở sau lưng. Dân chúng có chửi đồng phía sau hay không thì cũng không ai biết, cho đến bây giờ cũng không nghe ai nói đến. Hạ Tưởng hiểu rất rõ, ở kiếp trước, Trần Phong là người kiên định và có năng lực, nhưng người kế nhiệm ông ta lại có dáng dấp của một nhà chính khách hơn là một chính trị gia. Từ sau lúc nhậm chức, không những ông ta gia cố thêm một bức tường vây, tăng cường thêm cảnh vệ đứng canh ở cửa, còn làm một biển báo khu cấm ở trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí còn quy định rất nghiêm ngặt rằng các xe không thuộc các khối cơ quan nhà nước thì không cho phép đi vào và dân chúng không được tự do ra vào Ủy ban Nhân dân thành phố. Về sau, trong việc cải tạo các thôn nội đô, vị thị trưởng mới kế nhiệm Trần Phong đề xuất ra khẩu hiệu, một năm bước một bước dài, ba năm sau thay đổi lớn. Sửa đường vốn là chuyện tốt, nhưng không có trí tuệ chính trị và năng lực chủ tính đại cục thì chuyện tốt thường biến thành chuyện xấu. Trong trí nhớ của Hạ Tưởng, sau khi sửa đường điên cuồng một thời gian, gần như tất cả các đường chính trong thành phố Yến đều coi như khởi công một lúc. Nhưng cái việc ba con đường chính của thành phố đều khởi công một lúc gây ách tắc cho giao thông đi lại không nói, lại thi công trong mùa hè nóng nực, không chọn thời tiết mát mẻ buổi tối để thực hiện mà lại cứ trưa hè nóng bức lại ép công nhân ra làm việc. Trong những đoạn thời gian này, giao thông đi lại tắc nghẽn, tất cả công nhân đều phải liều mạng, chồng vó mà làm việc. Thật ra thì việc này cũng có thể khắc phục được, nhưng nghiêm trọng nhất chính là ảnh hưởng đến sự đi lại của dân chúng nhưng lại cố tình bóp méo sự thật. Vì thế thành công vĩ đại của vị thị trưởng này không phải trong việc này mà là trong lĩnh vực khác. Ông ta giả bộ như luôn đi sâu vào đời sống quần chúng, thỉnh thoảng cải trang hòa nhập vào trong cuộc sống thường nhật của nhân dân để nghe lắng nghe các phản ánh. Vì thế, ông ta yêu cầu phía đài truyền hình bố trí một số kẻ giả dạng quần chúng để trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Ví dụ như hỏi là có ảnh hưởng đến đi lại của dân chúng không? Trả lời không, hỏi có cảm thấy giao thông bế tắc? Trả lời không cảm thấy. Hỏi có cảm tưởng gì khi thành phố đang sửa đường như lúc này? Trả lời là cảm tạ chính phủ, cảm tạ đảng. Tuy nhiên, nghe nói có một lần khi đang quay phỏng vấn, một số quần chúng nhân dân tò mò vây quanh, thấy có kẻ nói nhăng nói cuội như vậy, trong lúc nhất thời lửa giận bùng lên, tất cả nhào vào đánh cho nhóm phỏng vấn này một trận. Thiếu chút nữa là đập vỡ cả camera, vị thị trưởng kế nhiệm này cũng bị mọi người rầm rầm mắng chửi. Từ đó về sau, ông ta không dám làm cái trò này nữa. Hạ Tưởng còn nhớ có những sự việc tưởng như hoang đường cũng được diễn ra. Ủy ban Nhân dân thành phố vì muốn nâng cao thu nhập từ thuế, đã ra các chính sách nhằm về phía xe taxi. Sau khi các chính sách ban ra, lập tức toàn bộ các lái xe taxi đều bãi công, với sự kiện này bắt buộc lại phải hủy bỏ chính sách. Lại còn có 6 năm sau khi cây cầu Nhị Kiều được hoàn thành, đột nhiên lại xây lên một trạm thu phí, kết quả tiêu vào đó mất hơn 100 vạn tệ. Sau đó, toàn bộ người dân trong thành phố lên tiếng phản đối mãnh liệt, trạm thu phí hoạt động được mấy tháng lại phải dỡ bỏ, làm tốn mất bao nhiêu tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu. Từng sự kiện, từng việc được hiện lên trước mắt,
lúc đó lòng dân oán thán vô cùng. Bởi vậy trong lòng hắn cảm khái, nếu lịch sử để cho Trần Phong có cơ hội duy trì thêm vài năm nữa, không dám nói là ông ta có thể đưa thành phố Yến lên thành đô thị số 1, nhưng ít ra so với các thị trưởng hoang đường sau này thì vẫn tốt gấp mấy trăm lần. Gõ cửa phòng Cao Hải thì thấy ông ta đang nói chuyện với người nào đó bên trong, thấy Hạ Tưởng, Cao Hải mừng rỡ, theo bản năng đứng lên. Hạ Tưởng, ngồi chỗ kia, chờ tôi một chút. Đang nói chuyện với Cao Hải chính là phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, hắn không ngờ là Cao Hải lại đứng lên nghênh đón một người rất trẻ tuổi, trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ người này là con cháu của vị quan to nào đó, nếu không với thân phận của Cao Hải, người bình thường tới đây thì hắn chỉ gật gật đầu tiếp đón, làm sao có sự nhiệt tình như vậy. Vốn hắn còn có công tác để báo cáo, tuy nhiên thấy bộ dáng mừng rỡ của Cao Hải, hắn cũng muốn thuận gió đẩy thuyền, tạo cơ hội cho Cao Hải nói chuyện. Vì thế hắn cáo từ đi ra, lúc đi tới gần Hạ Tưởng còn cố ý nhìn Hạ Tưởng mấy lần, trong lòng buồn bực, không hiểu người này rốt cuộc là ai. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Cao Hải và Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lại lần nữa đứng lên, cung kính nói. Trưởng ban thư ký Cao, bí thư Lý nhờ tôi vấn an ngài, nghe nói ngài có việc. Cao Hải cũng đứng lên, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Hạ Tưởng, trong lòng từng hồi cảm khái. Nếu nói hai lần trước kia hắn chiếu cố Hạ Tưởng thì hoàn toàn là vì xem trọng mặt mũi của Lý Đinh Sơn, đồng thời cũng cảm tạ Hạ Tưởng giúp hắn có mấy chú ý, chiếm được sự khen ngợi của Trần Phong, do đó mới được ngồi lên cái ghế trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc ấy còn đang có cảm giác ngồi ở trên cao bố thí xuống. Nhưng hiện tại đối mặt với Hạ Tưởng, trong lòng có cảm giác khác hẳn, cảm thấy người thanh niên này thái độ đoan chính, nho nhã lễ độ, nhưng tổng thể lại làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu. Hạ Tưởng trong thời gian ngắn ngủi đã chiếm được sự tán thưởng của Trần Phong, cố ý muốn điều hắn tới tổ cải tạo thôn nội đô. Cái tổ cải tạo thôn nội đô này thì người ngoài không nhìn thấy được, nhưng trong lòng Cao Hải rất rõ ràng. Mỗi người trong tổ cải tạo thôn nội đô này đều là người mà Trần Phong cho rằng đây là nhân tài có thể trọng dụng. Chỉ cần Trần Phong không bị gì, toàn bộ các thành viên của tổ cải tạo thôn nội đô này ngày sau chắc chắn được Trần Phong đề bạt. Mà hậu trường của Trần Phong là phó bí thư tỉnh ủy Lộ Chi Viễn. Lộ Chi Viễn này bình thường khi đối nhân xử thế rất khiêm tốn, nhưng là người nói được làm được. Cao Thành Tùng tuy rằng thế lực rất mạnh, nhưng cũng ít nhiều nhường đường ba phần cho ông ta, là bởi vì tư cách của Lộ Chi Viễn rất cao, ngay ở trong tầng lớp chung chung của Bắc Kinh cũng rất có tiếng tăm. Trần Phong có chỗ dựa là hậu trường vững chắc như vậy, tiền đồ dĩ nhiên vô hạn lượng. Mà Hạ Tưởng lại được Trần Phong rất cảm phục. Muốn không thăng chức thì cũng khó. Đúng là bởi nguyên nhân này, nên khi Cao Hải nhìn Hạ Tưởng thì trong lòng ít nhiều có chút phức tạp. Đương nhiên còn lâu mới đến ngày Hạ Tưởng phát triển như vậy, hắn ở quan trường hơn mười mấy năm, gặp cũng nhiều người được coi trọng là tiền đồ vô lượng, cuối cùng lại trở thành không chỗ dung thân. Tiền đồ vô lượng chỉ là một khả năng, nhiều người đã phải ngã trên đường tiến về phía trước này, có khi còn ngã không dậy nổi. Người trẻ tuổi không phải ai cũng phát triển được. Cũng không phải lý do là không có hậu trường mạnh mẽ. Mà nguyên nhân thất bại thường là do hậu trường phía sau đủ mạnh để nâng đỡ, khiến cho những người tuổi trẻ này không hiểu được đạo lý cây to đón gió. Cuối cùng khi hậu trường bị thất thế, rất nhanh chóng bị những người lúc trước đã đắc tội trả thù. Hạ Tưởng chín chắn, điềm đạm, chắc chắn, hoàn toàn khắc phục được những khiếm khuyết của người trẻ tuổi. Hắn vừa trẻ tuổi lại tài hoa, có đầy nhuệ khí, lại có sự trầm ổn đúng mực. Làm cho người ta không tìm được tật xấu nào của hắn. Càng làm cho Cao Hải coi trọng Hạ Tưởng chính là không ngờ Hạ Tưởng lại là bạn trai của Tào Thù Lê, mà ba của Tào Thù Lê thì Trần Phong lại rất thưởng thức, một lòng đưa Tào Vĩnh Quốc lên làm trợ thủ đắc lực cho Trần Phong. Bất kể Tào Vĩnh Quốc ở vị trí giám đốc sở hay là nhậm chức phó thị trưởng thường trực, đều là cán bộ cấp sở. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi không bối cảnh. Cho dù hắn là người thân tín của bí thư huyện ủy thì cũng không lọt được vào mắt xanh của Tào Vĩnh Quốc, nhưng hắn lại có thể được thiên kim tiểu thư của giám đốc sở ưu ái. Nghe khẩu khí của Lý Đinh Sơn thì dường như Tào Vĩnh Quốc cũng không phản đối việc Hạ Tưởng lui tới cùng Tào Thù Lê. Ngoại trừ việc Cao Hải cảm thấy bội phục tài năng của Hạ Tưởng ra, thì ông ta cũng thấy tò mò đối với việc Hạ Tưởng làm thế nào để có được sự ưu ái của thiên kim tiểu thư giám đốc sở. Bởi vì bản thân Cao Hải năm đó cũng từng có tình cảm với con gái của một vị phó giám đốc sở, nhưng lúc đấy hắn có lòng nhưng chẳng có kết quả gì, gặp sự phản đối mãnh liệt của vị phó giám đốc sở, cuối cùng đành lặng lẽ chia tay. Chàng thanh niên Hạ Tưởng này đúng là không đơn giản, trên người cất giấu rất nhiều bí mật,
có một bạn gái là thiên kim tiểu thư của giám đốc Sở, nhưng vẫn ngậm miệng không nói gì, đến thời khắc mấu chốt lại làm cho Lý Đinh Sơn ngạc nhiên vui mừng, làm cho ông ta khiếp sợ, không khỏi phải cảm thán. Chỉ cần Hạ Tưởng nguyện ý đi bên cạnh Trần Phong, với tài năng của hắn tuyệt đối có thể được Trần Phong lớn mật mà trọng dụng. Trần Phong một là vị thị trưởng giám quyết, lại trọng dụng nhân tài, trong vòng vài năm Hạ Tưởng có thể lên tới chức phó quận, thậm chí cả cấp quận cũng không biết chừng. So với nhiều người có khả năng là tiền đồ vô hạn khác, tiền đồ rạng rỡ của Hạ Tưởng gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Điều này không phải là do Cao Hải có ánh mắt khác thường với hắn, mà từ khẩu khí của Lý Đinh Sơn nghe ra, Lý Đinh Sơn cực kỳ tín nhiệm và coi trọng Hạ Tưởng, gần như hắn sử dụng hết tất cả sức lực để nâng đỡ và bồi dưỡng Hạ Tưởng. Lực lượng sau lưng Lý Đinh Sơn thì Cao Hải cũng biết được ít nhiều, vì vậy nên trong ánh mắt của hắn, thậm chí còn có một tia hâm mộ. Tự bản thân Hạ Tưởng đã đủ độ vững chãi, nếu hắn thực sự trở thành con rể của Tào Vĩnh Quốc, lại có sự ủng hộ của Lý Đinh Sơn, còn có một Trần Phong thưởng thức, quả thực là một cái bánh ngọt đầy đủ hương vị. Nếu Hạ Tưởng không có tiền đồ, thì ai dám nói mình có tiền đồ? Chương 138, sự kiện thôn Đỗ bộc phát. Vẻ tươi cười trên mặt Cao Hải ngày càng rạng rỡ. Tiểu Hạ, tuy rằng chúng ta không gặp nhau nhiều, nhưng khi vào đây thì cậu đừng xem như người ngoài. Tôi là bạn học của Lý Đinh Sơn, cậu khách sáo với tôi như vậy làm gì? Định duy trì một khoảng cách nhất định với tôi, cảm thấy tôi không dễ gần như Đinh Sơn phải không? Giọng điệu thân cận của Cao Hải làm Hạ Tưởng không kịp thích ứng, dù sao không có Lý Đinh Sơn ở đây, hắn và Cao Hải thì quan hệ cũng không nói là quá gần. Nhưng nếu từ miệng Cao Hải nói ra như vậy, hắn cũng không dám trái lời, liền thay đổi tư thế, cười nói. Trưởng ban thư ký Cao đã để mắt tới tôi, nếu vậy thì tôi cũng không dám khách khí. Sau khi nói lời đó xong, hắn cũng không khách khí lấy cái phích ở dưới gầm bàn thêm nước vào trong chén trà của Cao Hải, tiếp đó lại lấy ra cho mình một cốc nước khác, rót vào cốc cho mình, sau đó uống một ngụm, nói. Đúng là nước quê nhà ngon thật. Cao Hải cười ha hả, rất vừa lòng đối với hành động của Hạ Tưởng, đầu tiên Hạ Tưởng rót thêm nước vào chén trà của hắn để biểu lộ sự tôn trọng, lại rót nước cho hắn là để bày tỏ quan hệ gần gũi. Hạ Tưởng này, đúng là biết cư xử. Là như thế này Tiểu Hạ, việc cải tạo thôn nội đô gặp lực cản mạnh từ trước đến giờ chưa xuất hiện, các điều kiện ban đầu được đề xuất đã không thể thỏa mãn yêu cầu của nhiều người dân trong thôn. Cái miệng của bọn họ càng lúc càng mạnh, nhất là người dân trong thôn Đỗ, không ngờ tổ chức lại để phản kháng lại việc giải phóng mặt bằng. Sự kiện thôn Đỗ. Hạ Tưởng vừa mừng vừa sợ, sợ chính là sự kiện thôn Đỗ xảy ra sớm một chút so với trước kia. Mừng chính là vì rốt cuộc hắn đã gặp. Nếu hắn đã gặp mà không thò được một tay vào, nếu vậy thì chẳng phải rất tiện nghi cho Cao Thành Tùng sao? Nếu vậy thì đúng là phải bỏ qua kỳ ngộ quá lớn trước mắt. Đây chính là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đối với sinh mạng chính trị của Trần Phong. Sự kiện thôn Đỗ nếu xử lý không đúng, sẽ trực tiếp làm cho Cao Thành Tùng có quyết tâm ra quyết định xuống tay với Trần Phong. Hiện tại, Hạ Tưởng cũng biết người đứng sau lưng Trần Phong là Phó Bí Thư Lộ. Những ở kiếp trước có thể thấy Trần Phong bị Cao Thành Tùng hãm hại bỏ tù, từ đó có thể thấy được sức mạnh và sự độc ác của Cao Thành Tùng, vì muốn đánh ngã Trần Phong, không ngại trở mặt với Phó Bí Thư Lộ. Sự kiêu ngạo của Cao Thành Tùng đúng là làm cho mọi người khiếp sợ, cái ý đồ của hắn với công ty xây dựng Phương Nam quá lộ liễu, cuối cùng cũng xảy ra sự. Trong lòng của Hạ Tưởng đã có kết luận, muốn tránh được mũi nhọn của Cao Thành Tùng thì phải từ trên công ty xây dựng Phương Nam mở ra đột phá. Hắn vẫn chờ mong Cao Kiến Viễn ra mặt, nếu hắn không lầm thì Cao Kiến Viễn không lâu nữa sẽ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đến lúc đó hai tay chuẩn bị, dùng hết sức lực chém xuống, không lo không tìm thấy tử huyệt của Cao Thành Tùng. Phải ra sức giữ gìn Trần Phong, không để ông ta rớt đài. Thứ nhất Trần Phong là vị thị trưởng tốt nhất, thứ hai là bởi vì vận mệnh của Trần Phong sẽ liên hệ cùng một chỗ với Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn Tào Vĩnh Quốc vì Trần Phong mà bị liên lụy. Tiền đồ tốt đẹp bị hủy hoại trong chốc lát. Cao Hải tìm Hạ Tưởng tổng cộng có 3 việc. Việc thứ nhất là sự kiện thôn Đỗ, đương nhiên cái này rất quan trọng tuy nhiên chỉ là một cái cớ. Hắn cũng không cho rằng Hạ Tưởng có biện pháp giải quyết một bài toán khó mà đã làm cho Trần Phong phải đau đầu. Việc thứ hai là người vợ trước của Lý Đinh Sơn là Sử Khiết tìm đến Cao Hải, muốn Cao Hải ra mặt để hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Chuyện thứ ba là về việc cải tạo phố dân tộc rất khó khăn. Phố dân tộc có tình huống giống như phố Bắc Đại, nhưng lại không có kinh doanh thương mại như phố Bắc Đại.
Vốn ý kiến của Trần Phong là muốn quy hoạch thành một phố cho các quán rượu kinh doanh, nhưng các chuyên gia của Viện Quy hoạch lại cho rằng phố dân tộc nên nối với đường Hoa Tân để trở thành một con đường trục trọng yếu của thành phố, chỉ có thể mở rộng để nâng cao năng lực giao thông mà không nên cải tạo. Trần Phong cuối cùng do dự, muốn để Cao Hải cho một cái chủ ý. Lập tức Cao Hải nghĩ tới Hạ Tưởng ở huyện Bá xa xôi kia. Vừa lúc có Sử Khiết tới nhờ hắn nói chuyện với Lý Đinh Sơn để có cơ hội nói chuyện với nhau, hắn đề nghị Lý Đinh Sơn có thời gian thì quay về gặp mặt với hắn. Mặc kệ là Lý Đinh Sơn có cơ hội trở về hay không, nhưng chắc chắn Hạ Tưởng sẽ phải quay về, việc này cũng đúng với ý của hắn. Trong ba chuyện trên, Cao Hải chọn sự kiện thôn Đỗ làm ý đầu tiên, để phố dân tộc ở cuối cùng. Hạ Tưởng cực kỳ rõ ràng suy nghĩ của Cao Hải, thật ra Cao Hải muốn Hạ Tưởng cho hắn một cái chủ ý, hoặc là nói cho hắn một cái đề nghị. Dù sao thì việc cải tạo phố Bắc Đại cũng đã được Trần Phong tán thưởng, vì thế đương nhiên Cao Hải cũng cho rằng chỉ cần mình có một chủ ý, nhất định sẽ làm cho Trần Phong vừa lòng. Vấn đề của phố dân tộc, đây đúng là một bài toán nan giải. Đời trước, phố dân tộc đúng là được Trần Phong cải tạo thành một phố cho kinh doanh quán rượu, kết quả là bởi vì rất nhiều loại nguyên nhân, tất cả quán rượu trên đường này đều phải đóng cửa toàn bộ. Đến vị thị trưởng sau kế nhiệm, lại đem mở rộng phố dân tộc này ra, cho nối với đường Hoa Tân mới xây dựng để nâng cao yêu cầu giao thông. Kết quả là đường phố đoạn này dài, thẳng, đẹp, dân cư đông đúc, quán xá san sát nhau bên đường, dẫn đến tai nạn giao thông với người qua đường không ngừng diễn ra, cuối cùng lại được sửa thành đường dành cho người đi bộ. Sau lại trải qua một đoạn thời gian, đoạn phố này từ từ hình thành các cửa hàng độc quyền về di động, điện tử. Hạ Tưởng biết tâm lý Cao Hải rất bức thiết, cũng không có vẻ như rất là uyên thâm, liền nói trực tiếp. Trưởng ban thư ký Cao, vị trí phố dân tộc thật ra cũng không thích đáng để trở thành một đường phân luồng giao thông đi lại, cũng không thích hợp để cải tạo thành một phố kinh doanh rượu. Cao Hải cũng không vì sự thẳng thắn của Hạ Tưởng mà thấy không vui, mà lại cảm thấy rất hứng thú. Vì sao không thích hợp làm nơi cho các quán rượu kinh doanh? Vị trí phố dân tộc tuy rằng không tồi, nhưng bãi đỗ xe xung quanh ít, thường người đến uống rượu đều là người có tiền, bình thường đều lái xe đi đến, không có chỗ đỗ xe thì không ai thích tới đây cả. Thứ hai là đại đa số dân cư xung quanh phố dân tộc đều là những người buôn bán nhỏ, nếu để phố này trở thành phố mà các quán rượu kinh doanh thì sẽ không nâng cao được các tiêu thụ của bọn họ, làm cho bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú. Còn có một ý kiến mà tôi cho rằng quan trọng nhất chính là trong chỉnh thể của thành phố Yến thì khả năng thu hút các chi phí tiêu dùng là bình thường, còn chưa đạt được quy mô nền tảng. Hạ Tưởng không chút che giấu ý tưởng của hắn, bởi vì hắn biết, trước mặt Cao Hải không cần phải giấu giếm, bởi vì hắn đã chiếm được sự thưởng thức của Trần Phong, cũng từng giúp Cao Hải giải quyết qua một bài toán khó. Nếu bây giờ mà tỏ ra huyền bí, sẽ làm cho Cao Hải cảm thấy hắn cố ý cất giấu ý tưởng, từ đó sẽ không lấy thành tâm mà đối đãi với Hạ Tưởng. Cao Hải là người có thể kết giao được, Hạ Tưởng không muốn để lại cái nhìn không tốt đối với hắn. Cao Hải xoay xoay tập tài liệu trong tay, mỉm cười. Theo ý kiến của các chuyên gia thì phố dân tộc có hơn 100 lý do để cải tạo thành phố mà các quán rượu có thể kinh doanh. Hơn nữa, nghe bọn họ bàn luận các cao kiến, dường như không cải tạo thành phố kinh doanh rượu thì chính là một tổn thất cực kỳ lớn của thành phố Yến. Chính là tổn hại đến toàn thể nhân dân thành phố Yến. Cái nhìn của tôi cùng với thị trưởng Trần cũng nhất trí là ý kiến trên không thể thực hiện. Ý kiến của các chuyên gia, có khi ý kiến này đã bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác, các chuyên gia tận lực tán thành việc cải tạo để trở thành phố chuyên kinh doanh rượu, nói không chừng là các thân thích của các vị ấy muốn mở các quán rượu mà không tìm thấy nơi nào thích hợp. Hạ Tưởng nói cứ như giỡn, kỳ thật hắn rõ ràng dùng giọng điệu trêu chọc này tỏ vẻ có chút khinh thường các chuyên gia. Có một số chuyên gia, luôn dõng dạc là ích nước lợi dân, nhưng sau lưng, trên thực tế là lừa gạt lương tâm, vì thu các đồng tiền đen mà nói sằng nói bậy. Cao Hải cũng khẽ mỉm cười, hắn rút ra một điếu thuốc đưa cho Hạ Tưởng. Đầu tiên Hạ Tưởng châm lửa cho hắn, những điếu thuốc mình thì để đó, nhẹ nhàng để xuống, lại uống một ngụm nước mà nói. Trưởng ban thư ký Cao nên đi đến phố dân tộc một lần, xung quanh phố dân tộc không ít các cửa hàng nhỏ. Đều giải rác kinh doanh các đồ như điện tử, di động, v.v. Với ánh mắt toàn cục của ngài, ngài xem thử nếu phố dân tộc nếu đổi lại cải tạo thành đường riêng cho người đi bộ thì như thế nào? Cao Hải là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, tự nhiên ánh mắt của hắn có chỗ độc đáo. Các đường phố lớn nhỏ của thành phố Yến thì hắn cũng dám vỗ ngực là quen thuộc,
tuy không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng ít ra cũng tính là như các ngón tay, há miệng là có thể thấy các điểm hợp lý. Nếu hắn mà không có năng lực như vậy, sớm đã không lọt vào mắt Trần Phong, bị Trần Phong bỏ qua một bên. Hạ Tưởng gần như đem hết mọi kiến thức mà hắn biết, miêu tả sinh động đáp án cho hắn, sau đó lén lút nhẹ nhàng đá quả bóng sang chân, chỉ cần hắn giơ chân sút vào cầu môn, một bước định càn khôn. Trong lòng hắn lại thầm tán thưởng, không trách Hạ Tưởng trẻ tuổi như thế này mà được nhiều người thưởng thức đến như vậy, tài năng, không kiêu ngạo, không kể công, lại có suy nghĩ, biết đạo lý tôn trọng lãnh đạo, bất kể ai khi gặp người như vậy cũng phải xem trọng một chút. Chương 139, người làm quan phải biết co giãn. Đúng rồi, Tiểu Hạ, sau khi quay về phải chuyển lời lại với Đinh Sơn, nói rằng Sử Khiết có việc tìm anh ta, nói anh ta cần phải suy xét rõ ràng. Cao Hải không nói tiếp việc trên, chuyển đề tài sang việc vợ trước của Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng cũng hiểu được ám chỉ của hắn, chuyện trước coi như đã bàn xong. Dù sao Cao Hải cũng là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, phải giữ mặt mũi cho hắn, không thể để Cao Hải mở miệng khen ngợi chủ ý của mình. Sau này Cao Hải sẽ báo cáo với Trần Phong, nói phố dân tộc này trở thành một phố kinh doanh đồ điện tử là chủ ý của Cao Hải. Mọi người biết trong lòng với nhau là được, không cần phải nói ra lời. Hạ Tưởng gật đầu. Bí thư Lý cũng nói qua hôn nhân của ông ta, tôi là cấp dưới lại là bậc con cháu, góp ý về chuyện này thì không tốt. Trưởng ban thư ký Cao là bạn học của bí thư Lý, ngài cố gắng khuyên nhủ ông ta nhiều hơn. Cao Hải nghe xong thầm giật mình, hắn không nói trực tiếp chuyện giữa Lý Đinh Sơn và Sử Khiết là chuyện gì mà Hạ Tưởng lại biết. Lý Đinh Sơn luôn luôn kiêng kỵ bàn về vấn đề hôn nhân bất hạnh của ông ta, không ngờ lại nói cho Hạ Tưởng, có thể thấy ông ta đối với Hạ Tưởng đúng là rất thân thiết, coi như người nhà. Vô tình hai người nói chuyện với nhau mất mấy giờ. Lúc ngẩng đầu lên thì mới thấy mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu. Cao Hải đề nghị Hạ Tưởng cùng nhau đi ăn cơm với nhau, Hạ Tưởng vốn không muốn cự tuyệt, cười nói. Vừa lúc, tôi cũng định đưa ra đề nghị này với trưởng ban thư ký Cao. Cao Hải giả vờ không hài lòng nói. Trưởng ban thư ký Cao cái gì mà trưởng ban thư ký Cao, nghe không tự nhiên, gọi tôi là chú Cao mà khó như vậy à? Cháu cũng muốn như vậy, chỉ sợ chú Cao không thích. Hạ Tưởng cũng nhân tiện gọi luôn. Cao Hải cười to. Ý của cháu nghĩa là chú rất già rồi, cháu phải gọi chú là bác thì mới hợp chứ gì. So với Lý Đinh Sơn thì Cao Hải lớn hơn một tuổi, gọi ông ta là chú là đúng mực. Hạ Tưởng ngượng ngùng cười. Chú Cao đang lúc tráng niên như vậy, sao lại bảo là già? Phía trước còn rất vẻ vang mà. Cùng nhau nói cười vui vẻ, Cao Hải và Hạ Tưởng đi xuống dưới lầu. Bỗng nhiên, Cao Hải như nhớ tới cái gì. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cháu vào bằng cách nào? Cảnh vệ không gọi điện thoại cho chú, chẳng lẽ cảnh vệ lại không ngăn cháu lại? Để vào ủy ban nhân dân thành phố thì chẳng những phải đăng ký, mà còn phải gọi điện thoại cho người cần gặp, sau khi người được gặp xác nhận và đồng ý thì cảnh vệ mới cho đi vào. Vì thế Cao Hải mới hỏi câu này. Cao Hải vừa nói tới điều này thì Hạ Tưởng mới nhớ tới không biết Liên Nhược Hạm đang ở chỗ nào, định gọi điện thoại cho cô. Nhưng hóa ra hắn lại không có số điện thoại, vì vậy phải thôi, đang định nói ra việc sau khi các cảnh vệ nhìn thấy giấy phép của Liên Nhược Hạm mà cho qua thì bỗng nhiên bên tai nghe được một tiếng phanh xe mạnh, nhìn lại thì vừa lúc chiếc xe Land Rover của Liên Nhược Hạm dừng ở trước mặt hắn và Cao Hải. Chú Cao, Liên Nhược Hạm là bạn của cháu ở huyện Bá, cảnh vệ đã kiểm tra giấy chứng nhận của cô ta thì cho cháu thông qua. Hạ Tưởng gặp Liên Nhược Hạm, thấy cô chẳng những không rời đi mà còn không chút tiếng động tới đây. Sợ cô đùa giỡn làm cho Cao Hải khó xử, vì thế nói trước để cho Cao Hải biết mà phòng bị. Nhìn thấy Liên Nhược Hạm lái xe trong Ủy ban Nhân dân thành phố thì quả thật Cao Hải cũng giật mình. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là trên xe Land Rover có biển số của Bắc Kinh. Hắn là người nhìn xe biết người, biết giá trị của xe, cũng biết các số xe đặc biệt, lại càng biết cảnh vệ của Ủy ban Nhân dân thành phố cực kỳ nghiêm khắc, biết giấy chứng nhận nào có thể được thông qua, biết giấy nào không thể. Nếu là giấy thông hành của tỉnh, ở Ủy ban Nhân dân thành phố thì rất dễ dàng được đi vào, nhưng nếu là giấy thông hành của Bắc Kinh, dù sao cũng cách một tầng quyền lực, ít nhất là phải giấy thông hành cấp quốc gia mới sử dụng được ở trụ sở ủy ban này. Chẳng lẽ cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này lại là một nhân vật rất có lai lịch? Hạ Tưởng không nói rõ, Cao Hải cũng không dám hỏi nhiều, đang do dự là có nên chủ động tiếp đón Liên Nhược Hạm hay không thì Liên Nhược Hạm đã từ trên xe mở cửa bước xuống. Rất lễ phép gật gật đầu với Cao Hải.
Chú Cao, cháu là bạn của Hạ Tưởng, hôm nay không có việc gì nên xem như là làm lái xe cho anh ấy. Vì vậy, bây giờ mọi người định đi đâu thì để cháu chở. Cao Hải thấy Liên Nhược Hạm chủ động nói như vậy, cũng gật đầu nói. Nếu là bạn của Hạ Tưởng, vậy cùng nhau đi ăn trưa luôn. Liên Nhược Hạm nghe vậy nói hai tiếng, vâng ạ, lại còn mở cửa xe cho Cao Hải, làm cho Hạ Tưởng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Lúc nào thì Liên Nhược Hạm trở nên tinh tế đến như vậy, cách biểu hiện thì thôi rồi, đúng là thay đổi giống như một người khác vậy. Liên Nhược Hạm không để ý đến sự kinh ngạc của Hạ Tưởng, cô nói. Hạ Tưởng, anh lái xe đi. Cao Hải có lẽ là người nhớ ân tình cũ. Đoàn người đi tới Sở Phong Lâu, nhận được điện thoại của Cao Hải lúc trên đường đi gọi tới, nghe nói là Cao Hải cùng Hạ Tưởng ăn cơm, Sở Tử Cao cao hứng đến mức độ quên hết tất cả. Vội vàng trốn cuộc gặp xã giao với một phó chủ tịch quận, hò hét đầu bếp toàn lực chuẩn bị bữa trưa, thu dọn lại phòng kim hưởng viên sang trọng nhất của nhà hàng, ai đặt phòng này cũng phải hủy bỏ, chuẩn bị các món ăn độc đáo nhất để đảm bảo cho những người khách này của hắn được vừa lòng. Thu xếp chu đáo xong, Sở Tử Cao lại quay sang chỉnh trang lại bản thân mình, đầu xịt keo, tuy rằng thời tiết rất nóng nhưng hắn cũng đeo cà vạt, mất công rất lâu mới chọn được trang phục, rồi mới đi xuống dưới lầu để nghênh đón khách quý. Sở Tử Cao đang định mở chi nhánh thứ ba của Sở Phong Lâu, tiền thì đã chuẩn bị đủ, nhưng điều hắn không tự tin trong lòng chính là lựa chọn địa điểm nào. Chi nhánh đầu tiên từ lúc khai trương đến nay, tuy rằng nói là cũng kinh doanh được, nhưng so với nhà hàng chính thì kém hơn rất nhiều, lợi nhuận thu được so với nhà hàng chính thì cũng chỉ mới bằng 1/3. Các nhà hàng ăn uống đều là có món lãi cách xù, nhưng chi phí để khai trương mở nhà hàng cũng rất lớn, nhất là khoản trang hoàng phải xa hoa. Chỉ có trang hoàng ở trình độ đẳng cấp thì mới đề cao được sự quý phái của nhà hàng. Thứ hai là tiền lương trả cho đầu bếp phải cao, phải lôi kéo được các đầu bếp có tài năng để nấu các món ăn. Một nhà hàng phải có 2-3 đầu bếp tài năng để đảm bảo các khẩu vị không thay đổi, có tài năng để lại các nét độc đáo trong khẩu vị đồ ăn của nhà hàng. Cho nên, chi nhánh đầu tiên của hắn có lợi nhuận thu được thấp hơn mong muốn, trên cơ bản mới chỉ thu được tiền vốn. Hắn nghiên cứu mới thấy nguyên nhân ở cái địa điểm. Vì thế hắn phải nghiên cứu kỹ điều này. Một là hắn phải nắm được các phương hướng lớn trong quy hoạch của thành phố Yến qua Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, hai là người mà trên lĩnh vực thiết kế rất tuyệt vời, có thể được thị trưởng khen không dứt, mà lại còn rất trẻ tuổi. Hai người này đều là các phúc tinh cho hắn. Vì thế, hắn phải nịnh bợ thật tốt các vị thần tài này, nên trong lòng hắn không thể không khẩn trương được. Sở Tử Cao ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt hưng phấn đứng ở cửa. Điều này rất hấp dẫn ánh mắt của những vị khách của nhà hàng này, ai cũng không nghĩ người đàn ông gầy gầy này, trên mặt thì đang đổ mồ hôi kia lại là ông chủ của nhà hàng Sở Phong Lâu nổi tiếng, tất cả đều nghĩ là một người nào đó đang lăn lộn làm việc, đang đứng ở cửa để nghênh đón ông chủ của mình. Đến lúc một chiếc xe Land Rover lực lưỡng đến bên người Sở Tử Cao thì hắn mới tỉnh lại được, trong lòng lại giật mình, sao lại là cô gái này? Cô gái này có tính tình cổ quái, sao lại đến đây nữa? Hắn vẫn nghĩ Cao Hải nếu đến ăn cơm thì chắc chắn sẽ sử dụng xe Audi của Ủy ban Nhân dân thành phố, không nghĩ Cao Hải lại ngồi trên xe Liên Nhược Hạm. Đối với Liên Nhược Hạm, tâm lý sợ hãi của hắn làm hắn không khỏi phải dùng mình. Sở Tử Cao nhanh chóng chạy tới, định mở cửa cho Cao Hải, không nghĩ động tác của Hạ Tưởng còn nhanh hơn. Sau khi dừng xe, Hạ Tưởng bước xuống, tiếp đến mở cửa xe cho Cao Hải. Cao Hải từ bên trong cười ha hả xuống xe, nhìn Hạ Tưởng gật gật đầu. Tiểu Hạ, không được khách khí với chú Cao như vậy, mở cửa xe như thế này chỉ là việc nhỏ, cháu vốn biết rõ mà còn làm vậy, có phải để chú Cao trở thành quan liêu không? Nếu sau này cháu còn như vậy, chú sẽ giận, đừng làm chú thấy mất tự nhiên, cảm thấy không bằng Đinh Sơn. Hạ Tưởng biết những lời này của Cao Hải không mấy phần thật, cũng làm bộ dáng để Sở Tử Cao nhìn thấy, hắn cười nói. Cháu đã gọi chú là chú Cao, chẳng lẽ mở cửa xe cho chú một chút mà lại không đúng? Chú Cao lấy mình so sánh với bí thư Lý, lúc trở về cháu sẽ nói với bí thư Lý, nói rằng chú ở sau lưng ông ấy nói bậy. Ha, ha, Cao Hải cất tiếng cười to. Bây giờ thì Đinh Sơn rất tín nhiệm cháu, không được, chú phải gọi điện thoại để giải thích trước một chút, nếu không làm cho Đinh Sơn hiểu lầm chú, làm cho chú oan khuất. Sở Tử Cao ở một bên âm thầm kinh sợ, quan hệ tiến triển tới bước này, đã gọi là chú mà không gọi là trưởng ban thư ký. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Hạ Tưởng, hắn đã tặng cho Hạ Tưởng một tấm thẻ VIP hạng vàng,
không khỏi thấy may mắn vì thời điểm đó mình đã có quyết định anh minh. Tên Hạ Tưởng này chẳng những có tiền đồ mà là tiền đồ rất lớn, thật là tiếc là mình không có cô con gái xinh đẹp nào để làm mối cho hắn. Tuy nhiên, khi nghĩ tới thiên kim tiểu thư của giám đốc sở là Tào Thù Lê, lại thêm cô gái có gương mặt đẹp như tiên nữ dáng trần nhưng lạnh lùng như ánh trăng là Liên Nhược Hạm, hắn lại lắc lắc đầu, xóa đi ý nghĩ điên rồ trong đầu. Cho dù mình có miễn cưỡng sinh ra một cô con gái xinh đẹp như Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm, nhưng với thân phận là con gái của mình thì cho dù làm bổ nhí thứ hai, thứ ba cũng không thể tranh đoạt được. Sở Tử Cao thấy Liên Nhược Hạm bước từ xe xuống, có vẻ như không nhìn thấy hắn. Đối với việc này thì hắn không có suy nghĩ gì, chỉ mong bà cô này đừng cố ý gây sự là được. Lúc này hắn mới chú ý tới xe Land Rover, thân xe và đuôi xe đầy các vết xước, va chạm đụng nhau làm méo mó, trong lòng âm thầm lo lắng, cô gái này không giống như vẻ xinh đẹp của cô ta, cưỡi một cái xe dũng mãnh Land Rover mà đàn ông đi thì hợp hơn, hơn nữa từ trên xe còn rất nhiều vết va chạm. Có thể thấy cô ta là một người có lòng dạ độc ác, cái xe của mình còn đối xử như vậy thì đối xử với người khác như thế nào? Sở Tử Cao là người từ buôn bán nhỏ đi lên, trong mắt hắn thì cái mà hắn thấy quan trọng nhất chính là tiền. Thời buổi bây giờ, ai có ô tô đều rất giữ gìn, hơn nữa là chiếc xe Land Rover trị giá bạc triệu này. Cho nên khi hắn nhìn thấy các vết móp trên thân xe Land Rover, liên tưởng tới thái độ dửng dưng của Liên Nhược Hạm mà tự suy diễn ra Liên Nhược Hạm là một người rất độc ác. Không nhân nhượng người khác. Có người lấy ô tô làm tượng trưng cho thân phận mình, có người lại lấy ô tô trở thành phương tiện đi lại. Có người bỏ ra 200.000 tệ để mua một chiếc ô tô, mục đích là để người khác phải nhìn mình với ánh mắt coi trọng. Có người lại bỏ ra 2 triệu để mua xe, chỉ bởi vì người ta cho rằng tính năng an toàn của xe này tốt, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là thích cái vẻ bề ngoài của xe. Tâm lý đối với xe của hai loại người này thì khác hẳn nhau, không so sánh được. Mà đối với Liên Nhược Hạm, trong mắt cô, không có khái niệm tiền ít hay tiền nhiều. Cô thích Land Rover chính là nhìn ở tính năng an toàn của xe, xe đụng nhau bị hư hỏng, rảnh rỗi sửa chữa lại là được, nếu mà hỏng quá không thể lái được nữa, mua một cái xe khác thì cũng không có gì. Do đó, cô cũng không giống như những ngờ vực vô căn cứ của Sở Tử Cao. Có đôi khi, cảnh giới khác nhau quyết định tầm mắt khác nhau, xuất thân khác nhau, thường thường rồi cũng quyết định tới vận mệnh cũng khác nhau. Mấy người tới gian phòng Kim Hưởng Viên là vị trí tốt nhất của Sở Phong Lâu. Kim Hưởng Viên, tên như phòng, bên trong được trang hoàng một màu xanh vàng rực rỡ, trên cửa có mấy cái chuông vàng, khi người ra vào sẽ có tiếng leng keng, hơn nữa phòng được thiết kế là hình tròn, vì thế Sở Tử Cao học đòi văn vẻ gọi tên phòng này là Kim Hưởng Viên. Hạ Tưởng và Cao Hải thì không có biểu hiện gì, nhập gia tùy tục, cũng đã gặp nhiều dạng ham mê của các ông chủ. Riêng Liên Nhược Hạm thì bị màu vàng óng ánh làm chói mắt. Nhẹ nhàng nói ra một câu. Quá tục. Trong lòng Cao Hải có điểm không vui, hắn nhiệt tình, xem trọng Hạ Tưởng là vì hắn biết giá trị của Hạ Tưởng. Liên Nhược Hạm thì cũng có lai lịch, có tiền, cũng là người từ Bắc Kinh tới nhưng với hắn thì không có quan hệ lợi ích thân thiết. Hơn nữa hắn làm quan nhiều năm, sớm hình thành thói quen mọi người lấy hắn làm trung tâm, đối với hắn cứ như các vì sao vây xung quanh mặt trăng, bình thường nịnh hót hắn vang trời. Hắn cũng coi trọng mặt mũi của Hạ Tưởng. Vốn cũng không muốn chấp nhặt với Liên Nhược Hạm. Nhưng thấy cô không hiểu lễ tiết thì chưa tính, mà với sự trang hoàng của căn phòng này mà cũng soi mói, hắn liền cười nói. Tiểu Liên này chắc có kiến giải độc đáo đối với sự trang hoàng của nhà hàng, nếu không ngại nói cho mọi người nghe một chút. Mặc dù Cao Hải mỉm cười, những vẻ tươi cười của hắn có vẻ không thật. Hạ Tưởng nhìn ra là Cao Hải đang bất mãn, hắn không muốn để cho Cao Hải và Liên Nhược Hạm có sự tình gì xảy ra làm không thoải mái. Liền đánh ánh mắt sang Sở Tử Cao một cái. Tuy rằng Sở Tử Cao cũng không thích sự lạnh lùng của Liên Nhược Hạm, nhưng cũng không muốn Cao Hải và Liên Nhược Hạm bây giờ xung đột với nhau. Hắn cũng không rõ ràng lắm Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng rốt cuộc có quan hệ gì, hắn không bị kẹp trong chuyện này, vội vàng nói. Tiểu thư Liên có cao kiến gì có thể chỉ giáo cho chúng tôi một chút. Nói thật, không dám giấu giếm, nhà hàng chính của Sở Phong Lâu thì cũng xem như là việc đã rồi. Nhưng khi mở ra các chi nhánh khác thì cũng chỉnh sửa được. Tiểu thư Liên từ Bắc Kinh tới đây, tầm mắt cao, kiến thức rộng, không ngại giảng giải cho chúng tôi nhưng điều mà Sở Phong Lâu chúng tôi còn thiếu. Hạ Tưởng cũng thừa cơ hội nâng chén rượu kính Cao Hải một chén, rồi hạ giọng nói nhỏ. Quan hệ của cháu và cô ấy cũng bình thường, tuy nhiên cô ấy vào Thù Lê thì rất thân. Hồi ấy cô ở huyện Bá có chút chuyện nhỏ,
chỉ một cú điện thoại cô ấy đã làm kinh động đến cả Thẩm Phục Minh. Liên Nhược Hạ mặc dù tính tình có vẻ lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng không phải là người cố tình gây sự người khác. Chú Cao là người có tấm lòng rộng mở, coi cô ta như là một cô bé chưa hiểu chuyện đi ạ. Lời nói của Hạ Tưởng có ý tứ gì thì trong lòng Cao Hải lập tức rõ ràng, lông mi hắn nhảy lên mấy cái, trong lòng rất là khiếp sợ, một chút chuyện nhỏ đã kinh động đến một quan to như Thẩm Phục Minh, lai lịch của cô này không nhỏ. Mà đã như vậy, một người có chức vụ nhỏ bé trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố như hắn thì tuyệt đối không thể trêu vào. Một người đang ở chốn quan trường, nếu không biết co giãn thì nhất định bị thiệt thòi lớn. Vì thế hắn liền bỏ cái thành kiến mới có, cảm kích cười cười mấy cái, sau đó nói. Nhược Hàm là bạn của Hạ Tưởng, mà Hạ Tưởng và tôi, cùng với Tử Cao cũng là người tâm đầu ý hợp, trợ giúp lão sở cũng chính là trợ giúp Hạ Tưởng, cô có cao kiến gì thì cứ nói ra để mọi người nghe một chút. Liên Nhược Hàm tự nhiên có thể nghe ra Cao Hải ám chỉ gì. Nhưng cô vẫn thản nhiên như ban đầu. Sở Phong Lâu có thể mở tại thành phố Yến, chủ yếu vẫn là nhờ phố ẩm thực. Trong dòng người, chỉ cần có một trong trăm người tiến vào ăn cơm, là cũng kiếm đủ. Muốn ở nơi khác mở chi nhánh và cũng náo nhiệt như thế, khả năng không lớn. Sở Phong Lâu lấy đồ ăn Hồ Nam là chính, ở thành phố Yến cũng không có nhiều thị trường. Chẳng lẽ Liên Nhược Hạm là con của một gia tộc lấy ẩm thực làm sản nghiệp? Hạ Tưởng nhớ tới cô ở thủ đô được đãi ngộ, không khỏi có chút miên man bất định. Đương nhiên, Liên Nhược Hạm phân tích sản nghiệp ẩm thực ở thành phố Yến, tình hình thực tế quả đúng theo lời cô nói. Theo hiện tại bắt đầu liên tục mười mấy năm, thành phố Yến sản nghiệp ẩm thực phát triển giống như giếng phun, khách sạn lớn nhỏ mọc lên san sát, các loại nhà hàng lần lượt mở ra tại các đường phố lớn nhỏ. Trải qua mười mấy năm phát triển, cuối cùng đứng vững và trường thịnh chính là đồ ăn Bắc Kinh cùng món cay Tứ Xuyên. Các món ăn khác đều thử nghiệm ở thành phố Yến, kết quả đều chuốc lấy thảm bại. Mỗi địa phương đều có khẩu vị và phong cách khác nhau, người thành phố Yến coi trọng khẩu vị, không thích món ăn ngọt và thanh đạm, cho nên ba nhà hàng lớn chuyên đồ ăn Thượng Hải mở ra rồi lại phải đóng cửa. Liên Nhược Hạm nói đồ ăn Hồ Nam ở thành phố Yến không có nhiều thị trường, chắc chắn cô đã có nghiên cứu về nó. Hạ Tưởng là có khẩu vị và nhiều năm kiến thức, mà Liên Nhược Hạm thì chắc đã xâm nhập phân tích thị trường mới đưa ra kết luận. Sở Tử Cao giống như bị người trước mặt tát cho một cái. Hắn vẫn nghĩ chỉ cần ngành ẩm thực ở thành phố Yến đứng vững được là có thể công thành đoạt đất, trong 2-3 năm sẽ là ông trùm của ngành ẩm thực, không nghĩ tới bị một tiểu cô nương không chút khách khí phủ định hoàn toàn, như là muốn đòi mạng làm hắn quá khiếp sợ, toàn thân lạnh lẽo. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu không tin, liên tục nói. Không có khả năng, không có khả năng, thật sự không có khả năng. Người thành phố Yến đến ăn đồ ăn trong Sở Phong Lâu của tôi đều nói ăn ngon, khách quen cũng nhiều. Bọn họ như thế nào không thích. Liên tiểu thư cứ nói đùa, cô là người thủ đô đến, không thể hiểu biết thị trường thành phố Yến. Liên Nhược Hạm trên mặt tươi cười, thản nhiên nói. Tôi chỉ nói cái nhìn của tôi, tin hay không tùy anh. Việc kiếm tiền hay mất tiền đều là của anh, chẳng liên quan gì tới tôi. Với lại là anh muốn tôi nói, nếu không phải nể mặt Hạ Tưởng, tôi chẳng muốn nói. Cao Hải thân là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Đương nhiên quan tâm tới sự phát triển của thành phố Yến, nghe Liên Nhược Hạm khẳng định như vậy, liền hỏi Hạ Tưởng. Tiểu Hạ có cái nhìn khác đối với thị trường ẩm thực không? Chương 140, giá trị lợi dụng thật lớn của Liên Nhược Hạm. Sở Tử Cao giống như bắt được phao cứu mạng, vội vàng nói. Đúng, đúng, thư ký Hạ nói nhanh lên một chút xem, tôi cảm thấy cậu cũng có mắt nhìn, nhìn xem chuẩn, có tầm nhìn xa. Hạ Tưởng biết đời sau Sở Phong Lâu cũng có một thời náo nhiệt, nhưng sau lại bị các nhà hàng thủ đô đến đè ép, trở thành nhà hàng hạng 2, còn cách vị trí ông trùm của một ngành khá xa. Từng có một đoạn thời gian, ở thành phố Yến thịnh hành ăn lẩu, chia làm hai loại, một là lẩu Nội Mông, hai là lẩu Tứ Xuyên, lúc hưng thịnh nhất gần như tràn ngập khắp nơi. Sau lại trải qua đào thải, chỉ còn vài nhà có thực lực, coi như bản địa hóa thành công. Trừ món lẩu ra, ở thành phố Yến còn có mấy nhà hàng đông khách nhất với khẩu vị thủ đô là Thiên Nhiên Cư, Yến Tỉnh Nhân Gia, Lão Kinh Thành, v.v. Ngoài ra tuy có một ít các món ăn địa phương khác, nhưng cũng không ra hồn cuối cùng chỉ còn lại một, hai nhà. Có một nhà lấy món ăn Thượng Hải làm chủ chính là khách sạn Lão Thượng Hải, tại thành phố Yến mở mười mấy năm, tuy vẫn có thể duy trì nhưng nửa sống nửa chết, người đến ăn cơm ít,
thậm chí không bằng khách sạn Hoạch Diện ở thành phố Chương Trình. Thật ra Liên Nhược Hạm nói đúng, nếu Sở Phong Lâu dựa theo ý của Sở Tử Cao, không đến 2 năm sẽ bị chìm nghỉm trong con sóng lớn đầu tiên của thị trường ẩm thực tại thành phố Yến. Hắn nhìn Liên Nhược Hạm một cái, mang theo ý tán dương cô rồi nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Liên Nhược Hạm, người thành phố Yến thiên về khẩu vị, không thích thanh đạm, không thích hải sản, thích vị mặn và chua, cho nên về sau nhà hàng có khẩu vị thủ đô đến hẳn là rất có thị trường. Lời này nói ra, Cao Hải và Sở Tử Cao không có nhiều phản ứng nhưng Liên Nhược Hạm lại nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tường, không kìm được hỏi một câu. Anh là nói bừa, hay là đoán, hay từng có nghiên cứu? Liên Nhược Hạm hành động càng làm Hạ Tường chắc chắn. Cho dù cô không phải người của một gia tộc chuyên về ẩm thực thì trong nhà cũng có người làm về ẩm thực, cho nên mới để bụng như thế. Đối với sự nghi ngờ của Liên Nhược Hạm, Hạ Tường không giải đáp. Tùy cô nghĩ như thế nào, tôi chỉ nói cái nhìn của tôi, lời của một người chỉ để tham khảo. Chỉ nói ra cái nhìn, không chịu trách nhiệm gì cả. Hắn cười ha hả, không muốn biến không khí thành quá mức chính thức. Ngoại trừ khẩu vị thủ đô. Tôi cho rằng món lẩu cũng sẽ thịnh hành ở thành phố Yến. Ăn nói lung tung. Liên Nhược Hạm dùng sức lắc đầu rất nhanh, nói chuyện ngữ khí rất mau, hiển nhiên là tâm tình vô cùng bức xúc. Sốt cục lộ ra vẻ đáng yêu. Người phương Bắc cũng không thích ăn cay, mà lẩu thì phải cay mới ngon, mà dân thành phố Yến coi trọng khẩu vị, nước lẩu thì lại nhạt, đây là anh tự mâu thuẫn, hiển nhiên là phải có giải thích. Chắc là vậy, tôi nói, chỉ biểu hiện cái nhìn. Không phụ trách giải thích, lại càng không chịu trách nhiệm trong lời nói, tin hay không là từ cô. Hạ Tường trực tiếp đáp lễ Liên Nhược Hạm một câu, xoay người nói với Cao Hải. Cao thúc thúc, xem như ngài cũng là người thành phố Yến, có phải cũng thích ăn lẩu hay không? Cao Hải đầu tiên là sửng sốt, cúi đầu nghĩ, vừa cười vừa nói. Cậu nói đúng, tôi đã ăn qua vài lần lẩu thủ đô, giờ nhớ lại thấy hương vị quả thật không tệ lắm, có thời gian thì ăn thêm vài lần nữa. Sở Tử Cao lau mồ hôi trên mặt, nói. Thư ký Hạ, mặc kệ cậu nói sao, nhưng đã chỉ cho tôi một chiêu, biết không? Hạ Tưởng lấy tay chỉ Liên Nhược Hạm. Nghe Nhược Hạm, Sở Phong Lâu mở ra sẽ không sai lầm, nhưng không lấy đồ ăn Hồ Nam làm chính, thích hợp tăng thêm khẩu vị, đón đầu thị trường. Còn nữa, anh muốn mở quán lẩu, tôi đề nghị anh đi Nội Mông lấy kinh nghiệm, nơi đó hương vị chính tông. Còn nữa, mì sản xuất ở huyện Bá cũng rất không tồi. Có rất nhiều loại, có thể mở một quán chuyên về mì, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người thủ đô và người miền Bắc đang sinh sống ở thành phố Yến. Liên Nhược Hạm không nói lời nào, một tay nâng má, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc. Vẻ mặt cô như có chút suy nghĩ, thỉnh thoảng nhìn Hạ Tưởng, trong mắt chớp động tất cả đều là khó hiểu và nghi hoặc. Sau đó, Liên Nhược Hạm không nói gì, đột nhiên trở lên im lặng, không nói một lời, nghe Hạ Tưởng cùng mọi người nói giỡn. Chỉ có điều ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn về phía Hạ Tưởng một cái, trong mắt tràn đầy ý vị. Sau khi ăn xong, Sở Tử Cao muốn giữ Hạ Tưởng nói chuyện. Từ lúc nghe cao kiến của Hạ Tưởng trong lòng hắn liền ngứa ngáy khó chịu, muốn nhờ Hạ Tưởng nói tỉ mỉ phương án. Hạ Tưởng tạm thời không có thời gian đưa mưu kế cho Sở Tử Cao vì có chuyện quan trọng cùng Cao Hải thảo luận. Hắn đành phải từ chối Sở Tử Cao. Sở Tử Cao vẻ mặt tiếc nuối nói. Thư ký Hạ, cậu ở thành phố Yến mấy ngày? Nghỉ ngơi ở đâu, hôm nào tôi đến thăm. Hiện tại trong mắt Sở Tử Cao là tín nhiệm Hạ Tưởng 100%, nhưng muốn lập tức thay đổi thực đơn món ăn thì chính hắn lại không hạ được quyết tâm, nhưng lại sợ bỏ qua thời cơ tốt, cho nên trong lòng rối rắm khó chịu. Nếu Hạ Tưởng có thể đưa ra một phương án, hắn có thể hạ quyết tâm đi làm. Hạ Tưởng biết tâm tư của Sở Tử Cao, hắn cũng không phải cố ý đắn đo mà thật sự không có thời gian, đành nói. Tôi có thời gian rảnh sẽ gọi cho anh, giờ đi được chứ? Chào Sở Tử Cao xong, Hạ Tưởng hỏi Liên Nhược Hạm. Cô nếu có việc thì cứ đi, có gì tôi sẽ đi tìm cô, để cô làm lái xe lòng tôi không nỡ. Liên Nhược Hạm thản nhiên cười. Không sao, lái xe cho anh và trưởng ban Cao thì có sao đâu, nếu chê tôi làm vướng bận thì cứ nói. Khó thấy Liên Nhược Hạm cười. Hạ Tưởng tuy gặp qua nhiều mỹ nữ nhưng cũng bị nụ cười của cô kích động một chút. Trước mặt giống như có một biển hoa, có chút thất thần, hắn vội nói. Vậy làm phiền Liên đại tiểu thư đưa tôi và Cao Thúc Thúc quay về Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên xe, Hạ Tưởng làm bộ nhớ tới cái gì, nói. Cao Thúc Thúc,
cháu có người bạn làm giám đốc công ty xây dựng số 2 của tỉnh, muốn làm quen một chút hay không? Hạ Tưởng đề nghị có chút đột ngột, Cao Hải không phản ứng, đây hắn là có ý tứ gì? Ông hơi trầm tư, liền hiểu được Hạ Tưởng khẳng định có việc, liền nói. Được, nếu là bằng hữu của cậu, hết thảy đều là chuyện tốt, cậu xem rồi an bài đi. Hạ Tưởng kỳ thật cũng không muốn cho Liên Nhược Hạ biết nhiều việc, chỉ có điều cô vẫn lấy lý do là lái xe để theo sát mình, khiến hắn cũng không có cách nào khác, không thể đuổi cô đi. Trở lại Ủy ban Nhân dân thành phố, thừa dịp lúc Liên Nhược Hạ đi đỗ xe, Hạ Tưởng vội nói. Cao Thúc Thúc, về việc của thôn đỗ, cháu có một ý khác, muốn báo cáo với chú một chút. Cao Hải biết Hạ Tưởng ngại Liên Nhược Hạ, cười nói. Liên Nhược Hạ rất có cá tính, Tiểu Hạ, cậu có biết lai lịch của cô ta không? Hạ Tưởng lắc đầu. Không đoán được, dù sao thái của cháu là ôn hòa, không gần không xa, không thành bằng hữu cũng không thành kẻ thù. Cao Hải có vẻ tán thành. Như vậy đi, buổi tối cậu đợi tôi gọi, chúng ta nói chuyện tiếp. Làm Hạ Tưởng cảm thấy buồn bực là dù hắn đã ám chỉ Liên Nhược Hạm có thể đi mua sắm, dạo phố hay đi tìm Tào Thù Lê, nhưng cô vẫn bất động hoặc làm bộ không nghe thấy, chính là một tấc cũng không rời. Hạ Tưởng không thể nói chán ghét hay không thích cô, không phải vì e ngại thế lực sau lưng cô mà hắn cảm thấy Liên Nhược Hạm đi theo hắn là có dụng tâm khác, cô không nói hắn cũng không hỏi. Nhưng hắn tin một ngày nào đó cô sẽ biểu hiện ra ý đồ chân chính của mình. Nhưng ít ra trước mắt, Liên Nhược Hạm có giá trị lợi dụng rất lớn đối với hắn, mặc kệ là cân bằng mâu thuẫn ở huyện bá hay có khả năng kinh động Thẩm Phục Minh, đều làm cho người ta không thể không coi trọng. Nếu cô nguyện ý đi theo thì để cô lưu lại tốt lắm, dù sao cũng có mỹ nữ làm bạn bên cạnh. Không tính mất mặt lại còn có người mang xe đến phục vụ miễn phí, tội gì không dùng. Lợi dụng lúc Liên Nhược Hạm đi vào nhà vệ sinh, hắn gọi một cuộc điện thoại. Giọng nói Tào Thù Lê êm ái, rất có hương vị. Có mỹ nữ làm bạn, quên cả trời đất, giờ mới nhớ đến em, có thấy thẹn với lòng không? Có mỹ nữ làm bạn, Hạ Tưởng nghe xong suýt ngất, vội nói xấu Liên Nhược Hạm một chút, cuối cùng cường điệu nói. Cô bé Lê, em gọi cho cô ấy đến chỗ em đi, anh sợ cô ta rồi. Muốn nói chuyện trọng yếu cô ta cũng bên cạnh, có phải là quá mức hay không? Tiếng cười của Tào Thù Lê truyền tới làm người nghe có thể cảm thấy ý tứ trêu đùa trong đó. Không ngờ anh lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Hạ Tưởng nghĩ cô muốn trêu chọc hắn và Liên Nhược Hạm, không nghĩ tới Tào Thù Lê đã chuyển đề tài, nói về chuyện trong nhà cô. Là mẹ em nói anh đã tới thành phố Yến thì gọi anh tới nhà ăn bữa cơm. Đúng rồi, cả đứa em phá phách của em cũng mấy lần nhắc tới anh, bảo anh đến thành phố Yến mà không gặp nó, khiến nó thấy thật mất mặt. Hạ Tưởng biết Tào Thù Lê cố ý không nói đến Tào Vĩnh Quốc, chính là chờ hắn hỏi. Đương nhiên phải cho cô mặt mũi rồi, liền hỏi. Tào bá bá có nói gì về anh không? Nhìn lại anh đi, anh là ai mà khiến cả nhà em đều nhắc tới anh? Mặt mũi lớn thế. Tào Thù Lê giọng điệu nũng nịu làm người ta trầm mê, cảm giác thanh âm có chút nói không nên lời. Thật ra ba cũng hỏi anh một câu, anh ngàn vạn lần đừng đắc ý, ba nói Tiểu Hạ như thế nào lại không đến nhà chúng ta? Vậy em nói như thế nào? Hạ Tưởng bị Liên Nhược Hạm làm cho hơi phiền lòng, vừa nghe Tào Thù Lê thanh âm, cảm giác cả người thoải mái rất nhiều, nguyện ý cùng cô nói chuyện phiếm. Em nói cả nhà đều nói đến anh, vậy em nói cái gì về anh thế? Em không nói gì, không muốn nói chuyện về anh, không nghĩ nói về anh. Tào Thù Lê còn chưa dứt lời, điện thoại truyền đến tiếng của Mễ Huyên. Làm cho Hạ Tưởng đến nhà ăn cơm tối, nếu không đến thì vĩnh viễn đừng đến. Đừng quấy rối. Huyên tỷ, em không vui đâu. Hạ Tưởng có thể tưởng tượng ra cảnh Tào Thu Lê và Mễ Huyên đùa giỡn. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng Tào Thu Lê truyền tới. Đừng để ý chị ấy. Chị ấy vốn thích đùa, tuy nhiên coi như có lương tâm, đùa thì đùa, lúc quan trọng vẫn đáng tin, ở nhà nói về anh không ít. Em biết anh bận rộn nhưng vẫn phải nhớ gọi điện cho em, không được đi làm loạn, nghe chưa? Cắt đứt điện thoại Hạ Tưởng cười khổ. Tào Thù Lê nói cứ như hắn là bé con không nghe lời, khiến hắn vừa buồn cười lại không nói gì. Liên Nhược Hạm xuất hiện trước mắt Hạ Tưởng làm hắn hoảng sợ, bởi vì hắn nhớ vừa rồi cô còn mặc một bộ quần áo bò, vào nhà vệ sinh thế nào đã thay một bộ váy trắng bằng lụa. Chiếc váy trắng như áo cưới, rất xinh đẹp, một tầng bên trong là lớp vải giống màu da, phía ngoài là một tầng lụa mỏng trắng. Váy dài tới đầu gối,
lộ ra bắp chân xinh đẹp, chân đi một đôi xăng đần màu vàng, không đi tất làm hiện ra 10 ngón chân trắng mịn, trông như chân trẻ con, hoàn mỹ không có vết. Liên Nhược Hạm làn da trắng, áo ngực khá thấp, đập vào mắt là một màu trắng làm động lòng người, đôi vai trần lộ ra gợi cảm không thua gì Tào Thù Lê, cái cổ thon dài mà tinh tế, cho dù không mang trang sức, cũng có vẻ cao quý mà say lòng người. Hạ Tưởng lùi về phía sau một bước. Cô biết ảo thuật à? Vừa vào buồng vệ sinh đi ra đã thay luôn một bộ váy áo mới. Rất thần kỳ. Liên Nhược Hạm đẹp thì có đẹp, chỉ có điều gương mặt lại lạnh lùng làm người ta chùn bước. Cho nên dù có không ít người bị sắc đẹp của cô làm điêu đứng nhưng không có ai dám tiến đến gần, vẻ đẹp và lạnh lùng diễm lệ cùng tồn tại làm không ai đủ dũng khí để thử một lần. Tôi ngẫu nhiên đi qua một cửa hàng, vừa lúc có triển lãm quần áo, thấy đẹp nên tiện tay mua luôn. Liên Nhược Hạm thấy Hạ Tưởng nhìn xuống chân cô, liền đưa chân lên hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dép cũng là mua mới, đẹp không? Hạ Tưởng và cô mặt đối mặt, cô nâng chân lên không thể tránh khỏi đưa váy lên. Váy của cô làm bằng loại chất liệu co giãn, váy bị kéo căng ra làm Hạ Tưởng thấy hoa mắt, đầu tiên là thấy cái đùi trắng mịn, sau đó không chịu được liền hướng bên trong liếc mắt, vừa lúc nhìn thấy màu vàng nhạt của nội y. Khụ, khụ, Hạ Tưởng không tự chủ được liền ho khan một tiếng, giật mình thấy cô chưa có phát giác khi nâng chân, dù Liên Nhược Hạm có ý muốn khoe dép mới nhưng cô vẫn là con gái. Cô dù trong sáng lạnh lùng tới đâu vẫn là hiện ra nét nữ tính. Hạ Tưởng xúc động một chút, thấy tư thế hai người thật sự khó coi, người bên cạnh đều ngó xem, hắn cũng ngượng ngùng như lúc thưởng thức chỗ tư mật của cô, ý nghĩ liền nóng lên, đột nhiên thốt lên một câu. Có phải là thay đổi tất cả từ đầu đến chân, ngay cả nội y cũng thay đổi. Liên Nhược Hạm mới giật mình, mặt cô đỏ lên, vội vàng buông chân, thấy Hạ Tưởng vẫn nhìn vào eo mình, cô lập tức giận dữ. Vô sỉ, còn chưa xem đủ à? Hạ Tưởng gãi đầu, ủy khuất nói. Cô hiểu lầm, tôi đang nghĩ trên người cô không có túi, lại không có ba lô. Vậy tiền ở đâu ra? Liên Nhược Hạm sắc mặt không tốt. Anh quản tôi à, tôi có trộm cắp thì có quan hệ gì tới anh sao? Đương nhiên không có. Hạ Tưởng kéo dài âm điệu, làm Liên Nhược Hạm tức giận. Hắn nghĩ thầm, cô tức càng tốt. Nếu chúng ta không có gì... Cô đi đường lớn của cô, tôi đi cầu độc mộc của tôi, tạm biệt. Hắn phất tay, xoay người bước đi. Hạ Tưởng dùng điệu bộ tiêu sái từ trước đến nay chưa bao giờ có, phất tay nói tạm biệt với một tiên thiên mỹ nữ, hơn nữa bộ dạng không có chút lưu luyến, làm không ít người đi đường đều dừng lại mà bình luận. Người này là ai vậy nhỉ? Quá hoành tráng, bỏ qua một mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà bước đi, có khí phách. Trời ạ, đúng là có phúc mà không biết hưởng, đồ ngốc. Liên Nhược Hạm vốn hận không thể xé xác Hạ Tưởng, không nghĩ tới hắn xoay người bước đi thật, mới nghĩ ra là hắn cố ý trêu làm cô tức giận để thoát khỏi cô. Nghĩ thế làm cô mỉm cười, nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Hạ Tưởng, trong lòng đắc ý, khinh địch như vậy mà đòi bỏ tôi sao, không dễ dàng thế đâu. Chương 141, thư ký ngang ngược của tỉnh Yến. Hạ Tưởng đi quanh quẩn, qua một chỗ ngoặt nhìn lại đằng sau không thấy thân ảnh của Liên Nhược Hạm mới yên lòng. Nhìn trời còn sớm, liền gọi cho Lý Đinh Sơn, sau đó ngồi xe đến tòa soạn báo Triều tỉnh Yến để lấy cuộn phim và ảnh chụp. Vốn muốn cho người của Lý Đinh Sơn lấy cuộn phim, rửa ra ảnh chụp rồi gửi lại huyện bá, vừa lúc có việc trở về, hắn liền tự mình đến lấy, tiện thể nhìn con của Đỗ Song Lâm là Đỗ Đồng Quốc, coi như tăng thêm cảm tình. Tòa soạn báo Triều của tỉnh Yến ở phía trước vườn hoa trên phố Đông, tuy cùng một công việc nhưng hoàn cảnh kém rất nhiều so với nhật báo tỉnh Yến. Cũng may là biên tập, phóng viên phần lớn là sinh viên mới được tuyển dụng, so với vẻ già cỗi của nhật báo thì báo Triều có tinh thần phấn chấn, mang hơi thở cuộc sống hơn rất nhiều. Hạ Tưởng gặp được người Lý Đinh Sơn ủy thác là Cố Tằng chủ nhiệm ban biên tập. Cố Tằng khoảng trên dưới 50 tuổi, vừa nhìn là biết người phía Nam, hắn là một trong những bằng hữu tốt của Lý Đinh Sơn. Cố Tằng có thái độ khách sáo và hơi giữ khoảng cách với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không để ý. Lấy được phim và ảnh liền cáo từ rời đi. Hắn hiện tại không cần kéo gần quan hệ với Cố Tằng, đến lúc cần Lý Đinh Sơn sẽ giới thiệu một ít quan hệ truyền thông, giờ hắn cố ý đi kết giao quan hệ với truyền thông, chẳng những chữa lợn lành thành lợn què mà có thể làm Lý Đinh Sơn không hài lòng. Phòng Cố Tằng ở tầng 3, hắn phải xuống tầng 1 tìm Đỗ Đồng Quốc. Đúng lúc Đỗ Đồng Quốc vừa đi phỏng vấn ở ngoài về, nghe thấy Hạ Tưởng tìm mình, rất nhiệt tình liền mời đến phòng khách.
Báo Triều mới thành lập không lâu, điều kiện làm việc rất bình thường, phòng khách chính là từ hành lang ngăn ra một phòng dài và hẹp, bố trí vài cái ghế và bàn, thế là thành chỗ tiếp khách tạm thời. Đỗ Nồng Quốc và Đỗ Song Lâm đúng là có vài phần giống nhau, Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là con của Đỗ Song Lâm. Đỗ Nồng Quốc hiển nhiên đã biết Hạ Tưởng trợ giúp hắn tiến vào báo Triều, hơn nữa hắn cũng thấy mình được đãi ngộ tốt hơn một chút so với vài phóng viên khác cùng nhau tiến vào tòa soạn báo, hắn hiểu là được chiếu cố nên hắn mới được làm công việc về tin tức mà hắn thích, đối với Hạ Tưởng là tràn ngập cảm kích. Nếu không thể trực tiếp cảm tạ Lý Đình Sơn, hắn liền đem lòng biết ơn dành cho Hạ Tưởng. Đỗ Nồng Quốc và Hạ Tưởng tuổi xấp xỉ, tự nhiên có chung đề tài, nói chuyện vô cùng hợp ý. Đỗ Nồng Quốc liền đề xuất mời Hạ Tưởng ăn cơm. Hạ Tưởng đã hẹn gặp Cao Hải nên khéo léo từ chối. Rời khỏi tòa soạn báo, hắn ngẫm nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Lý Hồng Giang. Lý Hồng Giang từ khi làm việc ở công trường thành phố Giai Gia, cho rằng giám đốc Sở Tào và Phùng Húc Quang có quan hệ gì đó, nên rất nhiệt tình tới siêu thị Giai Gia chủ động khởi công xây dựng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình siêu thị Giai Gia, hắn cũng sang hạng mục công trình khác làm người phụ trách. Hắn vốn nghĩ sẽ để lại ấn tượng cho giám đốc Sở Tào, không ngờ sau vài lần họp cố tình tìm cơ hội nói mấy câu với giám đốc Sở Tào mà ông ấy lại thản nhiên trả lời, cứ như không biết hắn là ai vậy, khiến hắn thất vọng. Trong lòng hắn cân nhắc xem có phải lần trước làm không tốt khiến giám đốc Sở Tào không nhớ mình. Đáng tiếc là sau này hắn không có cơ hội biểu hiện trước mặt giám đốc Sở Tào, thấy cơ hội thăng quan không có, cũng chỉ biết đau khổ chịu đựng ở công trường, nghĩ không biết khi nào mới có ngày ngẩng đầu lên. Hắn làm giám đốc quản lý của công ty cũng đã 2-3 năm, không bị xuống chức, cũng không thăng chức, tình hình cũng không quá tốt. Lúc điện thoại kêu là Lý Hồng Giang đội mũ bảo hộ khiển trách mấy công nhân vi phạm quy tắc an toàn, trời nóng, tâm tình không tốt, làm cơn tức càng lớn, từ mồm nói toàn là thô tục. Khi mắng xong hắn còn ảo não nói. Tôi dù sao cũng là tốt nghiệp đại học, mỗi ngày đều theo các người lăn lộn, hiện tại mở mồm là nói cha nói mẹ. Đừng đứng đó nhìn, mẹ nó, cố mà làm việc đi, làm xong việc thì cút hết đi cho tôi. Vài người công nhân cũng không muốn Lý Hồng Giang tức giận thêm, liền lập tức giải tán, còn có hai tên lớn mật, cợt nhả mời hắn hút thuốc, hắn liền giơ chân đá cho, không ngờ hai tên chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, lập tức không thấy bóng dáng đâu. Làm hắn dở khóc dở cười, hung hăng đi về phía nhà máy, thấy giải tỏa được tức giận trong người. Di động vẫn kêu làm hắn có chút bực mình, không nhìn ai gọi mà nói. Ai đấy, trời thì nóng gọi gì lắm thế, không sợ điện thoại của tôi cháy sao? Giám đốc Lý, tức giận lớn thế, có phải vừa mắng công nhân xong? Lý Hồng Giang hoảng sợ, người kia là ai, làm sao mà nói đúng thế, hắn hết nhìn trái lại nhìn phải, không thấy ai rình xem, liền hỏi. Coi như anh đoán đúng, rốt cuộc là ai? Có việc gì thì nói mau. Lần trước từ biệt ở công trường siêu thị Giai Gia, chớp mắt mà đã 2 tháng. Giám đốc Lý đã thăng quan chưa? Lý Hồng Giang sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, bất ngờ vui mừng mà kêu lên. Hạ Tưởng, ai nha, tưởng là ai, hóa ra là ông em, nghĩ như thế nào lại đến đây? Đừng nói nữa, hiện tại anh còn ở công trường quan sát, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với làm đốc công. Nói thì nhiệt tình thế, kỳ thật trong lòng không phải không có chút oán Hạ Tưởng. Lúc ấy cho hắn thật lớn mặt mũi, vậy mà hắn quay người đi liền quên luôn. Không đủ để làm bằng hữu. Hạ Tưởng không đoán cũng biết Lý Hồng Giang không hài lòng, cũng hiểu là hắn thật muốn thăng quan, liền tung mồi. Thật ra ngành xây dựng cũng rất có triển vọng, anh nếu tin lời tôi, thì tôi cũng không quên tình nghĩa đâu. Buổi tối có thời gian thì tôi giới thiệu một người cho anh biết. Trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Buông điện thoại, Lý Hồng Giang vẻ mặt đỏ bừng như uống rượu, đi đường như người say rượu, đầu nặng chân nhẹ. Hắn đứng tại chỗ quay 2 vòng, xác định là đã tỉnh táo, cũng không phải nằm mơ, mới ha hả cười vài tiếng, tự nhủ. Không thể tưởng được Lý Hồng Giang ta cũng đến lúc đổi vận, trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Tuy rằng chức quan nhỏ một chút so với giám đốc Sở Tào, nhưng quyền lực cũng không nhỏ. Thành rồi. Hiện tại còn cách 2-3 tiếng nữa mới tới cuộc hẹn với Cao Hải, Hạ Tưởng đứng trên đường do dự không biết có nên gọi cho Tiếu Giai, hắn đang đứng ở một cái ngã tư, bất chợt có một chiếc Audi chưa đăng ký phóng vụt qua đèn đỏ. Đang ở giữa đường, viên cảnh sát giao thông thường trực thấy vậy liền tức giận, đường như vậy mà dám vượt đèn đỏ đúng là không xem hắn ra gì,
không phải xe quân đội thì vinh váo cái gì. Hắn tiến lên ngăn chiếc xe, chào theo quy định, sau đó lễ phép mời người lái đưa giấy phép lái xe. Hạ Tưởng cách đó không xa nên có thể thấy rõ tình hình. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong là một khuôn mặt giận dữ, hắn hai mắt đỏ quạch, ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên là uống rượu. Kẻ đó hung tợn nhìn viên cảnh sát giao thông, uy hiếp nói. Đứng sang một bên, mở to hai mắt mà nhìn xem xe của ai mà cũng dám chặn, không muốn làm việc nữa phải không? Viên cảnh sát đúng là không nhận ra là ai, cũng khó trách, hắn cũng ít xem tin tức về các lãnh đạo của tỉnh và thành phố nên không nhận ra người kia. Hắn lễ phép nói. Đồng chí, mời đưa giấy phép lái xe ra, mời xuống xe nhận kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Quy định là tao định ra, mày biết cái chó gì? Người trong xe giận dữ, liền phun một ngùm đờm vào giữa mặt viên cảnh sát, chưa hết hắn còn nhìn chằm chằm vào mã số của viên cảnh sát. Tao nhớ kỹ, xe của tao mà mày dám chặn. Đợi đấy, trong vòng 3 ngày mày không còn được làm việc đâu, tao họ Vũ. Đạp chân ga, lái xe nghênh ngang mà đi. Có phải Vũ Phái Dũng thư ký của Cao Thành Tùng? Hạ Tưởng nhận ra người trong xe. Đúng là dựa vào quyền thế của Cao Thành Tùng, Vũ Phái Dũng tại tỉnh Yến hoành hành ngang ngược, hô mưa gọi gió. Hắn kiêu ngạo và thô bạo trong giới chính trị tỉnh Yến không ai không biết không ai không hiểu. Rất nhiều người, thậm chí bao gồm một ít phó chủ tịch tỉnh, đều giận hắn mà không dám nói gì. Chính là bởi vì Cao Thành Tùng biết rõ Vũ Phái Dũng làm sằng làm bậy, nhưng vẫn tận hết sức lực che chở hắn. Nếu Hạ Tưởng không có nhớ lầm, một năm sau, Vũ Phái Dũng đã bị Cao Thành Tùng đỡ tới Sở Giao thông tỉnh làm giám đốc sở. Sau khi nhậm chức, Vũ Phái Dũng lấy quyền mưu lợi, bốn phía vơ vét của cải, thư tố cáo nhiều như mưa bay về phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhưng đều bị Cao Thành Tùng cưỡng ép áp chế. 2 năm sau, đêm trước khi Cao Thành Tùng rơi đài, Vũ Phái Dũng rốt cục bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt, cuối cùng phán xử tử hình, rất nhanh đã bị xử quyết. Mọi người thượng tầng tỉnh Yến hình dung Vũ Phái Dũng khi còn sống như thế này, hắn dùng 3 năm thời gian, còn người khác phải 30 năm. Hắn dùng 5 năm thời gian, bằng người khác đi cả đời. Ý là, Vũ Phái Dũng theo đảm nhiệm Cao Thành Tùng thư ký tới nay, 3 năm thời gian liền hiện lên cán bộ cấp sở. Làm 2 năm giám đốc sở liền bị xử tử, khi chết mới chỉ 33 tuổi. Trong 5 năm, hắn hưởng thụ cuộc sống không còn lại gì. Trước kia chỉ nghe nói Vũ Phái Dũng kiêu ngạo, hôm nay chính mắt thấy, Hạ Tưởng xem như mở rộng ra tầm mắt. Thân là thư ký của bí thư tỉnh ủy, không ngờ bên đường nhổ vào cảnh sát giao thông, ngang ngược cũng như thế mà thôi, chỉ có thể dùng ngạo mạn không chịu nổi để hình dung. Hạ Tưởng âm thầm cười lạnh, quả nhiên là trên làm dưới theo, bí thư thế nào thư ký thế đó. Từ tố chất của Vũ Phái Dũng liền đó có thể thấy trình độ Cao Thành Tùng. Vũ Phái Dũng này tội đáng tru diệt. Cao Thành Tùng so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Cảnh sát giao thông đờ ra một lúc lâu, trên mặt có chút bất bình, còn có thương tâm và không cam lòng, rồi lại không có cách nào khác. Vừa rồi hắn đã thấy được bên ghế phụ một đống giấy thông hành đặc biệt, cũng biết đối phương lai lịch không nhỏ. Nhưng lai lịch dù lớn, cũng không thể vượt đèn đỏ còn phun vào mặt người khác, quả thực chính là không coi người khác ra gì. Hắn tức giận bất bình, lấy ra khăn tay lau khô mặt. Nghĩ thầm rằng có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì mặc kệ, chịu con mẹ nó loại chó chết này. Mình chỉ là một cảnh sát giao thông quèn, có ai coi ra gì đâu. Dòng người đi lại vội vàng, cảnh tượng vừa rồi cũng không có mấy người lưu ý, cho dù xem thì phải làm thế nào đây. Tuy nhiên chỉ là lắc đầu thở dài, thầm mắng một câu đặc quyền giai tầng, thông cảm một chút cho viên cảnh sát giao thông. Hạ Tưởng cũng chỉ thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên sửng sốt. Có phát hiện viên cảnh sát giao thông không ngờ là người hắn biết, Hà Minh. Lần trước ở Sở Phong Lâu xung đột với mấy tên côn đồ, Tào Thù Lê gọi điện thoại cho vài người, có cảnh sát hình sự Tôn An, cảnh sát nhân dân Lịch Phi và cảnh sát giao thông Hà Minh, 3 người đều cho Hạ Tưởng ấn tượng rất lớn. Vừa nãy hắn chỉ chú ý tới Vũ Phái Dũng bên trong xe, hiện tại mới nhận ra hóa ra cảnh sát giao thông là Hà Minh. Ấn tượng về Hà Minh cũng không tệ lắm, đã gặp. Liền đi về phía trước an ủi hắn vài câu. Còn không có cất bước, chỉ thấy Hà Minh đột nhiên nổi giận đùng đùng đi về phía có một chiếc ô tô đè vạch liền lối cho người đi bộ, giống to. Cô như thế nào đỗ xe ở đây? Có biết vi phạm hay không? Mời đưa giấy phép lái xe, dừng xe sang một bên. Đang bực mình không có chỗ chút, có người động mình không thu thập mới là lạ. Hạ Tưởng vừa thấy không khỏi cười rộ lên,
người vi phạm không phải ai xa lạ, chính là Liên Nhược Hàm. Chương 142, thiếu gia nho nhã nhất tỉnh Yến. Liên Nhược Hàm nghe lời dừng xe ở một bên, có một chiếc Zeta chạy sát bên cô rồi đỗ ở cạnh đường. Hà Minh rất tức giận nói với cửa kính xe Zeta. Anh làm gì vậy hả? Ai cho anh đi theo tới đây? Có phải muốn bị phạt không? Liên Nhược Hàm xuống xe đầu tiên là nhìn Hạ Tưởng đứng bên làm trong lòng Hạ Tưởng giật mình và hiểu thì ra cô vẫn thầm theo dõi hắn. Hắn đành lắc đầu cười cười một tiếng, Liên Nhược Hàm lại không cười mà quay đầu lại nói với Hà Minh. Đồng chí cảnh sát giao thông, trên đường đi chiếc xe phía sau có mấy lần cố ý muốn chèn xe tôi. Vì duy trì an toàn giao thông thì đề nghị đồng chí xử phạt người này. Nên phạt thì do tôi quyết định chứ không cần cô nói. Hà Minh tuy rằng cũng sững sốt vì vẻ đẹp của Liên Nhược Hàm nhưng cơn lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết nên không có tâm trạng đối xử tốt với người đẹp. Phạt tiền 200 tệ, đánh dấu vào bằng, mau lấy ra. Liên Nhược Hàm đứng đó lạnh lùng nhìn chiếc xe Zeta phía sau. Cửa xe Zeta cũng đã mở ra, một người thanh niên trông rất bình thường đi xuống. Nhìn cách ăn mặc của y cũng không thể nói rõ y hơn người bình thường. Nhưng từ vẻ mặt của y có thể đoán được y là người phía Nam. Y cười hì hì đi tới trước mặt Hà Minh rồi nói. Đồng chí cảnh sát giao thông, đều do tôi nên không thể trách vị tiểu thư đây. Là tôi trên đường đi đuổi theo cô ấy nên cô ấy mới không cẩn thận đè vạch sơn. Hơn nữa đè vạch sơn nói là chuyện lớn mà cũng có thể là chuyện nhỏ, bỏ qua cho cô ấy một lần coi như kết bạn đi. Lái xe Zeta nói với giọng nhẹ nhàng như vậy, Hà Minh vừa nãy khá bực nên trong lòng có chút không cân bằng. Y nhíu mày nhìn thanh niên và khinh thường nói. Anh bảo chuyện lớn cũng có thể thành nhỏ sao? Tai nạn có thể coi như vậy không? Đè vạch sơn là việc nhỏ, vậy có phải đâm người mới là việc lớn? Tất cả các vụ tai nạn đều là do người lái xe sơ ý tạo thành. Nếu ai cũng nghĩ như anh thì cần vạch qua đường để làm gì? Thanh niên bị hỏi như vậy làm nhíu mày. Chẳng qua y vẫn nở nụ cười rồi lấy một tấm danh thiếp trên người ra nói. Làm bạn thì anh cũng không mất mặt đâu. Về sau tôi cũng cho anh mặt mũi. Hà Minh không cầm tờ danh thiếp mà cúi đầu viết hóa đơn phạt. Đừng có nói nhiều, chấp nhận xử phạt đi. Còn nữa, anh đỗ xe sai quy định nên bị phạt 200 tệ rồi viết vào bằng. Không cho chút mặt mũi sao? Thanh niên xa sầm mặt lại rồi rút điện thoại di động ra. Anh là người đại đội số 3 hả? Đội trưởng các anh tên là gì nhỉ? Bỏ đi, tôi thấy nên trực tiếp gọi cho cục trưởng của các anh. Hà Minh đúng là càng lúc càng tức giận. Một thằng ăn mặc như nhà quê không ngờ lại lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ hôm nay gặp nhân vật lớn nào ư? Hà Minh cũng mặc kệ. Dù hắn là ai thì trước hết viết hóa đơn phạt rồi nói tiếp. Cùng lắm thì đổi chỗ khác, Hà Minh không tin không phát tiết được cơn tức này. Y đang định viết thì nghe thấy bên kia có người gọi tới. Hà ca, thì ra là anh, tôi nói sao lại trông uy nghiêm và quen quen như vậy. Hà Minh nhìn một người đang muốn chen tới. Tiểu Hạ. Hạ Tưởng, bạn trai của Tào Thù Lê. Cậu sao lại ở đây? Hạ Tưởng có chút xấu hổ, lần trước gặp mặt một lần mà mình bị coi là bạn trai của Tào Thù Lê sao? Hắn chỉ cười cười lấy tay chỉ vào Liên Nhược Hàm rồi nói. Cô ấy là bạn tốt của Thù Lê từ Bắc Kinh mới tới. Vừa nãy làm lái xe cho tôi nhưng lại không cẩn thận đè vạch. Không ngờ lại bị anh giữ lại. Lần trước Hạ Tưởng một đánh ba làm Hà Minh có ấn tượng khá sâu. Y cũng cảm thấy Hạ Tưởng đáng để quan hệ, lại nghe Hạ Tưởng nói Liên Nhược Hàm là bạn của Tào Thù Lê thì dù như thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Hà Minh nói, được rồi, dù sao cũng chỉ vượt vạch sơn một chút mà thôi, lần sau đi chú ý một chút là được. Chẳng qua Liên Nhược Hàm có thể bỏ qua nhưng tên lái xe Zeta lại không may mắn như vậy. Hà Minh giơ tay với chủ xe mà nói, anh gây cản trở giao thông trên đường, mau lấy bằng lái ra. Cảnh sát giao thông cho người dừng xe, anh dừng lại thì không sao. Cảnh sát giao thông không yêu cầu anh dừng, anh mà dừng lại thì bị nói là cản trở giao thông. Hạ Tưởng thầm nghĩ theo số lượng xe tư nhân càng lúc càng tăng thì quyền lực của cảnh sát giao thông cũng nhiều lên. Hơn nữa về sau cảnh sát giao thông vì kiếm tiền mà bố trí rất nhiều bẫy ở trên đường, đặt súng bắn tốc độ ở nơi người ta không chú ý, sau đó cảnh sát giao thông đứng ở một nơi ven đường nào đó bắt các xe vi phạm. Một ngày thu mấy chục ngàn cũng không vấn đề gì. Sau đó còn có người nghĩ ra biện pháp còn cao hơn. Đó chính là việc những người thi hành pháp luật thuê người đi nhờ xe của chủ xe nào đó,
rồi tố giác chủ xe có các hoạt động phi pháp, sau đó đưa về đồn và bắt nộp tiền. Cách này làm cả thế giới đều than thở. Phương pháp kiếm tiền này đúng là quá thông minh. Hạ Tường mắt rất sắc, liếc mắt là thấy chiếc danh thiếp trên tay chủ xe Zetto. Bên trên không hề có chức vụ gì, ở giữa chỉ có một chữ viết, hơn nữa chữ viết như rồng bay phượng múa. Nhưng Hạ Tường có thể thấy rõ ba chữ trên đó. Cao Kiến Viễn. Cao Kiến Viễn con trai bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng. Hạ Tường gần như không thể tin nổi nhìn người trông bề ngoài bình thường, ăn mặc rất bình thường, đi xe ô tô Zeta chẳng lẽ thật sự là thiếu gia đứng đầu tỉnh Yến Cao Kiến Viễn sao? So với Vũ Phái Dũng xa hoa mà kiêu ngạo vừa rồi thì Cao Kiến Viễn khiêm tốn hơn rất nhiều. Điều này làm người ta không thể tưởng tượng đó là con của bí thư tỉnh ủy. Nhưng khí thế ẩn núp cộng với vẻ điềm tĩnh do y cố tỏ ra vẻ nhã nhặn của người đàn ông này khiến Hạ Tường tin đó chính là Cao Kiến Viễn con của Cao Thành Tùng. Không ngờ được, không nghĩ rằng Hạ Tường vẫn chờ một ngày Cao Kiến Viễn xuất hiện, hơn nữa còn cố ý bố trí một miếng mồi ngon ở siêu thị Dai ra để đợi Cao Kiến Viễn mở miệng đòi cổ phần. Nhưng dù cho Hạ Tường thông minh và có mưu kế tốt như thế nào cũng không ngờ ở trong hoàn cảnh này lại gặp được Cao Kiến Viễn. Từ trong ánh mắt của Cao Kiến Viễn, Hạ Tường có thể nhìn ra Cao Kiến Viễn đã bị Liên Nhược Hàm hấp dẫn. Thấy Hà Minh còn có ý muốn xử lý Cao Kiến Viễn, Hạ Tường biết Cao Kiến Viễn đây là giả vờ khiêm tốn mà thôi, nhưng y là người không dễ chọc tới. Y có thể giả vờ nho nhã nhưng sự kiêu ngạo lại ăn sâu tận xương tủy, cùng với quyền lực rất lớn sau lưng nếu phát ra thì một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi như Hà Minh sao có thể ngăn cản. Hắn thấy Cao Kiến Viễn có vẻ mặt không tốt định gọi điện. Hắn liền cười hì hì đưa tay cầm lấy danh thiếp của Cao Kiến Viễn rồi giả vờ nhìn thoáng qua và nhiệt tình nói. Hân hận, hân hạnh, thì ra là Cao Huynh. Lần trước trong một cuộc gặp mặt thấy được Cao Huynh nhưng không làm cách nào nói chuyện được với anh, đúng là làm tôi nuối tiếc. Không ngờ hôm nay ở đây lại trùng hợp như vậy, đúng là rất may mắn. Không biết Cao Huynh còn nhớ tôi không? Trong ký ức của hắn thì tuy Cao Kiến Viễn dựa vào quyền thế của Cao Thành Tùng mà tùy ý mò tiền và nhúng tay vào các ngành sản xuất. Nhưng bản thân y cũng không phải người ngu ngốc gì. Y tốt nghiệp Đại học nước Anh, có cách xử sự hợp lý nhưng nghe nói cũng rất giảo hoạt. Sau đó khi Cao Thành Tùng xảy ra chuyện thì Cao Kiến Viễn đã trốn ra nước ngoài và mãi không bị bắt. Nếu là người tốt nghiệp Đại học Anh luôn tự hào về phong độ thì bản thân Cao Kiến Viễn luôn thích khiêm tốn, không thích lấy danh nghĩa con bí thư tỉnh ủy hoặc là y muốn học người xưa ra vẻ thần bí. Mặc kệ là cách nào thì Hạ Tường cũng cho rằng Cao Kiến Viễn là kẻ tự nhận mình phong độ. Y một đường theo Liên Nhược Hàm tới đây, hơn nữa đến đây bị Hà Minh không nể mặt mà vẫn có thể nở nụ cười thì có thể thấy vẻ phong độ bên ngoài của y chính là vì thể hiện sự ngạo mạn do xuất thân cao quý của y. Ngạo mạn không chỉ riêng là thể hiện đầy kiêu căng, cũng có thể biểu hiện bình thường, bình tĩnh thong dong nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt mỉm cười với sự tự tin tuyệt đối rằng mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay y. Với thân phận của Cao Kiến Viễn thì nhất định thường xuyên tham gia các cuộc gặp mặt, cũng khẳng định có rất nhiều người muốn tạo quan hệ với y. Cho nên Hạ Tường nhiệt tình như vậy thì y cũng không hề ngạc nhiên. Nếu ở trường hợp khác thì y không thèm để ý đến những người muốn tiếp cận hắn. Nhưng hôm nay lại khác, y biết Hạ Tường quen cảnh sát giao thông trước mặt. Mặc dù y muốn xử lý Hà Minh chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, nhưng y bắt buộc phải ra mặt. Như vậy không có cảm giác tốt bằng có người chủ động đứng ra giải quyết giúp y. Hai là Hạ Tường quen Liên Nhược Hạm. Y lại đang lo không có cơ hội tiếp cận Liên Nhược Hàm. Bây giờ quen với Hạ Tường thì không khác nào có cơ hội làm quen với Liên Nhược Hàm sao. Cho nên y liền tỏ vẻ nhiệt tình mà nói. Lần trước trong một lần ở Khang Trang hoặc là Bích Hải gặp anh thì phải. Chẳng qua rất xin lỗi là lúc ấy tôi uống hơi nhiều nên không nhớ được tên của anh. Chương 143, bóp chết kế hoạch của công ty xây dựng Phương Nam. Hạ Tường cười thầm trong lòng. Cao Kiến Viễn cũng là người rất thông minh, có phản ứng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hạ Tường vội vàng giới thiệu. Tôi là Hạ Tường, Cao Huynh là người nổi tiếng, bận rộn thì có vài việc không nhớ cũng là bình thường. Hắn quay đầu lại nói với Hà Minh. Đều là người một nhà mà. Hà Minh, cho tôi chút mặt mũi rồi bỏ qua chuyện này được không? Hôm nào tôi mời anh ăn cơm, gọi thêm cả Thù Lê nữa. Hà Minh không nể mặt Hạ Tường thì cũng phải nể mặt Tào Thù Lê. Nghe Hạ Tường nói đến nước này thì y cũng không thể không biết xấu hổ mà viết đơn phạt. Y lắc đầu. Dù sao cũng chỉ là đè vạch sơn nên bỏ qua. Cậu cũng đừng trách tôi, vừa nãy tôi đúng là rất tức giận.
Hạ Tưởng cũng biết chuyện Hà Minh vừa gặp phải nên thở dài nói. Ai mà lại kiêu căng như vậy, nghe giọng điệu của y đúng là khó nghe, giống như ở cả tỉnh Yến này y muốn làm gì cũng được vậy. Đúng rồi, Hà ca từ giấy mấy giấy thông hành xe có biết y họ gì không? Hạ Tưởng làm như vậy chính là muốn Hà Minh nói ra Vũ Phái Dũng để xem Cao Kiến Viễn có phản ứng như thế nào. Hà Minh nghe thấy việc này liền mắng to. Mẹ nó chứ, mấy tờ giấy thông hành rất đặc biệt. Ai bảo trên xe của hắn có cả giấy ra vào tỉnh ủy nữa chứ, tôi ăn no không có việc đi ngăn hắn sao? Nghe nói hắn hình như họ Vũ, còn cụ thể là nhân vật lớn nào thì tôi không biết. Dù sao không phải con của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Mặc kệ hắn là ai mà trên đường có vẻ mặt như vậy đúng là không có tố chất. Tố chất của người này đúng là có vấn đề. Cao Kiến Viễn chỉ nói một câu về cảm nhận của mình với Vũ Phái Dũng, sau đó y liền chuyển đề tài. Anh Hạ có thể giới thiệu cô đây để làm quen một chút được không? Liên Nhược Hạm không đợi Hạ Tưởng mở miệng nói đã đi lên khoác tay Hạ Tưởng rồi cười nói. Cao Kiến Viễn phải không? Tôi là Liên Nhược Hạm, là bạn gái của Hạ Tưởng. Rất vui được biết anh. Mặt Cao Kiến Viễn không đổi nhưng trong mắt lại lộ ra một tia thất vọng. Chẳng qua y vẫn rất phong độ hơi khom người mà nói. Chào tiểu thư Liên, tôi họ Cao, tên Kiến Viễn, tốt nghiệp đại học anh. Không biết có vinh hạnh làm bạn của cô hay không? Hạ Tưởng bị Liên Nhược Hạm khoác tay như vậy. Hắn và Hà Minh đều mặc áo cộc tay nên tay hai người trực tiếp chạm vào nhau. Một cảm giác mịn màng khác thường truyền tới. Chẳng qua Hạ Tưởng đang trong phúc mà không thể hưởng. Liên Nhược Hạm này sao lại làm khổ hắn chứ? Vô duyên vô cớ lại làm cho hắn có một tình địch là con bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn tự nhận là bạn gái của hắn trước mặt Hà Minh. Hà Minh lại là bạn của Tào Thù Lê. Nếu như rơi vào tai Tào Thù Lê, đến lúc đó không chừng cô sẽ gọi thêm Mễ Huyên một người mà chỉ e là thiên hạ không loạn, thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ ra biện pháp dằn vặt hắn. Hạ Tưởng đang định mở miệng thanh minh thì cảm thấy tay rất đau làm hắn thiếu chút nữa kêu lên. Không ngờ Liên Nhược Hạm lại cấu hắn. Hắn lập tức nhớ tới thủ đoạn của Tiếu Giai lần trước ở huyện Bá và thầm nghĩ không biết có phải phụ nữ trời sinh đã biết dùng móng tay cấu người không. Móng tay sắc nhọn lướt trên da thịt đúng là rất đau. Liên Nhược Hạm khẽ cúi xuống nhỏ giọng nói vào tai hắn. Anh mà dám nói lung tung thì tôi liền làm loạn, anh có tin không? Để anh làm tấm bia một chút có sao? Đồ hẹp hòi. Tấm bia, Cao Kiến Viễn không phải là mũi tên mà là pháo lớn mà. Hạ Tưởng nghĩ thầm có lẽ Liên Nhược Hạm không biết Cao Kiến Viễn là ai. Hạ Tưởng biết rõ ở tỉnh Yến này không ai có thể động tới Cao Kiến Viễn, chứ đừng nói hắn bây giờ chỉ là thư ký của bí thư huyện ủy mà thôi. Dù là thư ký của chủ tịch tỉnh cũng không thể trêu vào con của bí thư tỉnh ủy. Khó chịu nhất là ơn của người đẹp, điều này thật là chí lý. Nhưng việc đến nước này thì hắn đúng là không biết nói gì, vì thế đành phải thật thà cười cười. Lúc chào từ biệt thì Cao Kiến Viễn đã viết một số điện thoại di động lên trên đó, hơn nữa còn nghiêm túc mời Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm dùng cơm. Kết quả Liên Nhược Hạm lại không suy nghĩ gì mà lập tức từ chối. Điều này làm cho Hạ Tưởng rất buồn bực, cơ hội tốt để tiếp cận Cao Kiến Viễn đến vậy mà bị Liên Nhược Hạm nhẫn tâm đánh mất. Cao Kiến Viễn vừa đi. Hạ Tưởng có chút không chịu nổi ánh mắt cổ quái của Hà Minh nhưng cũng không tiện giải thích nên đành chào tạm biệt. Hạ Tưởng lái xe, Liên Nhược Hạm nhàn hạ ngồi ở ghế bên không nói gì. Đi được một đoạn khá xa, Hạ Tưởng mới dừng xe ở chỗ có biển cho đỗ rồi rất khó chịu nói. Tiểu thư Liên Nhược Hạm, nhờ cô lần sau đừng tùy hứng như vậy có được không? Cô muốn từ chối Cao Kiến Viễn thì cũng có bao nhiêu cách, vì sao cứ muốn lôi tôi ra làm bia đỡ đạn? Liên Nhược Hạm cười nói. Sao vậy, biết hắn là con của Cao Thành Tùng nên sợ ư, anh nếu sợ hắn thì sao không sợ tôi? Lời này đúng là không có lý lẽ, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười. Cô đã biết hắn là ai thì cũng biết chuyện các người là thần tiên đánh nhau có liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ là một thư ký của bí thư huyện ủy, là một cán bộ cấp phó phòng mà thôi. Liên Nhược Hạm lộ rõ vẻ không vui mà nói. Nói thật cho anh biết đó, Cao Kiến Viễn nếu muốn xử anh thì còn mất chút công sức. Nhưng tôi muốn xử lý anh chỉ là một câu nói. Hạ Tưởng cũng bị thái độ không thèm để ý gì của Liên Nhược Hạm làm cho tức. Nghĩ tới quan hệ của mình và cô ả không phải bạn, không phải kẻ thù, nghĩ đến thái độ không xa không gần của cô nên tức giận nói. Tôi ở trong mắt cô tuy là nhỏ bé không bằng một ngón tay của cô, nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết là tôi không phải là tượng đất cô muốn làm gì thì làm.
Cùng lắm mọi người vỗ tay rời đi. Cô có giỏi thì cô xử lý tôi đi, sẽ có một ngày tôi khiến cô hối hận. Hạ Tưởng không ngờ Liên Nhược Hạm lại nở nụ cười, cô dịu dàng nói. Một người vẫn luôn trầm ổn, chín chắn không tức giận mà cũng có lúc thú tính bộc phát sao? Vậy tôi cảm ơn anh vừa nãy ra mặt giúp tôi có được không? Thấy Hạ Tưởng vẫn không nói gì, Liên Nhược Hạm cười cười rất vui vẻ mà nói. Đường đường là nam nhi đại trượng phu không ngờ lại hẹp hòi như phụ nữ, đúng là hiếm thấy. Được rồi, tôi biết anh có việc cần đi gấp, tối nay tôi sẽ tìm cô bé Lê, tôi sẽ giải thích chuyện hôm nay với cô ấy. Hạ Tưởng thực ra cũng không phải cố ý ra vẻ tức giận Liên Nhược Hạm, mà là không muốn luôn bị cô kéo đi đâu thì đi. Dù sao hắn cũng không rõ cô sao cứ đi theo hắn, không biết mục đích thật của cô là gì. Mặc dù nhìn qua Liên Nhược Hạm không có ác ý, lại nói hắn cũng không dễ bị người tính kế. Chẳng qua lai lịch của cô vẫn không rõ ràng, không chừng sẽ liên quan tới lợi ích phương nào đó nên hắn không thể không cẩn thận làm việc. Hắn ra vẻ tức giận với Liên Nhược Hạm cũng là thử. Sau khi Liên Nhược Hạm đi, Hạ Tưởng gọi điện cho Lý Hồng Giang bảo y đặt phòng ở khách sạn. Lý Hồng Giang nói đã sớm đặt ở khách sạn Đại Trạch Môn, chỉ chờ hắn gọi là lập tức tới. Hạ Tưởng khá hài lòng với hiệu quả làm việc của Lý Hồng Giang. Hắn liền hẹn Lý Hồng Giang thời gian gặp mặt. Đại Trạch Môn nằm ở đường An Định, dưới chân cầu vượt. Chẳng qua bình thường kinh doanh khá tốt, khách sạn này lại chính cống nguồn gốc Bắc Kinh, lại có những món ăn như vịt nướng, thịt pha lê. Chính cống Bắc Kinh, đúng là dựng lên một ngọn cờ tại thành phố Yến. Khi Hạ Tưởng đến nơi thì Lý Hồng Giang đã sớm chờ ở cửa. Thư ký Hạ đến rồi à, tôi cũng vừa mới tới. Thực ra Hạ Tưởng đã sớm nhìn ra Lý Hồng Giang ngồi trong sảnh chờ. Bây giờ y làm ra vẻ vừa tới và đi ra đón cũng coi như tỏ vẻ coi trọng, điều này làm Hạ Tưởng có ấn tượng tốt hơn đối với Lý Hồng Giang. Hạ Tưởng cũng cho rằng Lý Hồng Giang đáng làm bạn. Hai người vào phòng và gọi một ấm trà. Hạ Tưởng không đi vòng vo mà thẳng vào vấn đề. Giám đốc Lý có nghe nói tới công ty xây dựng Phương Nam không? Lý Hồng Giang từ sau khi biết Hạ Tưởng là thư ký của bí thư huyện ủy, bây giờ là cán bộ cấp phó phòng thì trong lòng đúng là càng thêm kính trọng và thân thiết hơn với Hạ Tưởng. Y là giám đốc chi nhánh của công ty xây dựng số 2, mà công ty xây dựng số 2 là cấp quận nên giám đốc của chi nhánh là cấp phòng. Lý Hồng Giang hơn Hạ Tưởng chục tuổi mà lại thích thăng quan nên hiểu rõ đạo trong quan trường. Hạ Tưởng là thư ký của bí thư huyện ủy, lại làm ở cơ sở thì điển hình là người rất có tiền đồ. Không giống như y cũng là cấp phòng nhưng chỉ là cấp bậc ở công ty nên sao có thể so sánh được với cơ quan bên đảng và chính quyền. Hơn nữa y cũng biết Hạ Tưởng là bạn trai của con gái giám đốc sở Tào. Người này lại không ở bên cạnh giám đốc Tào mà cùng một bí thư huyện ủy xuống huyện, đây không phải xuống cơ sở rèn luyện thì là cái gì. Theo y thấy thì chỗ dựa của Hạ Tưởng đúng là rất sâu và rộng. Có bí thư huyện ủy và giám đốc sở. Bây giờ lại giới thiệu trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố cho y làm quen. Hạ Tưởng này tuổi không cao mà sao lại có chỗ dựa ở cả ba cấp huyện, thành phố, tỉnh vậy. Lý Hồng Giang vừa hâm mộ vừa rất hưng phấn, y cảm thấy may mắn vì có thể làm bạn với Hạ Tưởng. Nghe nói đến, một công ty nhỏ không được xếp hạng, một công ty không tài chính, không kỹ thuật, không tư chất không đáng để nhắc tới. Công ty xây dựng Phương Nam đã từng đề nghị sát nhập vào công ty xây dựng số 2 của tôi nhưng công ty xây dựng số 2 đã từ chối. Lý Hồng Giang cũng coi như là cán bộ lãnh đạo tầm trung của công ty xây dựng số 2 nên biết người của công ty xây dựng Phương Nam đã tiếp xúc với công ty bọn họ. Y không có ấn tượng tốt với công ty này. Hạ Tưởng lại đang nghĩ công ty xây dựng Phương Nam bị tất cả các công ty xây dựng ở tỉnh Yến coi thường này ở đời trước lại chèn ép tất cả các công ty xây dựng tỉnh Yến. Hoặc lôi kéo, thu mua mà khiến mấy công ty xây dựng cấp tỉnh của tỉnh Yến phá sản. Qua đó nó tạo thành một trận động đất không hề nhỏ. Bất cứ công ty lớn nào thì trước khi phát triển đều không hề có khí thế nuốt sông nuốt biển. Giống như Microsoft năm đó chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, không một ai thèm để ý tới. Bây giờ công ty xây dựng Phương Nam còn rất nhỏ, bọn họ một lòng muốn lấy danh nghĩa trực thuộc hoặc là chuyển nhận thầu của một công ty xây dựng tỉnh Yến. Qua đó tìm được chén canh hoặc chút cơm mà thôi. Có sữa chính là mẹ, yêu cầu của bọn họ bây giờ rất đơn giản đó là nhận lại công trình từ tay các công ty xây dựng lớn để nuôi sống mấy trăm người bọn họ mang tới từ phía Nam là được. Phương pháp giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất chính là diệt chết mầm mống tội ác từ khi nó mới đâm chồi.
Hạ Tưởng đương nhiên không muốn hoàn toàn đuổi công ty xây dựng Phương Nam ra khỏi tỉnh Yến, khả năng này không thực tế, cũng không thể làm được. Công ty xây dựng Phương Nam nếu đến đây chính là thấy được quan hệ với vợ của Cao Thành Tùng cảnh hiểu ảnh. Khi công ty xây dựng Phương Nam chưa đến mức cùng đường, đến mức được ăn cả ngã về không thì sao mình không kéo bọn họ lại chứ? Dùng phương pháp nước nóng luộc ếch, cho bọn họ công trình, làm cho bọn họ không ngừng nhận các công trình nhỏ. Như vậy bọn họ sẽ không còn sức đâu mà nhận công trình lớn. Nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu ý nghĩ của mình không thể hoàn toàn nói cho Lý Hồng Giang. Chỉ có thể áp dụng phương pháp nửa thật nửa giả khiến Lý Hồng Giang nghe theo đề nghị của hắn mà từ từ lôi kéo, phân hóa công ty xây dựng Phương Nam, không để cho bọn họ có cơ hội và thời gian lớn mạnh. Đúng thế, công ty xây dựng Phương Nam đúng là không có thực lực. Không biết bọn họ mang công nhân từ phía Nam tới làm việc có tốt không, có thể chịu khổ không? Trong tay giám đốc Lý nếu có công trình thì có thể giúp bọn họ chút không, cũng coi như kết bạn. Hạ Tưởng nói cũng là theo tình hình thực tế. Công nhân phía Nam chịu khó, chịu khổ và có năng lực tốt hơn công nhân phía Bắc. Lý Hồng Giang nghe ra ý trong lời của Hạ Tưởng nên nói. Công ty xây dựng Phương Nam có quan hệ với thư ký Hạ sao? Sao không nói sớm, chỉ cần thư ký Hạ nói thì tôi cũng có vài công trình ở bên Cục Điện lực, Cục Công Thương đang tìm đội thi công khác. Thư ký Hạ đã nói thì cho thêm mấy trăm người nữa vào cũng không vấn đề gì. Chia cho bọn họ một công trình khoảng 5 triệu có đủ không? 5 triệu thì đúng là hơi ít. Hạ Tưởng học trường xây dựng nên hắn cũng biết tòa nhà 4 tầng của bên điện lực đều có giá trên 10 triệu trở lên. Tòa nhà của Cục Công Thương là nhà cao tầng, dự toán cũng không thấp hơn 40 triệu. Cục Điện lực, Cục Công Thương đều là đơn vị có tiền thì thanh toán, nên tiền của công trình là không có vấn đề gì. Chỉ cần có quan hệ sẽ không có hiện tượng treo không thanh toán. Lý Hồng Giang há mồm nói ra thì tin rằng không có chuyện mãi không thanh toán. Hạ Tưởng cười cười không nói gì mà nhấp miếng trà rồi nói. Giám đốc Lý tốt nghiệp đại học nào vậy? Học viện kiến trúc, sao thư ký Hạ lại hỏi điều này? Lý Hồng Giang mới đầu chưa có phản ứng nên có chút sửng sốt, sau đó y liền vỗ trán rồi cười cười xấu hổ. Xem đầu óc của tôi kìa, quên mất thư ký Hạ cũng tốt nghiệp học viện kiến trúc, hóa ra chúng ta là bạn cùng trường. Vẫn nói giữa bạn học với nhau chính là quan hệ thân thiết nhất. Chỉ riêng quan hệ này tôi đưa công trình cho cậu, được chứ? Không phải cho tôi mà cho công ty xây dựng Phương Nam. Hạ Tưởng hài lòng cười nói. Giám đốc Lý, tôi vừa từ huyện Bá về nên vẫn chưa tới gặp bác Tào. Hai hôm nữa tôi sẽ đi. Đúng rồi, có một chuyện tôi muốn nói trước với anh. Đó là bác Tào rất nhanh sẽ không giữ chức giám đốc sở xây dựng nữa. Lý Hồng Giang thấy Hạ Tưởng hài lòng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Y thầm mắng sao mình lại quên cả việc Hạ Tưởng học ở học viện kiến trúc ra. Y vốn cũng nghe tin việc Tào Vĩnh Quốc sẽ được điều đi nên không hề giật mình. Tôi cũng nghe đồn đãi về việc này. Nói là giám đốc Tào sẽ đến sở đo vẽ bản đồ nhưng không có động tĩnh. Không biết tình hình là như thế nào. Tào Vĩnh Quốc mà điều đi thì Hạ Tưởng là con rể tương lai của giám đốc cũng có sức ảnh hưởng giảm đi nhiều. Nhưng Lý Hồng Giang vẫn động tâm, đó là do sự trầm tĩnh của Hạ Tưởng làm người ta có cảm giác giấu tài không lộ. Một cuộc điện của Hạ Tưởng nói sẽ giới thiệu mình với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố làm cho Lý Hồng Giang rất chấn động. Y đang thầm đoán rốt cuộc sau lưng Hạ Tưởng còn có nhân vật lợi hại nào nữa. Không lâu nữa bác Tào sẽ điều đi và không còn làm giám đốc sở xây dựng nữa. Cụ thể đi đâu thì không tiện nói, nhưng có một điều có thể khẳng định sẽ không phải là sở đo vẽ bản đồ, sẽ thăng chức. Hạ Tưởng tuy rằng chưa gặp mặt Trạch Vinh, nhưng hôm nay sau khi gặp Cao Hải, lại từ miệng của đối phương biết được một mặt khác của Trần Phong. Y biết việc Tào Vĩnh Quốc nhận chức phó thị trưởng thường trực về cơ bản đã được xác định, sẽ không có vấn đề gì. Nếu không trên tỉnh nhất định sẽ còn có tin đồn truyền ra nữa. Bây giờ còn chưa có động tĩnh thì có lẽ là do các thế lực ngầm thỏa thuận với nhau và chuẩn bị đưa ra phương án cuối cùng. Cũng không biết phó bí thư Lộ sẽ nhường Cao Thành Tùng điều gì, nhưng về mặt cá nhân thì Tào Vĩnh Quốc là một cán bộ học giả, không có xung đột trực tiếp gì với Cao Thành Tùng, hơn nữa chức phó thị trưởng thường trực thành phố Yến lại là một chức vụ bỏng tay. Thị trưởng Trần Phong quá mạnh, bí thư thành ủy Thôi Hướng lại là thường vụ tỉnh ủy. Phó thị trưởng thường trực tuy rằng là vị trí rất quan trọng nhưng quyền lực trong tay cũng bị hạn chế rất nhiều, không dễ dàng đạt được thành tích, hơn nữa còn dễ bị thiệt thòi. Cho nên tình hình bây giờ thì Tào Vĩnh Quốc không có ai cạnh tranh cả. Cao Thành Tùng bây giờ đè xuống chẳng qua chỉ là muốn mặc cả một chút mà thôi.
Lý Hồng Giang liền dựng tai lên mà nghe, y rất tò mò về hướng đi của Tào Vĩnh Quốc nên nói. Giám đốc Tào sẽ đến đâu làm quan vậy? Chúng ta không phải người ngoài, thư ký Hạ lộ tin một chút với. Hạ tưởng chính là muốn làm Lý Hồng Giang tò mò, hắn không nói việc kia nhưng lại nói một việc khiến Lý Hồng Giang rất hưng phấn. Tôi đoán bác Tào nếu thăng chức thì trước khi rời khỏi sở xây dựng đô thị không chừng sẽ tiến hành điều chỉnh cán bộ trung tầng trên cơ sở phương án do các tổng giám đốc của các công ty trực thuộc đề xuất. Quan trường chính là luôn nắm cao không nắm thấp. Nếu Tào Vĩnh Quốc điều đến sở đo vẽ bản đồ thì dù có đề xuất phương án điều chỉnh, sau khi ông đi thì hơn phân nửa người cũng sẽ đi, đây là người đi trà lạnh. Nhưng nếu ông lên chức thì dù rời khỏi ngành xây dựng này, hơn nữa lại thành thường vụ, phó thị trưởng thường trực thành phố Yến cũng tương đương một chân bước vào cấp phó tỉnh. Người trong chốn quan trường luôn nhìn rất xa. Như vậy phương án mà Tào Vĩnh Quốc đưa ra để điều chỉnh bộ máy các công ty trực thuộc, các vị trí tổng giám đốc thì dù giám đốc sở mới tới không làm theo toàn bộ thì cũng phải tiến hành một phần. Mắt Lý Hồng Giang sáng rực lên như người say rượu. Thư ký Hạ, chú em, tôi cậy lớn gọi cậu là chú em. Tôi không có ưu điểm gì nhưng lại rất thật lòng với anh em. Hôm nay tôi nhận chú là em. Về sau không dám nói lên núi đao, xuống biển lửa nhưng chỉ cần là chuyện tôi có thể làm, tôi nếu không thay chú làm thì tôi sẽ là cái kia. Lý Hồng Giang đưa ngón giữa về trước, bốn ngón khác chỉ xuống dưới ra vẻ con rùa. Lý Hồng Giang tỏ thái độ này thì Hạ Tưởng có thể hiểu. Nói thật làm ở công ty xây dựng lâu ngày thì dù là giám đốc công ty con, hay tổng giám đốc công ty to đều có vẻ thô lỗ. Hạ Tưởng còn tận mắt thấy tổng giám đốc công ty xây dựng số 2 lúc họp còn cởi giày, bắc một chân để lên ghế, hơn nữa còn không ngừng nói mọi người phải thi công một cách văn minh. Giám đốc các công ty con càng không cần phải nói. Suốt ngày ở công trường, há mồm là chửi bậy với công nhân, bọn họ còn chửi lưu loát hơn cả công nhân. Hạ Tưởng đưa tay chỉ vào Lý Hồng Giang và cười mắng. Anh làm con rùa thì có tác dụng gì, có ăn được không? Tôi không tin anh thì còn nói điều này với anh, còn giới thiệu anh với trưởng ban thư ký Cao sao? Còn không phải do lần trước ở siêu thị Giai ra tôi vừa thấy ông anh là cho rằng đáng để làm bạn ư? Nói rất đúng. Lý Hồng Giang tôi tuy đối với bạn bè cái khác không cần nói, nhưng chỉ cần thật sự làm bạn thì rất nghiêm túc. Y giơ chén trà lên mà nói. Nào chú em, lấy trà thay rượu, uống cốc trà này về sau chúng ta chính là bạn tri kỷ. Chú giúp tôi giúp chú, ai có khó khăn mà không giúp thì kẻ đó là khốn khiếp. Chương 144, muốn làm quan, trước phải làm người. Hạ Tưởng và Lý Hồng Giang sau khi uống trà, hắn liền nói đùa vài câu. Như thế này Lý ca, tôi giới thiệu anh với trưởng ban thư ký Cao. Anh chỉ cần nghe ít làm nhiều thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Anh có tin tôi không? Tin, ai không tin là con chó. Lý Hồng Giang vỗ đùi đét một tiếng, y cho rằng quyết định lần trước của mình là nhanh chóng thi công siêu thị Giai Gia chính là quyết định sáng suốt nhất đời. Y nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Mấy giờ đi đón trưởng ban thư ký Cao? Xe tôi là xe Zeta, có vẻ không sang trọng. Không biết có kém quá không? Không có xe là không được. Vấn đề này Hạ Tưởng đúng là sơ sót. Hắn nghĩ một chút rồi gọi điện xin chỉ thị của Cao Hải, dù sao Cao Hải cũng có thân phận. Cao Hải cười ha hả nói. Tôi đâu có làm việc gì lớn đâu, việc nhỏ như vậy cũng không cần phiền phức làm gì. Nói địa điểm, tôi bảo lái xe đưa tới, các cậu chờ là được. Cao Hải biết Hạ Tưởng nhất định còn muốn khách khí vài câu, nên y hơi nhấn mạnh giọng rồi nói. Còn khách sáo với tôi như vậy, tôi sẽ tố cáo cậu với Đinh Sơn. Nghe Hạ Tưởng nói không cần đi đón Cao Hải, Lý Hồng Giang càng thêm xác định quan hệ giữa hai người Hạ Tưởng và Cao Hải không phải ở mức bình thường, nhất định phải đến mức nào đó thì mới tùy ý như vậy. Lý Hồng Giang liền thử thăm dò. Cậu và trưởng ban thư ký Cao quen biết như thế nào? Có tiện lộ ra một chút không? Hạ Tưởng cũng không hề giấu mà nói. Trưởng ban thư ký Cao là bạn học của bí thư Lý. Lý Hồng Giang gật đầu và cười thầm trong lòng. Hạ Tưởng là thư ký của bí thư Lý thì nhất định được tuyệt đối tin tưởng. Trưởng ban thư ký Cao là bạn học của bí thư Lý, từ bạn học có hàm nghĩa rất phong phú. Có thể dùng cách này nói về quan hệ trong quan trường thì đó không phải quan hệ bình thường. Hơn 7 giờ tối Cao Hải đi vào. Đương nhiên Hạ Tưởng và Lý Hồng Giang cũng không ngồi ở trong phòng. Hai người chờ thời gian gần tới liền ra cửa đón. Cao Hải cũng không để lái xe đi vào cùng mình.
Y nói chuyện vài câu với Lý Hồng Giang rồi cùng nhau vào trong phòng ngồi. Vì có Hạ Tưởng giới thiệu nên Cao Hải cũng khá khách khí với Lý Hồng Giang, nói chuyện cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng. Điều này khiến Lý Hồng Giang vui vẻ và liên tiếp mời Cao Hải vài chén. Cao Hải uống hai chén coi như cho Lý Hồng Giang mặt mũi. Lý Hồng Giang rất mừng rỡ nên lại mời Hạ Tưởng thêm mấy chén. Hạ Tưởng cũng biết đây là Lý Hồng Giang tỏ vẻ quan hệ của hai người khá mật thiết nên không hề từ chối. Hai người uống rất vui vẻ. Bị sự sôi nổi của hai người Hạ Tưởng, Lý Hồng Giang lây sang, Cao Hải cũng từ từ uống nhiều hơn. Ba người dần dần uống hết hai chai kiếm Nam Xuân. Rượu vào khiến Cao Hải bỏ đi chiếc mặt nạ trưởng ban thư ký, y vỗ vai Hạ Tưởng rồi nói. Tiểu Hạ, cháu là một vị tướng tài năng của Đinh Sơn, đáng tiếc không thể giúp chú. Nếu không có thể đã thành tướng tài của chú, cháu nói thật xem hôm nay giới thiệu chú với Tiểu Lý là có tính toán gì. Đừng khách khí với chú Cao này, khách khí với chú chính là muốn chú và Đinh Sơn xa cách nhau đó. Hạ Tưởng cũng có chút men say nên đầu óc không còn quá tỉnh táo như bình thường. Hạ Tưởng chỉ tay vào Lý Hồng Giang rồi nói. Giám đốc Lý là bạn học của cháu và anh ta dù mới quen nhưng lại rất ăn ý như bạn bè lâu năm. Cháu cũng nói với anh ta về việc cải tạo thôn Nội Đô, nói đến thôn Đỗ tổ chức việc chống đối giải phóng mặt bằng. Anh Lý nói với cháu là anh ta vừa lúc có bà con cũng có chút tiếng tăm ở thôn Đỗ, biết chỗ dựa sau lưng người tổ chức. Có ai đó bỏ tiền ra thuê người mục đích chính là để báo thù ủy ban nhân dân thành phố. Cao Hải tức giận nói. Ai mà to gan như vậy? Hạ Tưởng cười cười rót một ly trà rồi đưa vào tay Cao Hải. Chú Cao không nên tức giận. Người trốn sau lưng bày mưu cho thôn Đỗ chính là công ty xây dựng Phương Nam. Công ty xây dựng Phương Nam. Cao Hải nhíu mày, y đương nhiên nghe đến công ty xây dựng Phương Nam, cũng biết công ty xây dựng Phương Nam muốn nhận công trình cải tạo thôn Nội Đô nhưng bị Trần Phong từ chối. Một công ty xây dựng không được có tên tuổi ở tỉnh ngoài đến tỉnh Yên, không nhận được công trình rồi giảm tổ chức người phản đối chính quyền, đúng là quá to gan. Y uống cạn chén nước rồi nói. Phải điều tra, chú sẽ báo cáo với thị trưởng Trần, nhất định phải tra xét triệt để. Chú Cao có hứng thú nghe suy nghĩ của cháu không? Hạ Tưởng thầm nghĩ nếu có thể dùng biện pháp cứng rắn với công ty xây dựng Phương Nam thì hắn cũng không việc gì phải lôi kéo Lý Hồng Giang tới đây. Phải dùng phương pháp cắt từng miếng thịt để giết công ty xây dựng Phương Nam từ trong nôi. Thị trường xây dựng thành phố Yên, thậm chí cả tỉnh Yên là rất lớn. Một công ty xây dựng số 2 không đủ thì sẽ tìm công ty xây dựng số 3. Hai công ty lớn cấp tỉnh này đều chia một bát canh từ nồi thịt lớn cho công ty xây dựng Phương Nam. Công ty xây dựng Phương Nam bây giờ còn nhỏ nên nhất định rất muốn kiếm tiền đến phát điên lên. Vì kiếm tiền mà bao ý chí muốn lớn mạnh của bọn họ sẽ bị công việc cuốn vào, vắt đến kiệt. Đến lúc đó khiến Lý Hồng Giang tiến hành phân hóa công ty xây dựng Phương Nam một cách hợp lý, đưa đội ngũ mấy trăm người của bọn họ chia ra mà điều vào các công ty con của công ty xây dựng số 2, một bộ phận để ở thành phố Yên, một bộ phận điều đến các công trình ở tỉnh ngoài. Như vậy không bao lâu nữa công ty xây dựng Phương Nam sẽ thực sự là một công ty xây dựng tỉnh Yên. Nhưng tin công ty xây dựng Phương Nam có quan hệ với vợ của Cao Thành Tùng Cảnh Hiểu Ảnh thì hắn lại không thể nói ra với Cao Hải. Nếu không với tính cách của Trần Phong thì nhất định sẽ có biến. Hắn thấy Cao Hải gật đầu tỏ vẻ đồng ý nghe mình nói liền ra vẻ thần bí. Công ty xây dựng Phương Nam tuy rằng là công ty nhỏ không có tư chất, thủ đoạn âm hiểm một chút, nhưng tay nghề công nhân của bọn họ lại rất được, đồng thời chịu khó chịu khổ. Nếu như đuổi bọn họ ra khỏi tỉnh Yên chẳng những phải lãng phí nguồn nhân công này, hơn nữa việc thành phố Yên ruồng bỏ công ty từ tỉnh khác đến sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mọi người. Giám đốc Lý đã công tác ở ngành xây dựng nhiều năm nên nghĩ ra một biện pháp tốt vừa có thể giải quyết vấn đề thôn Đỗ, lại có thể khiến công ty xây dựng Phương Nam ngoan ngoãn nghe lời. Cao Hải nghe xong thì rất động tâm, thành phố Yên rầm rộ tổ chức công trình cải tạo thôn Nội Đô là vì cái gì? Chính là vì cải thiện hình ảnh của thành thị, tăng hoàn cảnh đầu tư, qua đó lưu lại ấn tượng tốt cho nhà đầu tư. Hạ Tưởng nói nếu chính quyền dùng biện pháp mạnh đuổi công ty xây dựng Phương Nam ra khỏi thành phố Yên thì không phải sẽ không phù hợp với mục đích cải tạo thôn Nội Đô sao? Thực ra Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chào đón việc cạnh tranh công bằng, cũng không muốn làm căng với một công ty, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chính quyền. Đã có người chủ động ra mặt giải quyết mối lo cho chính quyền thì sao y không chào đón chứ? Cao Hải có chút hứng thú nhìn Lý Hồng Giang rồi nói. Tiểu Lý có ý kiến gì hay thì cứ nói ra,
giải quyết mối lo cho chính quyền sẽ không quên. Lý Hồng Giang cười cười nhìn Hạ Tưởng một cái rồi nói. Thực ra ý này là tôi và thư ký Hạ trao đổi với nhau. Tôi chỉ biết làm công việc cụ thể, còn nếu trình bày thì không bằng thư ký Hạ. Hay là mời thư ký Hạ nói cho rõ ràng. Cao Hải coi như hiểu Hạ Tưởng nói đây là chủ ý của Lý Hồng Giang thực ra là cho Lý Hồng Giang mặt mũi, còn chủ ý là của Hạ Tưởng. Y nhớ đến ấy mình chẳng qua chỉ là thuận miệng nói về sự kiện thôn đỗ, thực ra khi ấy trọng điểm vẫn là cải tạo đường dân tộc và xử khiết, không ngờ Hạ Tưởng lại một lòng muốn giúp mình như vậy, còn muốn đẩy công lao cho người khác. Ân tình này cho dù do nể trọng Lý Đinh Sơn thì cũng là rất nặng. Cao Hải có chút cảm động. Hạ Tưởng giúp y mà không cần gì hết, mà còn toàn tâm toàn sức giúp y. Hơn nữa Hạ Tưởng còn mượn miệng Lý Hồng Giang mà nói ra, người thông minh không cần nói quá rõ câu chuyện. Cao Hải hiểu rõ Hạ Tưởng đây là không muốn mình nhớ ơn, đồng thời cũng muốn kéo Lý Hồng Giang một phen. Trong lòng Cao Hải hiểu rõ, nhưng nếu Hạ Tưởng đã có công như vậy mà Cao Hải thật sự không ghi nhận thì đó chính là thất bại trên phương diện làm người. Một người nếu làm người còn thất bại thì còn có tiền đồ gì nữa? Muốn làm quan trước phải làm người. Hạ Tưởng gật đầu với Lý Hồng Giang sau đó có vẻ bất đắc dĩ mà nói. Được rồi, tôi vất vả giúp anh một chút vậy. Nhưng phải nhớ lần này đó, anh nợ tôi một chầu rượu. Sau đó hắn nhìn Cao Hải mà nói. Chú Cao, cháu nói vậy nhưng chú nghe xong thì bỏ qua và đừng nhớ làm gì. Dù sao mọi người đã uống không ít, uống say sẽ hay mê sảng, có lẽ cũng không nhớ được. Cao Hải biết ý của Hạ Tưởng nên thở dài một tiếng. Được rồi, chú cũng không bắt buộc cháu. Ở trước mặt chú thì cứ thoải mái đi. Về sau dần dần cháu sẽ biết Cao Hải chú là một người có tình có nghĩa. Một ngày nào đó chú sẽ không làm quan nữa, nhưng tình cảm của chú cháu mình so với chức quan thì lâu dài hơn mà. Chương 145, tình huống ướt át. Hạ Tưởng gật đầu thật mạnh, sau đó hắn liền nói biện pháp muốn cho Lý Hồng Giang ra mặt lấy danh nghĩa công ty xây dựng số 2 lôi kéo công ty xây dựng Phương Nam, sau đó từng bước phân hóa và từ từ cắn nuốt công ty xây dựng Phương Nam. Biến công ty xây dựng Phương Nam trở thành một công ty phụ thuộc hoàn toàn vào công ty xây dựng tỉnh Yến, vừa có thể giữ lại công nhân của công ty xây dựng Phương Nam lại vừa nắm giữ được mạch máu kinh tế của công ty xây dựng Phương Nam. Đây có thể nói là một công đôi việc. Có cơm ăn, có việc để làm, công ty xây dựng Phương Nam cũng không nhàn rỗi tới mức gây loạn lung tung. Nếu bây giờ có công việc, có tiền thì con người đều sẽ lo cho cái lợi trước mắt. Cao Hải nghe xong một lúc lâu không nói gì. Y híp híp mắt không ngừng uống trà, uống gần như hết ấm trà, y mới mở to mắt mà nói. Biện pháp quá hay, Tiểu Lý, không biết làm như vậy có gì khó khăn không? Lý Hồng Giang mặc dù ở công trường lâu ngày nên tính cách khá nóng nảy, chẳng qua y không phải tên trẻ tuổi dễ xúc động nên vội vàng nói. Cũng giống như thư ký Hạ nói, công ty xây dựng số 2 tuy là đơn vị thuộc tỉnh nhưng những năm qua nhận không ít công trình của thành phố Yến, thật ra đều là người một nhà. Cao Hải cười nói với Hạ Tưởng. Cậu nhất định có ý tưởng gì phải không? Nói ra nghe một chút, không nói thì tôi coi như không có khó khăn gì. Hạ Tưởng liền cười nói. Dù sao cháu cũng uống hơi nhiều nên có câu này cháu mượn rượu nói với chú Cao. Giám đốc Lý là giám đốc chi nhánh của công ty xây dựng số 2. Giám đốc Lý chỉ có thể đại biểu chi nhánh mà lôi kéo công ty xây dựng Phương Nam. Nhưng chi nhánh thì hình như nghe ra hơi kém một chút. Cao Hải hiểu ngay ra ý của Hạ Tưởng nên nói. Tiểu Lý lên làm giám đốc chi nhánh bao năm rồi. Tổng giám đốc công ty xây dựng số 2 là Triệu Sướng Thông phải không? Tôi và anh ta cũng có chút quan hệ nên có thể nói vài lời. Thành phố Yến vào tháng 8 nóng hơn ở huyện Bá nhiều. Mặc dù bây giờ đã tối nhưng mà từng làn không khí nóng cuồn cuộn bay đến, không có chút mát mẻ nào. Tiễn Cao Hải. Lý Hồng Giang đứng ở trước cổng nhà hàng mà trong lòng còn nóng hơn nhiệt độ trong không khí của thành phố Yến. Y nhìn Hạ Tưởng đứng bên mà hận không thể nói những lời tận sâu trong lòng. Y rất kích động và cảm kích nhìn Hạ Tưởng, nhưng thấy vẻ mặt cười cười và thản nhiên của Hạ Tưởng thì bao lời muốn nói chỉ biến thành hai từ. Cảm ơn. Hạ Tưởng xua tay nói. Anh khách khí gì chứ, về sau nếu có việc tôi sẽ tìm anh giúp cơ mà, không nên nói lời cảm ơn với nhau. Sau này nếu cần anh bỏ tiền, bỏ sức thì tôi sẽ nói, tuyệt đối không coi anh là người ngoài. Lý Hồng Giang cười ha hả nói. Trong vấn đề này thì không vấn đề gì. Sau khi chào Lý Hồng Giang, Hạ Tưởng một mình từ từ đi trong bóng tối của thành phố Yến.
khắp nơi đều xa hoa, tiếng cười tiếng nói truyền sát qua tai. Các đôi nam nữ yêu đương đi sát bên nhau. Cô gái trang điểm lộng lẫy nhìn về phía người đi đường với ánh mắt quyến rũ làm hắn đột nhiên có cảm giác không thật. Hắn nhớ tới vệ tân bạn gái trong 3 năm cuối cùng của hắn ở đời sau, người bạn tốt tri kỷ duy nhất Tiêu Ngũ. Nghĩ đến vì thay Tiêu Ngũ trả nợ mà làm ngựa cho tiểu thư Phượng Mỹ Mỹ, qua đó đạt được cuộc sống mới. Tuy rằng rõ ràng ở trước mắt nhưng hắn đưa mắt nhìn biển người kiếp này, không biết mình có thể gặp bọn họ không. Hạ Tưởng liên tiếp từ chối mấy cô gái làng chơi. Hôm nay hắn đã uống rượu, máu trong người dâng lên, hơn nữa còn do bóng tối nên có chút kích động không nhịn được mà nhớ tới Thiếu Giai. Chẳng lẽ là do cơ thể trẻ trung quyến rũ của cô, hay là thích tình một đêm? Hắn luôn cảm thấy Thiếu Giai đối với mình như trong đám sương mù, nó mơ hồ khiến không thấy khuôn mặt của cô, không đoán ra suy nghĩ thật trong lòng cô. Mà Thiếu Giai xem trọng hắn ở điểm gì, coi trọng hắn có thể làm chỗ dựa, coi trọng hắn có tiền đồ. Hay là vì lúc ấy cô cần người đàn ông an ủi, cần cảm giác an toàn mà một người đàn ông mang tới. Hạ Tưởng rất đau đầu, hắn nghĩ mãi mà không rõ được tình cảm của mình và Thiếu Giai, không rõ Thiếu Giai là như thế nào. Hắn rút điện thoại di động ra định gọi cho Thiếu Giai, nhưng lại thấy máy hết pin. Hắn lắc đầu cười cười, đúng là trùng hợp một cách bất đắc dĩ. Bỏ đi, đành phải về khách sạn mà ngủ vậy. Hắn về khách sạn thì thấy đã gần 10 giờ tối. Hắn thấy cửa phòng Liên Nhược Hạm vẫn đóng kín, không biết cô đã về chưa. Mà dù về rồi thì cô chắc cũng đã ngủ. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà vào phòng tắm rửa, sau đó thay quần áo và nằm lên giường ngủ. Hạ Tưởng đang ngủ ngon thì nghe thấy có người gõ cửa. Hạ Tưởng lúc này vẫn chưa hết hơi men liền mặc quần xịp mà ra mở cửa. Hắn vừa mở cửa thì thấy một cơ thể nóng bỏng nhào vào lòng, đồng thời bên tai có tiếng thét đầy sợ hãi. Cứu tôi! Hạ Tưởng mau cứu tôi. Một thanh niên uống rượu và chưa hết men say mà nói, nửa đêm tỉnh dậy thì bình thường bên dưới rất cao, đây là phản ứng sinh lý bình thường. Hạ Tưởng là người đàn ông bình thường nên không thể tránh khỏi. Hơn nữa bên dưới hắn chỉ mặc quần lót, bây giờ đột nhiên ôm một cơ thể mềm mại, thơm tho vào trong lòng, bên tai lại nghe thấy tiếng cầu cứu cũng có thể nói là lời đầy quyến rũ. Vào lúc này hắn chỉ thấy máu trong người sôi lên. Hắn dùng một tay ôm sát người kia vào lòng, hai người dính sát vào nhau, ngực dán ngực, bụng dán bụng chỉ cách có lớp quần áo đáng ghét, bên dưới cũng đẩy sát tới váy ngủ bằng lụa của cô gái. Liên Nhược Hạm gần như khóc thành tiếng. Tại anh không về sớm, tại anh khiến con dán bò lên giường, tại anh làm tôi nằm mơ thấy ác mộng. Liên Nhược Hạm như một đứa bé cô đơn không người giúp nhào vào lòng bố mẹ mà thì thào lẩm bẩm. Trong giọng mang theo sự bất lực và đau lòng khiến người ta phải thương xót. Cô có lẽ có thời thơ ấu bất hạnh, trong đầu Hạ Tưởng đột nhiên hiện ra suy nghĩ này. Bề ngoài cô tỏ vẻ lạnh nhạt, thực ra đó là vì che giấu sự đau lòng và bất lực ở bên trong. Liên Nhược Hạm vừa kéo đi tấm mặt nạ ngụy trang thì sẽ biến thành một cô bé yếu đuối và đáng thương. Trong ánh đèn không quá sáng, Hạ Tưởng thấy trong đôi mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, khuôn mặt hoảng hốt. Trong mắt cô còn mơ hồ lộ ra giọt lệ, trông cô lúc này rất đáng thương. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu da bằng tơ tằm, dây bên vai trái đã rơi xuống lộ ra nửa bờ vai trắng nõn làm người ta mơ màng. Hai bên vú trước ngực do bị đè ép nên đã dán sát vào ngực hắn, vừa mười phần co giãn lại mềm mại động lòng. Cô chu môi lên, vẻ mặt khát khao được bảo vệ, được ôm ấp. Hạ Tưởng khẽ vỗ vỗ sau lưng cô mà an ủi. Không phải sợ. Cô một mình đánh ba kẻ xấu mà còn phải sợ một con rán nhỏ bé sao? Hơn nữa rán có nhiều chất dinh dưỡng, ăn rất ngon. Nó còn ức hiếp cô, tôi ăn nó thay cô. Ăn thế nào được, rán ghê lắm. Liên Nhược Hạm không nhịn được nở nụ cười, chẳng qua trên mặt cũng bớt hoảng hốt hơn. Anh không biết khi tôi còn bé có một lần chạy ra ngoài chơi, khi về đến nhà thì bị ném vào trong phòng không cho ra. Bên trong toàn là rán. Rắn còn bò lên chân tôi làm tôi sợ tới mức khóc giống lên. Khóc đến hơn 2 tiếng thì mới được bố cứu ra, sau đó tôi bị bệnh nặng. Về sau cứ thấy rắn là tôi sợ muốn chết. Chuột, rắn tôi không sợ, chỉ sợ rắn. Tổn thương về tâm lý thời bé là tổn thương khó khép lại nhất. Liên Nhược Hạm thực ra không phải sợ rắn mà là do khủng hoảng về tâm lý. Cô sợ ám ảnh thời thơ ấu của mình. Hai người ôm sát lấy nhau. Có vẻ như không ai ý thức được tư thế này mập mờ như thế nào. Hạ Tưởng nghe thấy Liên Nhược Hạm nói ra vấn đề tâm lý của cô, hắn cũng nhớ đến chuyện hồi bé của mình.
Cô biết tôi sợ nhất thứ gì không? Hồi bé tôi thấy chó sói cũng không sợ. Một con chó sói cao như người cũng không cắn được tôi còn dám trêu nó. Con rắn dài cả mét tôi cũng dám bắt, nhưng tôi chỉ sợ thằn lằn. Thằn lằn cô biết không? Chính là con thằn lằn hay chạy trong đồng đó. Nó chạy rất nhanh, cắn người cũng không có độc. Chẳng qua tôi thấy thằn lằn là hai chân run lên. Cô biết vì sao không? Liên Nhược Hạm bị chuyện hồi bé của Hạ Tưởng hấp dẫn nên từ từ bình tĩnh lại. Cô mở to đôi mắt có chút tò mò nói. Tôi đã thấy thằn lằn, không đáng sợ mà. Đúng là không đáng sợ. Trước đó tôi không sợ nó. Nhưng năm ấy có một lần đang chơi thì đột nhiên có con thằn lằn chui vào ống quần tôi, sau đó nó chạy lên trên đùi. Tôi túm vào quần và bắt được nó, không dám bỏ tay ra. Tôi sợ tới mức khóc giống lên, bọn bạn ở bên còn cười nhạo tôi, nói tôi mà bỏ tay thì con thằn lằn sẽ cắn đứt. Hạ Tưởng đột nhiên thấy không ổn. Hắn vốn muốn làm Liên Nhược Hạm không còn chú ý, nhưng nói ra hắn thấy câu cuối không ổn nên dừng lại. Vì thế hắn chỉ có thể cười ha hả và không nói nữa. Liên Nhược Hạm khó hiểu hỏi. Cắn đứt cái gì, anh nói mau đi. Cái này à, không tiện nói mà. Hạ Tưởng gãi gãi đầu thầm nghĩ đã nói chạy lên đùi thì còn cắn gì nữa. Cô thật sự không biết sao. Nói mau, nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng thì không phải đàn ông. Được rồi, tôi nói. Cô đừng có trách tôi nói thật đó nhé. Hạ Tưởng nghĩ thầm ai sợ ai. Tôi còn không sợ cô xấu hổ sao. Dù sao mình cũng còn men say chưa hết nên nói ra cũng không sao. Đám bạn cười tôi nói sẽ cắn đứt thằng bé của tôi. Liên Nhược Hạm đột nhiên mới hiểu ra thứ trong lời Hạ Tưởng nói là gì. Cô có thể khẳng định nó không bị cắn đứt, vì bây giờ nó đang ưỡn lên đụng đụng vào bụng dưới của cô, nó rất cứng và nóng giống như muốn tuyên bố với cơ thể của cô về sự tồn tại của nó, cũng như có ý muốn tiến thêm một bước. Cô vừa xấu hổ vừa khẩn trương đẩy Hạ Tưởng. Mình cũng lui vào sau dựa vào cửa. Cô lúc này mới cảm thấy hai bên vú mình bị chèn quá mức khiến nó biến hình. Cô thẹn quá hóa giận dùng tay ôm ngực rồi nói. Hạ Tưởng, anh là đồ lưu manh, tôi hận anh. Liên Nhược Hạm nghĩ mình lớn như vậy còn chưa bị đàn ông ôm qua, càng chưa từng bị đàn ông dùng thứ kia đẩy đẩy vào cơ thể cô. Cô hận không thể giết Hạ Tưởng, nước mắt cũng bắt đầu tuôn chảy. Hạ Tưởng bị Trương Tín Dĩnh mắng là đồ lưu manh nhiều lần. Nhưng đây là cô vu oan cho hắn. Bây giờ lại bị Liên Nhược Hạm mắng là lưu manh nhưng thật ra hắn cũng oan uổng. Hắn lùi ra sau một bước thấy Liên Nhược Hạm dùng hai tay che ngực như một con cừu non bị ức hiếp. Hạ Tưởng muốn cười lại không thể cười. Liên Nhược Hạm, tôi nghĩ cần phải giải thích rõ ràng tình hình vừa nãy mới được. Thứ nhất là cô chủ động gõ cửa tiến vào rồi chủ động nhào vào lòng tôi. Thứ hai tôi bị cô ôm nên đành phải ôm lại cô do lễ phép. Đồng thời cũng vì an ủi cô. Thứ ba chỗ đó của đàn ông thường xuyên không nghe lệnh, nó tự động biến hóa, có đôi khi đầu óc không thể khống chế. Hơn nữa trước và sau khi cô vào thì nó vẫn như vậy. Cô ôm tôi thì nó càng bị kích thích hơn và vẫn không chịu xuống. Không thể trách tôi, nó không nghe lời tôi. Anh còn nói nữa, mau mặc quần áo vào rồi nói chuyện với tôi. Tôi hận anh chết được. Liên Nhược Hạm bị lời này của Hạ Tưởng làm cô không tự chủ nhìn vào bên dưới của hắn. Hạ Tưởng lúc này chỉ mặc mỗi quần lót, chỗ đó đang cao tướng lên khiến cô xấu hổ vội vàng nhắm mắt lại. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lấy chiếc chăn quấn vào người, quần áo của hắn ném trên mặt đất nên mặc vào sẽ rất phiền phức. Liên Nhược Hạm mở to mắt, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận. Cô cũng lấy một chiếc chăn khác mà khoác lên người, sau đó đầy tức tối trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Sau đó cô ngồi đối diện với hắn mà nói. Anh đúng là đồ xấu xa, lưu manh vô sỉ, nhân lúc người lâm nguy mà làm loạn, cả người anh toàn thứ ghê người. Anh, cô mắng đủ chưa? Hạ Tưởng không nhịn được cơn giận trong lòng. Chưa. Liên Nhược Hạm đứng lên ra vẻ muốn phân rõ phải trái, cô trông đầy điêu ngoa nhưng lại có vẻ đáng yêu, thêm vào đó là sự hiếu thắng. Tôi phải mắng anh, mắng chết anh. Anh có thể làm gì tôi? Anh dám làm gì chứ? Cô trợn mắt, trong mắt lộ rõ một tia khiêu khích và uy hiếp, còn có một tia tức giận không thể khống chế. Hạ Tưởng bị chọc giận nên đứng dậy mà lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo cô, Liên Nhược Hạm cô không nên không biết rõ trắng đen. Chuyện này là do cô tự chuốc. Cô đêm khuya vào phòng tôi có ý tốt an ủi cô vậy mà cô lại như thế hả, vậy mà còn bị cô mắng. Được rồi, bây giờ mời cô ra khỏi phòng tôi. Tôi có trần chuồng ngủ cũng là tự do của tôi.
Liên Nhược Hạm giận tím mặt mà đứng bật dậy, chiếc chăn trên người rơi xuống mà cô cũng không thèm để ý. Hạ Tưởng, anh dám vô lễ với tôi như vậy, anh có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là chặt đứt tiền đồ của anh, cho anh thành kẻ trắng tay không? Hai chiếc giường rất gần nhau, giữa hai người coi như gần trong gang tấc. Cho dù Hạ Tưởng chín chắn, trưởng thành hơn người cùng tuổi nhưng lại bị sự điêu ngoa, không phân rõ trắng đen của Liên Nhược Hạm làm cho máu dâng lên. Hắn đột nhiên tức tối lao tới trước đè Liên Nhược Hạm xuống bên dưới. Hai tay đè chặt hai tay cô, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tôi tin Liên Nhược Hạm cô là người có thần thông, có thể muốn làm gì thì làm một kẻ nhỏ nhoi như tôi. Nhưng cô có tin là bây giờ tôi có thể có được cô? Cho dù cô giết tôi thì cả đời cô cũng không thoát khỏi sự thật là bị tôi cưỡng gian không? Nói xong Hạ Tưởng không quan tâm gì hết mà hung hăng hôn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cô. Liên Nhược Hạm bị giữ chặt nên không thể né tránh. Chẳng qua cô ngậm chặt miệng, mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, cô hận không thể dùng ánh mắt giết chết Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm thấy đôi môi mềm mại, ẩm ướt và ấm áp của cô có một chút lạnh lẽo. Hắn đưa đầu lưỡi ra cảm nhận một chút, hắn cảm thấy cơ thể bên dưới từ từ mềm đi, hắn liền nghiêng người đứng lên, hai tay khoanh trước ngực mà lạnh lùng nói. Được rồi đó, tôi đã hoàn toàn ức hiếp cô muốn xử lý tôi thế nào thì tùy. Váy ngủ của Liên Nhược Hạm chỉ che được quần lót, đôi chân trắng muốt lộ ra trước mặt Hạ Tưởng. Hơn nữa cô ngửa mặt nằm trên giường đúng là quá hấp dẫn đối với một người đàn ông. Chẳng qua Liên Nhược Hạm tất nhiên không để cho Hạ Tưởng tiếp tục thưởng thức. Cô xoay người ngồi dậy, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn Hạ Tưởng rồi nói. Tôi sẽ nhớ mãi chuyện hôm nay, tôi sẽ còn quay lại, mời anh phải nhớ kỹ. Vậy cô có còn ở đây nữa không? Mời cô về phòng, tôi buồn ngủ rồi. Tôi không về, tôi không về. Liên Nhược Hạm không biết vì cái gì mà lại cáu kỉnh ngồi xuống giường, một lần nữa lấy chăn khoác lên người. Có giỏi thì anh đè lên tôi lần nữa, xem tôi có tha cho anh không. Lời này đúng là cố ý khiêu khích, Hạ Tưởng cũng đang tức nên bác lại ngay. Không đè lên cô nữa, tư thế đó của cô làm người ta rất không thoải mái. Anh! Liên Nhược Hạm tức đến tóe lửa, thấy Hạ Tưởng ra vẻ không bỏ qua thì cô cũng tức tối. Anh còn là đàn ông không? Sao hẹp hòi hơn phụ nữ vậy, đúng là trẻ danh. Khi Liên Nhược Hạm tỉnh lại thì cô sửng sốt mất mấy giây rồi vội vàng kéo chăn, thấy váy ngủ vẫn không bị làm sao, cô lúc này mới thở phào một tiếng. Hạ Tưởng không thấy đâu, chỉ thấy có một tờ giấy trên tủ đầu giường viết vài dòng. Đồng chí Liên Nhược Hạm, số điện thoại của tôi là... Nghỉ ngơi cho khỏe. Liên Nhược Hạm vừa tỉnh lại thì thấy câu như vậy thì tức giận đến độ dở khóc dở cười, cô xé tờ giấy thành nhiều mảnh. Đồ đàn ông chết tiệt, cho rằng tôi không dám xử lý anh sao? Anh chờ đó. Cô vung tay ném mấy mảnh giấy xuống đất rồi lại mỉm cười. Còn biết đắp chăn cho mình, à, còn có cả nước sôi để nguội, bữa sáng, không ngờ cũng khá quan tâm. Hạ Tưởng đi trên đường hít thở không khí trong lành, hắn gọi cho Lý Đinh Sơn. Hắn biết Lý Đinh Sơn có thói quen dậy sớm, quả nhiên vừa gọi thì bên kia đã nghe máy. Hạ Tưởng nói chuyện gặp mặt Cao Hải với Lý Đinh Sơn. Đồng thời cũng không giấu việc giới thiệu Lý Hồng Giang với Cao Hải. Đương nhiên tình hình cụ thể và tin tức liên quan tới công ty xây dựng Phương Nam thì hắn không thể nói. Lý Đinh Sơn cũng quen với việc Hạ Tưởng báo cáo với mình. Y không hỏi nhiều, cũng không tỏ vẻ cho thấy có hứng thú với việc Lý Hồng Giang và Cao Hải gặp mặt. Bởi vì có chuyện khác làm y thấy phức tạp. Tiểu Hạ, Sử Khiết gọi điện cho tôi, nói muốn gặp tôi. Tôi lấy lý do không có thời gian mà từ chối. Cô ấy từ chỗ Cao Hải biết cậu tới thành phố Yến nên nói dù như thế nào cũng phải để cậu đến nhà một chuyến. Đây vốn là việc riêng của tôi thì không nên làm phiền cậu. Hạ Tưởng vội vàng nói. Bí thư Lý nói gì vậy? Trong mắt tôi chỉ cần là chuyện của ngài thì việc công, việc tư đều là việc của tôi. Ngài nói cho tôi biết gì Sử đang ở đâu và thời điểm nào thì có thể tới. Tôi sẽ lập tức đi tới đó. Lý Đinh Sơn có chút xấu hổ không muốn làm phiền Hạ Tưởng. Y đây là không muốn lộ một mặt chân thật kia của mình với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng muốn giải bài toán khó cho Lý Đinh Sơn, hắn cho rằng Lý hai người Đinh Sơn và Sử Khiết nhiều năm như vậy vẫn chưa lấy người khác, điều này chứng minh vẫn còn tình cảm. Hơn nữa hắn cũng đoán Lý Đinh Sơn vẫn nhớ tình cũ. Hai người còn có một đứa con nhưng có lẽ Lý Đinh Sơn còn do vì hôn nhân hoặc là sợ Sử Khiết một chút nên mới vậy. Sử Khiết ở tại khu nhà số 1 tỉnh ủy,
đây là nơi ở mà cho cán bộ tỉnh ủy mà tỉnh Yến xây dựng đầu tiên. Mặc dù nơi này cũ hơn khu nhà số 2, số 3 nhiều, nhưng khu số 1 này có hoàn cảnh thanh nhã, cây cối tùm, hơn nữa lại rộng nhất. Từ ngoài đường ồn ào tiến vào trong khu nhà tỉnh ủy số 1 với gió mát hiu hiu, chim hót líu lo. Hạ Tưởng cảm thấy mình lạc vào thế giới thần tiên. Ánh mắt lạnh lùng của cảnh vệ ngoài cửa làm cho Hạ Tưởng rất khó chịu. Giống như hắn đến đây gây chuyện vậy. Sau khi đăng ký rồi gọi điện xác nhận thì cảnh vệ mới cho đi vào. Bảo vệ ở đây đúng là không thua gì bên trụ sở ủy ban nhân dân thành phố. Quyền lực mang tới rất nhiều ưu đãi, không những bên ngoài mặt đã rất oai phong mà ngay cả người nhà cũng được bảo vệ khá an toàn. Chương 146, nguyên nhân cuộc hôn nhân của Lý Đinh Sơn không hạnh phúc. Hạ Tưởng dậy từ sớm là muốn gặp Tiếu Giai. Nói thật đối với Tiếu Giai, người phụ nữ đầu tiên của hắn sau khi tái sinh thì đúng là hắn có chút nhung nhớ, cũng có chút hoài người yểm. Nhưng không ngờ sau khi gọi điện với Lý Đinh Sơn, hắn phải tới khu này để gặp vợ cũ của Lý Đinh Sơn Sử Khiết. Sử Khiết ở tại nhà riêng tại dãy số 8. Hạ Tưởng ấn chuông cửa thì một lát sau có một người phụ nữ trung tuổi da hơi đen, người hơi béo đi ra. Chị ta thấy Hạ Tưởng liền ngẩn ra và nói. Cậu là Hạ Tưởng. Chẳng lẽ đây là Sử Khiết, vợ cũ của Lý Đinh Sơn? Hạ Tưởng có chút thất vọng, sau đó nghĩ cũng là bình thường. Hắn vốn nghĩ Sử Khiết là con của quan to thì nhất định cũng là người đẹp, cho dù bây giờ đã trung tuổi nhưng vẫn còn quyến rũ mới phải. Nhưng không ngờ Sử Khiết chẳng những không có vẻ gì xinh đẹp mà khuôn mặt cũng bình thường, chỉ có thể xếp ở tầm trung mà thôi. Cán bộ cao cấp thì có không ít con gái, nhưng không nhất định con gái của cán bộ cao cấp là người đẹp. Con gái cán bộ cao cấp mà vừa đẹp vừa thông minh như Tào Thù Lê lại càng hiếm có. Sử Khiết mời Hạ Tưởng vào rồi dùng ánh mắt nhìn hắn một chút. Sau đó nhẹ nhàng nói. Cô giúp việc ra ngoài mua đồ ăn chưa về. Chờ lát nữa về sẽ lấy nước cho cậu, sáng cũng không quá khát mà. Hạ Tưởng có chút không thoải mái với thái độ kiêu căng và ngạo mạn của cô ta. Ông bố từng là bí thư tỉnh ủy mà đã về hưu từ nhiều năm trước, cũng không nghe nói Lý Đinh Sơn nói cô ta bây giờ giữ chức vụ quan trọng gì, không ngờ còn ra vẻ như vậy. Chẳng qua cô ta dù sao cũng là bề trên nên Hạ Tưởng vẫn cung kính nói. Cô không cần khách khí với cháu như vậy. Cháu ở thành phố Yến có nhiều bạn nên không thiếu nước uống. Cô có chuyện gì nếu tiện thì cứ nói với cháu. Sau khi về cháu nhất định sẽ tự mình nói lại với bí thư Lý. Sử Khiết kiêu ngạo khác Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm là vẻ lạnh nhạt không nhiễm bụi trần. Sự kiêu ngạo của cô không nhằm vào thân phận của người khác cao hay thấp. Cô đều dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống nhưng không phải coi thường. Sử Khiết lại có ánh mắt coi thường. Từ trong mắt của cô lộ rõ vẻ nghi ngờ và không tin vào Hạ Tưởng. Đinh Sơn sao lại coi trọng câu, cậu còn trẻ như vậy thì làm việc có thể tin cậy sao? Sử Khiết lắc đầu rồi ra vẻ nuối tiếc nói. Bỏ đi, cậu đã đến đây thì không thể để cậu về tay không được. Cậu nói với Lý Đinh Sơn một câu, đứa bé cần bố. Anh ta cũng cần một gia đình, càng cần có một người trải đường làm quan cho anh ta. Hạ Tưởng thở dài một tiếng trong lòng. Hắn thế mới biết nguyên nhân mà Lý Đinh Sơn và Sử Khiết ly hôn. Sự kiêu căng của Sử Khiết là một cây kim rất dễ làm người ta tổn thương, hơn nữa cô ta còn không biết kiềm chế như một con nhím. Dù là lời nói hay cử chỉ đều có thể làm người ta bị tổn thương. Liên Nhược Hạm so với Sử Khiết thì thông minh hơn. Liên Nhược Hạm cao ngạo giống như một con mèo vậy. Cô bình thường thu vuốt lại không làm người ta bị thương nhưng cũng sẽ không bị mài mòn, chỉ lúc nào cần mới lộ ra mà thôi. Sử Khiết và Lý Đinh Sơn làm vợ chồng nhiều năm, không ngờ còn không biết tính cách của Lý Đinh Sơn nhìn qua thì ôn hòa nhưng thật ra lại rất quật cường. Năm đó Lý Đinh Sơn không theo chính trị, bây giờ theo chính trị mà không chủ động liên lạc với bố vợ thì nguyên nhân chính là do Sử Khiết. Sử Khiết có thái độ cao cao tại thượng như vậy, với vị thế chùa bố cô ta thì đúng là có thể tạo đường cho Lý Đinh Sơn. Nhưng muốn cho Lý Đinh Sơn đổi ý thì chỉ có thể khiến việc này phản tác dụng. Hạ Tưởng hiểu điều này nhưng không thể nói thẳng ra nên gật đầu nói. Được, cháu nhất định sẽ nói nguyên văn với bí thư Lý, không biết cô còn gì cần dặn dò không? Sử Khiết không trả lời câu hỏi của Hạ Tưởng mà hỏi. Đinh Sơn ở huyện Bá thế nào? Nghe nói anh ta là bí thư huyện ủy lại bị chèn ép nên không quá thoải mái phải không? Cậu nói cho Đinh Sơn là chỉ cần anh ta mở miệng thì sẽ có người thay anh ta nói ra với thành phố chương trình. Như vậy thì anh ta cũng không vất vả như vậy nữa.
Lý Đình Sơn từ khi mới tới huyện bá bị đủ áp lực mà vỡ không dùng quan hệ của mình, cũng không muốn dùng ngay lập tức sức ảnh hưởng của bố vợ. Theo Hạ Tưởng nghĩ thì Lý Đình Sơn là người rất kiêu ngạo, tự trọng, y không phải không biết dựa vào mạng lưới quan hệ nhiều năm của bố vợ, không thể không có chút quan hệ nào ở thành phố Chương Trình. Nhưng vào lúc khó khăn nhất Lý Đình Sơn lại chưa hề tỏ vẻ sẽ mở miệng nhờ bố vợ, ý đây chính là Lý Đình Sơn muốn dựa vào nỗ lực của mình mà khắc phục khó khăn. Lý Đình Sơn cũng không muốn cho Sử Khiết có ảo tưởng là ông ta muốn quay lại. Sử Khiết kiêu căng và tự cho mình là đúng khiến Hạ Tưởng rất buồn bực. Y nói thẳng, khó khăn thì có, chẳng qua bây giờ đã mở được cục diện, khó khăn sẽ trôi qua. Và về sau bí thư Lý sẽ tốt hơn nhiều. Sử Khiết không tin mà nói. Không thể, Đình Sơn đột nhiên mà tới, căn cơ ở địa phương mà cũng không có hậu trường ở thành phố Chương Trình. Mà chỗ dựa của anh ta chỉ có Tống Chiêu Độ phải không? Tống Chiêu Độ bây giờ còn không thể giữ mình thì còn có thể lo cho anh ta sao? Hạ Tưởng, cậu không thể nói linh tinh, cứ như ằng Lý Đình Sơn đã nắm giữ tình hình huyện bá. Cô nói quá lời rồi. Cháu là thư ký của bí thư Lý thì tuy không dám nói lắm rõ tình hình huyện bá như trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng cũng có tự tin. Đối với Sử Khiết, Hạ Tưởng cười lạnh trong lòng. Trên đời này có rất nhiều người tự cho mình là đúng. Hắn cũng lạnh nhạt nói. Cháu nói mở ra cục diện chỉ là nói một cách bảo thủ. Nếu như nói thẳng một chút thì dù nói bí thư Lý đã khống chế tình hình trong tay cũng không quá. Quả nhiên bí thư như thế nào thì thư ký cũng là như vậy. Sử Khiết cười lạnh một tiếng mà nói. Lý Đình Sơn thích khoe khoang, cậu đi theo Lý Đình Sơn cũng học cách nói khoác. Nói thì dễ đó, không có căn cơ, không có chỗ dựa, chỉ bằng hai người đi xuống huyện bá mà có thể mở cục diện. Cứ nói mạnh miệng mà thôi, nói ra thì có ai tin chứ. Hạ Tưởng lần này chỉ là đến truyền lời giúp Lý Đình Sơn, không phải là đến cãi nhau với Sử Khiết. Hắn thấy Sử Khiết lộ ra vẻ như vậy thì thầm nghĩ với tính cách của cô ta mà muốn quay lại với Lý Đình Sơn thì đúng là khả năng không lớn. Hắn cũng không còn gì để nói với cô ta nên cười nói. Cháu chỉ là trả lời câu hỏi của cô mà thôi, cũng không nói quá sự thật. Nếu cô không tin thì cháu cũng đành chịu. Hơn nữa bí thư Lý cũng không muốn ép người khác phải tin năng lực của mình. Nếu không còn việc thì cháu đi trước. Sử Khiết xua tay nói. Vậy cậu nói với Lý Đình Sơn bảo anh ta tự giải quyết đi. Hạ Tưởng đứng lên thì đột nhiên có một giọng già nua từ trong phòng truyền ra. Cậu thanh niên ở lại thêm chút đã. Sử Khiết nghe thấy liền vội vàng đứng lên nói. Bố sao đã tỉnh lại rồi thế? Sao bố không ngủ thêm chút nữa? Một ông lão đầu bạc từ trong phòng đi ra. Ông nhìn có vẻ tầm 70, người không cao nhưng bước đi rất kiên định, trong tay cầm hai quả bi sắt không ngừng lăn lăn. Ông nhìn thẳng vào Hạ Tưởng rồi đột nhiên gật đầu nói. Cậu cũng được, tinh thần, khí chất đều trầm ổn. Ánh mắt của Đinh Sơn rất được, cậu là sự trợ giúp lớn đối với Đinh Sơn, cậu là Hạ Tưởng à? Hạ Tưởng gật đầu rồi hơi khom người. Lão gia tử quá khen. Sử Khiết khinh thường nói. Bố đừng nghe cậu ta nói lung tung, con cảm thấy lời cậu ta nôi không đáng tin, đây là được Lý Đinh Sơn ám chỉ trước. Ông lão trừng mắt nhìn Sử Khiết rồi nói. Người giúp việc đi mua đồ ăn sao còn chưa về, con ra ngoài sầm sao, tranh thủ mua luôn đồ mà bố thích ăn về. Sử Khiết mặc dù không tình nguyện nhưng không dám cãi lời ông bố nên chỉ có thể tức tối rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Hạ Tưởng ra hiệu hắn đừng nói lung tung. Hạ Tưởng thực ra cũng không có ý nói chuyện với ông lão, nhưng Sử Khiết vừa đi, ông lão đã giơ tay lên nói. Cậu ngồi xuống nói chuyện một lát, không ngại tôi già rồi nên không muốn nói chuyện với tôi chứ. Hạ Tưởng vẫn luôn là người duy trì được tác phong khiêm tốn cẩn thận. Nghe ông lão nói, hắn liền nói. Ông nói đùa rồi, có thể nói chuyện với ông là vinh dự của A Bao người nằm mơ đều không được. Cháu chính là trong lúc vô tình nhặt được bảo bối. Cháu chỉ có thể cung kính mà không dám nghĩ gì nhiều. Ông lão cười ha hả nói. Tôi cũng không vòng vo với cậu. Tôi đúng là cảm thấy hứng thú với việc Đinh Sơn làm như thế nào mở cục diện ở huyện bá. Tiểu Hạ có thời gian nói chuyện với ông lão này không? Hạ Tưởng không có lý do gì từ chối ý tốt của ông lão. Đối với cựu bí thư tỉnh ủy này thì hắn có chút khó hiểu sao mình lại không hề sợ hãi và ngưỡng mộ. Ngược lại hắn lại thấy ông rất dễ gần. Không hề có vẻ quan cách nào cả. Có lẽ một người khi thực sự bỏ mặt nạ quan chức đi,
hoặc là một người ý thức được dù là làm quan đến mức nào thì khi lui ra cũng chỉ là một ông lão không có việc gì làm mà thôi. Hạ Tưởng liền nói vài điểm quan trọng như khi Lý Đình Sơn mới tới huyện bá thì yếu thế, sau đó âm thầm lôi kéo, phân hóa các thường vụ huyện ủy, cuối cùng từ từ nắm giữ quyền chủ động, hoàn toàn đánh bại Lưu Thế Yên. Đương nhiên trong đó hắn bỏ qua tác dụng quan trọng của hắn. Ông lão nghe xong và vẫn nở nụ cười. Ông đưa ra ba ngón tay và nói ba câu. Ngay từ đầu thì không quá quả quyết. Thứ hai phản kích không đủ nhanh gọn, quyết đoán. Thứ ba Lưu Thế Hiên phải trừ đi không thể để tồn tại được. Nói xong ông cười cười tự giễu. Tôi có phải yêu cầu quá nghiêm khắc với Lý Đinh Sơn không? Đinh Sơn mới vào quan trường thì thủ đoạn mặc dù có nhưng vẫn khá mềm. Có thể từng bước tiến tới như vậy cũng là hiếm có. Ông lão từng là bí thư tỉnh ủy nói như vậy thì Hạ Tưởng chỉ có thể chăm chú lắng nghe mà không dám đưa ra ý kiến. Ông lão thấy Hạ Tưởng khá rụt rè nên cười nói. Vừa nãy cậu và Sử Khiết nói chuyện thì tôi nghe cậu nói có lý, sao bây giờ nói chuyện lại rụt rè như vậy, không nói gì là sao? Có phải là cảm thấy tôi và các ông lão khác là như nhau không? Hạ Tưởng vội vàng cung kính nói. Ông nghĩ nhiều quá rồi ạ. Ông nói chính là đạo lý cuộc sống. Cô Sử vừa nãy nói chính là ý kiến cá nhân của cô ấy. Cuộc đời con người chính là do con người tích lũy và lĩnh ngộ ra. Cái nhìn của cá nhân cũng sẽ có nhiều điểm không đúng. Cháu cảm thấy cũng nên đưa ra các ý kiến khác nhau. Sử lão cười ha hả nói. Tiểu Hạ nói chuyện rất khôn khéo. Đinh Sơn có người như cậu đúng là có phúc. Cậu nói xem Sử Khiết và Đinh Sơn có thể trở lại với nhau không? Hạ Tưởng có chút khó xử nói. Bí thư Lý là lãnh đạo của cháu, việc cá nhân của bí thư Lý thì cháu không tiện đưa ra ý kiến. Chương 147, lời khuyên của Sử Lão và tâm sự của Tiếu Giai. Sử Lão không hài lòng nói. Tiểu Hạ, cậu còn trẻ, phải có chí tiến thủ, nên nói phải nói, đừng ấp a ấp úng như vậy. Sử Khiết là con gái tôi nên tính cách như thế nào thì tôi biết rõ. Năm đó do tôi bận công tác nên quên giáo dục mới khiến nó lớn lên mà không biết kính trọng người khác. Vì thế mới có kết quả ngày hôm nay, không nói đến Sử Khiết nữa, nói về suy nghĩ của cậu đi. Đến lúc này Hạ Tưởng biết Sử Lão quả thực muốn nghe suy nghĩ của hắn, hắn liền nói thật. Cháu nghĩ tất cả người đàn ông bao gồm cả bí thư Lý đều không dễ dàng bỏ qua cho vợ mình luôn ra vẻ cao cao tại thượng. Người thực sự xuất thân cao quý chính là người dù đứng trên đỉnh thế giới thì dù nhìn xuống cũng không coi thường người khác. Dù là ánh trắng chiếu vào cung điện huy hoàng hay vũng nước đọng thì nó vẫn như cũ, không cao quý thêm, cũng không bẩn đi. Coi thường chính là tuyết đọng trên vàng sẽ bị nhuốm thành màu vàng, đọng trên bùn sẽ thành nước bẩn. Hạ Tưởng nói xong thì có chút hối hận, hắn nói xong mà không biết sao mình vẫn trầm ổn mà lại vậy. Là do Sử Khiết coi thường nên hắn mới như thế sao? Thực ra với sự nhẫn nhịn của hắn thì Sử Khiết chẳng qua chỉ là một cô gái con quan to, không việc gì phải so đo, có lẽ là bất bình thay Lý Đinh Sơn. Hoặc là hắn vì tức liên nhược hãm nên gặp Sử Khiết đã không thể khống chế. Sử lão hơi tái mặt, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia tức giận mà nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng một lúc. Dù sao ông từng là bí thư tỉnh ủy nên quan uy sẽ tạo khí thế kinh người. Hạ Tưởng lần đầu tiên ngồi nói chuyện với quan to cấp tỉnh như vậy. Mặc dù Sử lão đã lui về nhiều năm, nhưng ông cả đời làm quan, trên người tạo thành một khí thế ép người khiến hắn không dễ chịu. Hạ Tưởng không nói gì, ánh mắt trong suốt cố đè cơn bối rối trong lòng, vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào Sử lão. Hắn thầm nói nếu Sử lão và Sử Khiết đều kiêu căng, tự đại như nhau thì khi về sẽ chi tiết nói lại với Lý Đinh Sơn. Về phần Lý Đinh Sơn lựa chọn như thế nào thì không cần đoán cũng biết kết quả. Không biết qua bao lâu khí thế của Sử lão biến mất khi tay ông xoay chuyển quả bi sắt trong tay. Ông cười ha hả nói. Đạo làm quan không phải lúc nào cẩn thận cũng tốt. Đối với lãnh đạo đôi khi phải dám nói thật, dám đưa ra ý kiến phản đối. Từ cấp huyện muốn lên cấp thành phố thì ngoài việc có chiến tích còn phải dùng trí mà tiến. Đến cấp thành phố thì hầu hết cán bộ sẽ có quan niệm làm quan một khóa, tạo phúc một phương. Bởi vì có đến 80% cán bộ không qua được cửa từ thành phố lên tỉnh, như vậy bọn họ cũng chỉ lưu danh lại mà thôi. Mà một khi lên đến cấp tỉnh thì phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Người đó sẽ không hy vọng người của mình đều là những kẻ chỉ biết nịnh bợ. Người đó cần cấp dưới phải có năng lực làm việc, phải sáng tạo. Tiểu Hạ, đường của cậu dựa vào chính cậu, nhưng địa vị khác thì tầm mắt khác. Tâm trạng lãnh đạo từng cấp cũng khác nhau.
Cậu đừng trách ông già này nói nhiều. Sử lão với bao năm kinh nghiệm chính trị, từ cơ sở đi lên bí thư tỉnh ủy thì những trải nghiệm của ông không phải vài câu ngắn ngủi là nói hết. Nhưng từng đó cũng khiến Hạ Tưởng được lợi rất nhiều. Hắn hiểu rất nhiều cách làm như thế nào để quan hệ với lãnh đạo ba cấp, khiến hắn có cảm giác như trước mắt sáng ngời. Sử lão thẳng thắn như vậy đúng là khẳng định và khích lệ khiến hắn mừng như điên. Hạ Tưởng đột nhiên đứng lên cúi người với sử lão rồi nói. Cảm ơn sử lão đã dạy bảo, cháu sẽ ghi nhớ trong lòng. Sử lão vui mừng ra mặt. Tôi vừa nãy chỉ là lẩm bẩm gì thế, người già nên hay quên. Hạ Tưởng cười cười không nói. Sử lão nói như vậy thực ra là vì tức hắn vừa nãy đã nói lời hơi quá đáng. Chẳng qua hắn cũng xuất phát từ lòng tốt. Nếu muốn hai người Lý Đình Sơn và Sử Khiết quay lại, Sử Khiết nếu không kiềm chế tính tình thì theo Hạ Tưởng biết về Lý Đình Sơn, hai người này dù miễn cưỡng quay lại cũng sẽ có kết quả thất bại. Hạ Tưởng cũng biết sử lão coi trọng hắn như vậy đó là vì hắn bây giờ là thân tín của Lý Đình Sơn. Vì thế Hạ Tưởng do dự một chút rồi nói. Sử lão, chính như ngài dạy bảo, tôi sẽ lắm miệng nói một câu. Nếu không dễ nghe thì ngài coi như không nghe thấy, chẳng qua tôi vẫn muốn nói. Bởi vì mấy năm nay bí thư Lý một mình rất vất vả khổ cực, tính cách mạnh mẽ không muốn người ép buộc của bí thư Lý cũng có một phần như mọi người đàn ông là hy vọng có người vợ hiền hậu. Hạ Tưởng nói đến đây là thôi, hắn hiểu sử lão nhất định biết rõ tính cách con gái mình. Sử lão khẽ gật đầu nói. Cậu nói với Đinh Sơn, tôi đợi Đinh Sơn như con ruột của mình, đối xử bình đẳng giữa Đinh Sơn và Sử Khiết. Còn có nếu không thích hợp thì tôi sẽ không để Sử Khiết làm phiền Đinh Sơn. Bảo Đinh Sơn cứ yên tâm công tác, ở trong phạm vi năng lực của mình làm lợi cho dân chúng, không phải sợ Thẩm Phục Minh. Nếu Thẩm Phục Minh không quá đáng thì thôi, nếu như Thẩm Phục Minh ỷ vào Cao Thành Tùng làm chỗ dựa thì muốn đấu cứ việc đấu. Hạ Tưởng thấy sử lão nhắm mắt lại như nói chuyện khá mệt. Người già đúng là nhanh mệt. Hạ Tưởng liền đứng lên cúi chào ông rồi mở cửa đi ra ngoài. Lúc này sử lão lại mở mắt và cười cười đắc ý giống như đứa bé lừa được người vậy. Người về già có lẽ tính cách sẽ giống trẻ nhỏ. Hạ Tưởng đi chưa lâu thì Sử Khiết cũng về. Chị vừa về đã oán giận nói. Bố việc gì phải nói một tên tay sai nhiều như vậy. Bảo hắn truyền lời là được, có gì hay mà nói với hắn chứ. Sử lão xa sầm mặt nói. Câm mồm, nhiều năm như vậy mà tính cách của chị cũng không biết kiềm chế chút nào. Chị có biết chị và Đinh Sơn ly hôn đều do tính cách tự cho mình là đúng của chị không? Hạ Tưởng bây giờ là thư ký của Đinh Sơn, chị lại không nhìn ra Đinh Sơn coi trọng và tin tưởng cậu ta như thế nào sao? Bây giờ đừng nói là chị, sợ là lời tôi nói cũng không có tác dụng bằng lời cậu ta nói với Đinh Sơn. Sao có thể chứ, bố không đề cao Hạ Tưởng quá chứ? Nếu chị tinh mắt biết điều thì đã không đến mức ly hôn với Đinh Sơn, đến hôm nay cũng không phải ở cấp phòng. Tôi chỉ nói một câu là khi nào chị thấy mình không là con gái bí thư tỉnh ủy. Không yêu cầu mọi người đều phải cười cười, tươi tỉnh với chị, có thể hòa nhã với mọi người, cho rằng chị chỉ là người bình thường thì chị hãy tìm tôi nhắc lại việc tái hợp với Đinh Sơn. Sử lão xua tay không cho Sử Khiết phản bác. Tôi ra sân trồng hoa. Hạ Tưởng ra khỏi khu nhà số 1 tỉnh ủy với tâm trạng khá vui vẻ. Nơi này cảnh rất đẹp nhưng lại làm người ta thấy áp lực, cảm giác này có lẽ là do người ở bên trong đều có quyền lực rất lớn phát ra. Vì thế quang cảnh xung quanh cũng trở nên nặng nề. Hạ Tưởng cười cười ném nơi này ra sau đầu. Thấy vẫn còn sớm, Hạ Tưởng nghĩ có nên đi gặp Tiếu Giai không? Hạ Tưởng đầu tiên gọi điện cho Lý Đinh Sơn nói về tình hình gặp mặt Sử Khiết, Sử Lão gia. Lý Đinh Sơn nghe xong chỉ thản nhiên nói, đã biết, sau đó không nói thêm việc này. Lý Đinh Sơn chỉ dặn hắn ở thành phố Yến thì về nhà một chuyến. Bây giờ huyện bá không có việc gì nên không cần về gấp. Lý Đinh Sơn nói thật ra đã nhắc nhở Hạ Tưởng, thành phố Yến cách nhà hắn ở thành phố Đan Thành cũng không quá xa. Đi xe thì chỉ khoảng 2 tiếng là tới. Tiếu Giai vừa nghe điện, Hạ Tưởng đang định hỏi cô có nhớ hắn không, ai ngờ lại nghe Tiếu Giai kêu lên. Hạ Tưởng, em đang định gọi cho anh báo tin vui. Công ty kinh doanh rau quả Tiếu Hạ của em đã chính thức thành lập, đăng ký tài chính 40.000, vừa thành lập đã kiếm được một vụ làm ăn. Anh đoán lãi được bao nhiêu? Giọng vui vẻ của Tiếu Giai làm Hạ Tưởng không đành lòng đả kích sự hưng phấn của cô. 30 hay 50 ngàn, kinh doanh rau lãi không cao, chủ yếu dựa vào số lượng. 100 ngàn,
Tiếu Dai lớn tiếng nói gần như làm tai Hạ Tưởng ông ông lên. Em mất rất nhiều công sức mới bàn xong, không ngờ mối đầu tiên đã kiếm được 100 ngàn. Tốt quá, về sau mở thị trường không lo không phát triển. Đáng tiếc anh không ở bên em, nếu không chúng ta có thể chúc mừng một phen. Ai nói anh không ở bên em? Hạ Tưởng phát hiện bây giờ Tiếu Dai nhất định đang rất nhiệt tình. Hắn là người đàn ông bình thường nên tuyệt đối không giấu cô gái quan hệ đầu tiên với mình khi sống lại. Anh đang ở thành phố Yến, em ở đâu, anh tới tìm em. Anh đừng lừa em đó, anh thật sự ở thành phố Yến. Trong giọng Tiếu Dai lộ ra một tia vui mừng và mong chờ khiến Hạ Tưởng ít nhiều thấy cân bằng. Hắn vừa rồi thậm chí cảm thấy Tiếu Dai không thèm để ý đến hắn. Mặc dù lần đầu tiên của cô cho hắn, nhưng cô giống như không coi hắn là người đàn ông của cô. Dù là gặp hay gọi điện thì cô đều nói chuyện làm ăn. Chẳng qua câu nói tiếp theo của cô làm Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Em đang ở thành phố Lỗ Tỉnh Tề, trong lúc nhất thời không về được. Sao bây giờ? Thành phố Lỗ Tỉnh Tề là một khu vực nổi tiếng về kinh doanh rau quả. Hạ Tưởng mất hứng nói. Tiếu Dai, em có thể nói chuyện khác với anh không? Giống như anh chỉ là bạn làm ăn với em vậy, em có phải coi anh là chỗ dựa và người tham mưu cho em không? Tiếu Dai ngẩn ra rồi đột nhiên giọng nói trở nên nhẹ nhàng như sợi tơ làm Hạ Tưởng trở nên nhộn nhạo trong lòng. Em biết tâm tư của anh, thực ra em cũng nhớ anh, chỉ là em không dám nói với anh, sợ anh có suy nghĩ xấu xa. Tiếu Dai nói chuyện kinh doanh thì có vẻ như một cô gái cứng rắn, nhưng khi dịu dàng thì cũng rất thùy mị, giọng của cô như hòa tan được người vậy. Hạ Tưởng hơi xúc động nói. Anh nghĩ chuyện xấu gì chứ? Hơn nữa chẳng lẽ em hối hận vì chuyện xấu lần trước sao? Em hối hận thì sao? Tiếu Dai dỗi mà nói. Em nghĩ đến chuyện đó rất đẹp không ngờ lại đau làm em mấy ngày đi khó khăn. Nghĩ đến thì anh đúng là quá xấu, em không muốn cùng anh nên phải đi xa, nếu không anh lại làm em đau. Chương 148, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng rất thần bí. Phụ nữ thường khác nhau rất nhiều. Có phụ nữ lần đầu tiên rất dễ lưu lại tâm lý sợ đau nên cũng là bình thường. Hạ Tưởng cười phá lên nói. Một hai lần là quen thôi. Thật đó, không lừa em đâu, muốn thử lại lần nữa không? Không muốn mắc câu con sói nhà anh. Tiếu Dai không hề động tâm, chẳng qua cô có lẽ sợ Hạ Tưởng mất hứng nên dịu đi. Em ngoan ngoãn nghe lời, chờ chị về mua kẹo đường cho em ăn. Nếu em biểu hiện tốt thì chị có thể suy nghĩ thưởng em thêm lần nữa. Chẳng qua phải nói trước nếu làm người ta đau thì không bao giờ cho nữa. Hạ Tưởng dập máy rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếu Dai cho hắn một chiếc bánh mì lớn ăn đỡ đói, đáng tiếc không nhìn thấy, không sờ được. Hơn nữa cô còn cả nửa tháng mới về, khi ấy hắn nhất định đã về thành phố Yến. Hạ Tưởng thấy đã gần trưa, hắn suy nghĩ xem có nên gọi cho Phùng Húc Quang hay không thì điện thoại di động vang lên. Hắn rút ra thấy là số lạ. Xin hỏi ai đó? Đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi mới truyền ra giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tôi đợi ở bãi đỗ xe của khách sạn. Liên Nhược Hạ muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn trả thù mình, hay muốn đấu với mình? Khi Hạ Tưởng đến bãi đỗ xe thì thấy cô vẫn mặc váy trắng hôm qua nên cũng yên tâm hơn. Tâm trạng phụ nữ có thể từ cách ăn mặc của cô ta nhìn ra được. Bộ váy này tuyệt đối không phải để đánh nhau. Sau đó hắn từ việc Liên Nhược Hạm trang điểm khá cẩn thận thì đoán có lẽ tâm trạng của cô dù không tốt thì cũng không quá xấu. Hắn mở cửa xe, ngồi lên ghế lái xe rồi nói. Đi đâu? Liên Nhược Hạm nhìn hắn với ánh mắt phức tạp rồi ngồi xuống ghế bên. Anh lái xe đến nhà cô bé Lê. Trên giường Liên Nhược Hạm không nói gì khiến không khí có chút xấu hổ, cũng có chút mập mờ. Chuyện đêm qua làm Hạ Tưởng nghĩ tới là xấu hổ, muốn nói gì lại không thể nói. Hắn lén liếc nhìn thì thấy ánh mắt cô tránh đi. Liên Nhược Hạm đừng có quá kích động mà tới nói cho Tào Thù Lệ biết đó. Nếu không hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nói rõ. Rượu làm người ta to gan, cũng có thể làm anh hùng thêm đảm lược. Hạ Tưởng tuy không dám tự nhận là anh hùng nhưng chưa đến mức cưỡng ép phụ nữ. Hôm qua hắn uống nhiều rượu nên hôn Liên Nhược Hạm, còn đè cô xuống dưới khiến giờ nghĩ lại hắn cũng nóng mặt. Khi gần đến khu nhà ở của ủy ban xây dựng thì Liên Nhược Hạ mới mở miệng nói. Tối qua tôi có thấy dán không nhỉ? Hạ Tưởng cười nói. Không có dán thì không có chuyện sau đó. Nhiều lời. Liên Nhược Hạ bỏ mặc Hạ Tưởng ở dưới mà trực tiếp lên lầu.
Người mở cửa là Tào Thủ Quân, y vừa thấy Liên Nhược Hạm liền lớn tiếng kêu lên. Chào chị xinh đẹp, chị rất đẹp, à, chị có bạn trai rồi ư. Không phải bạn trai của chị là Hạ Tưởng đó chứ. Tào Thủ Quân giật mình nhảy sang bên thiếu chút nữa ngã xuống, xoay người gọi vọng vào trong. Chị, anh rể em dẫn bạn gái mới tới tìm chị nói chuyện. Tào Thủ Quân cười ha hả nói. Chị tôi theo anh đã là thiệt thòi. Người đẹp như vậy theo anh đúng là không có lý, lại nói anh không xứng với chị ấy. Nói ngược rồi. Hạ Tưởng bây giờ thừa sức đối phó Tào Thủ Quân. Hắn bảo Liên Nhược Hạm vào nhà trước rồi nói. Anh không cho cậu làm ô uế sự trong sạch của anh. Liên Nhược Hạm coi như không nghe thấy hai người nói chuyện. Cô đi lên lầu theo tiếng gọi của Tào Thủ Lệ. Tào Vĩnh Quốc chưa làm về, Vương Vũ Phân từ trong ra thấy Hạ Tưởng liền cười nói. Tiểu Hạ đến à, cháu đen hơn, gầy hơn nhưng có vẻ tươi tỉnh hơn. Cháu mau ngồi đi. Sau đó bà gọi vọng lên lầu. Thủ Lệ, Tiểu Hạ đến, mau rót nước cho cậu ấy. Bảo anh ấy tự rót đi ạ, khách khí với anh ta làm gì. Người nói chuyện là Mễ Huyên, cô nói chuyện mà không ngừng cười. Cũng không phải lần đầu tới mà, cô đừng quá nuông chiều nếu không anh ta lại vẫy đuôi vì sung sướng đó. Vương Vũ Phân cười cười lắc đầu nói. Cô bé Mễ Huyên này lớn như vậy mà vẫn thế, không cho ai mặt mũi cả, kệ nó đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Tưởng và Tào Thủ Quân. Tào Thủ Quân ngồi xuống nháy mắt nói. Anh rể, chị xinh đẹp kia là ai? Sao đẹp như tiên vậy? Giới thiệu cho em biết được không? Dù sao anh cũng có chị tôi rồi, không phải chiếm cả chị kia nữa chứ. Cho dù anh muốn thì chị tôi cũng không đồng ý, phải không? Nước béo không cho người ngoài, tôi là em vợ anh, giới thiệu cho tôi được chứ? Hạ Tưởng bóp bóp tay, vai của Tào Thủ Quân mà nói. Không được, cơ thể của cậu quá yếu. Anh nói với cậu, cô ấy tên Liên Nhược Hạm có lai lịch gì thì anh không rõ, chẳng qua một mình cô ấy đánh ngã ba tên lưu manh, bây giờ ba thằng đó vẫn nằm trong bệnh viện. Có một tên trong đó bị gãy xương, cậu nếu thấy mình có võ công cái thế thì có thể đi thử một lần. Tào Thủ Quân run lên nói. Thật hay giả, dã man như vậy ư, vậy tôi thấy thôi đi, tôi không thích đánh đánh giết giết suốt ngày, muốn giữ mình trong sạch. Mà sắp khai giảng rồi, trong trường thì người đẹp như mây, cũng đủ cho tôi rồi mà.